chương 3200, Nam Cung mặc chết, Ninh Như Phong ngửi được một tia nguy hiểm, chính hắn không dám nhiều lời, hung tận trợn mắt nhìn Nam Cung mặc. Tất cả trưởng lão không khỏi cũng nhiều mắt nhìn Nam Cung mặc, chiếu trước đó Nam Cung mặc nói là lục bằng đánh cắp thiên địa bảo giám, hiện tại lục bằng chẳng biết đi đâu, cũng không biết cái này sự tình nên kết thúc như thế nào. Nam Cung mặc thân thể đều có chút run rẩy sợ hãi rụt rè không dám ra tới. Hoàng Phong yêu vương một đôi mắt vàng khóa chặt Nam Cung mặc, âm trầm nói ngươi cho bản vương tới cái này nam cung mặc nháy mắt mặt như màu đất lục bằng như bị vạch trần ra tới nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ nhân tộc phế vật chủ thượng để ngươi qua đây ngươi lỗ tai điếc hay sao hoàng phong yêu vương bên cạnh một người khoác áo giáp màu bạc địa tiên yêu tu hướng về phía nam cung mặc giận dữ mắng mỏ lên tiếng sắc bén hai mắt nổi lên một đạo sát cơ khiến người hít thở không thông uy áp làm cho nam cung mặc tê cả ra đầu nam cung mặc tự biết tránh không khỏi đành phải cắn răng đứng dậy, hướng phía Hoàng Phong yêu vương chỗ Linh Chu trên chiến thuyền bay đi, ôm quyền bái nói, hồi vị tiền bối này, vãn bối Nam Cung mặc Ai ngờ, Nam Cung mặc lời còn chưa nói hết, Hoàng Phong yêu vương đột nhiên ra tay, cánh tay phải hóa thành một con kim sắc cửa chảo, lấy vang động núi sông chi thế đánh úp về phía Nam Cung mặc thân xác. a à, cái kia kim sắc lợi chảo tốc độ quá nhanh, Nam Cung mặc tránh cũng không thể tránh, con người không ngừng phóng đại, trong miệng phát ra thảm thiết thét lên, ra sức chống ra một đạo phòng ngự màn ngăn, ý đổ phòng ngự Hoàng Phong yêu vương một chảo này. Bành một tiếng vang thật lớn, Nam Cung mặc chống ra phòng ngự màn ngăn giống như giấy bị kim sắc lợi chảo xuyên qua, thân xác bị lợi chảo xé nát, vô số hạt gạo kích cỡ tương đương thịt nát vẩy ra bắn ra bốn phía. Hoàng Phong yêu vương cũng không có trực tiếp diệt sát Nam Cung mặc, mà là lưu lại một cái đầu lâu chán, dùng cho siêu hồn. Đạo hữu tha mạng A, Nam Cung mặc đã là dọa đến sợ vỡ mật, máu me đầu lâu trong miệng phát ra quỷ khóc sói gào thét lên vạn phần hoảng sợ hư bản vương cũng không có hứng thú ép hỏi một cái nhỏ yếu tu sĩ nhân tộc hoàng phong yêu vương mặt không biểu tình nói lợi chảo đem nam cung mặc đầu lâu cầm trở về cũng thi triển lên siêu hồn thuật thu hoạch muốn tin tức tha mệnh nam cung mặc đầu lâu còn tại mơ hồ không rõ cầu xin tha thứ nhưng theo hoàng phong yêu vương thi triển siêu hồn thuật khí tức dần dần suy yếu xuống dưới siêu hồn kết thúc về sau Hoàng Phong yêu vương móng phải thoáng dùng sức đem Nam cung mặc đầu lâu bóp nát biến thành một mảnh xương máu. Chỉ là trong một chớp mắt, nhân tiên hậu kỳ Nam cung mặc liền bị Hoàng Phong yêu vương tùy tiện diệt sát, gần như không có năng lực phản kháng chút nào. Hoàng Phong yêu vương liền tựa như bóp chết con kiến đồng dạng diệt sát Nam cung mặc. Tê như thế nghe giận cả người tràng cảnh, nhìn cổ khí môn tu sĩ từng cái tê cả ra đầu, sắc mặt đau thương, trong lòng cảm nhận được mãnh liệt kinh dị cùng sợ hãi. Đại trưởng lão liền vừa đối mặt đều không có chống nổi, có thể nghĩ, vị này Hoàng Phong động động chủ, thực lực đã cường đại đến một loại không thể địch nổi trình độ. Ninh Như Phong mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lần này trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, cổ khí môn muốn chạy trốn quá kiếp nạn này, sợ là khó càng thêm khó. Sư phụ, thấy Nam cung Mặc chết thảm, Hạ San Nhi nhìn thấy mà giật mình, nàng che lấy miệng nhỏ, trong hốc mắt chảy ra lượng lớn nước mắt, nhỏ giọng nức nở. Nam cung Mặc cố nhiên không lấy vui nhưng hắn dù sao cũng là nuôi dưỡng hạ san nhi lớn lên sư phụ. Cứ như vậy thình lình mệnh tang ở đây, hạ san nhi tâm tình cực kỳ khó chịu. San nhi, nhanh tỉnh táo lại, thấy hạ san hồi nhỏ thỉnh thoảng nức nở lên tiếng, ninh tiểu yêu truyền âm yêu kiều một tiếng, nhắc nhở hạ san nhi không muốn hiển lộ ra quá lớn tâm tình chập chờn tránh cho bị đối diện yêu tu để mắt tới. Hạ san nhi chỉ có thể cắn răng đè nén xuống trong lòng thống khổ, giữ im lặng. Hoàng phong yêu vương siêu hồn đạt được một chút tin tức, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, trước đó thiên địa dị tượng, không ngờ là thật sự thiên địa bảo giám phát ra tới. Mình hao phí một viên quý giá truyền tống Bảo Châu, đặc biệt chạy đến thiên khâu phong, cũng không phải vì tìm kiếm thiên địa bảo giám loại này khoai lang bỏng tay. Chẳng qua đã đến, Hoàng Phong yêu vương không nghĩ tay không mà về. Cái này thiên địa bảo giám có thể phóng xuất ra kinh người như vậy linh quang, nói không chừng có thể quy về chính mình dùng. Vừa rồi, hắn siêu hồn biết được thiên địa bảo giám cùng lục bằng tin tức, trong lòng ngược lại là đối cái này tên là lục bằng bán tiên tu sĩ rất là tò mò. Nghe đồn thiên địa bảo giám thế nhưng là địa tổ trấn nguyên tử bảo vật, làm sao lại bị một cái bán tiên nhận chủ. Các người mang lên nhân thủ, lập tức tiến vào cái này thương loan sơn bên trong điều tra, không muốn bỏ sót bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Hoàng Phong yêu vương lập tức phân phó đứng dậy bên cạnh mấy tên địa tiên yêu tu. Vâng, chủ thừa, mấy tên địa tiên yêu tu cấp tốc mang lên gần 3.000 tên yêu tu, tiến vào thương loan sơn bên trong, tìm kiếm thiên địa bảo giám, thuận tiện ý đồ đem lục bằng bắt tới. Ninh Như Phong không dám chọc giận đối phương, đành phải bỏ mặc Hoàng Phong động bọn này yêu tu tiến vào cổ khí môn điều tra. Cổ khí môn chúng môn nhân đệ tử càng là không dám thở mạnh một cái khí, so sánh Hoàng Phong động thế lực, bọn hắn chút người này tay quá mức suy nhược, hoàn toàn không có đường sống vẹn toàn. Một lát qua đi, Hoàng Phong yêu vương phái đi bọn này yêu tu cũng không có điều tra ra kết quả gì, bọn hắn lật khắp toàn bộ thương loan sơn, cũng không có phát hiện thiên địa bảo giám cái bóng, kia lục bằng cũng xác thực không tại cổ khí môn bên trong. Thật sự là không may, nghe được thuộc hạ báo cáo xong tin tức về sau, Hoàng Phong yêu vương trong lòng tức giận vạn phần, như lần này đi một chuyến uổng công, vậy nhưng thật muốn bị người khác cười đến rụng răng. Ninh Như Phong thừa cơ cẩn thận từng ly từng tí nói, Hoàng Phong đạo hiếu, chúng ta cổ khí môn chỉ là mai sơn vực nội xa xôi tiểu phái, tuyệt không dám lừa gạt đạo hữu loại cường giả cấp bậc này. Chúng ta cổ khí môn có thể phối hợp đạo hữu cùng nhau đi tìm thiên địa bảo giám, nếu như tìm về, chắc chắn dâng lên bảo vật này. Hoàng Phong yêu vương âm lệ nói, nói nhẹ nhàng linh hoạt, bản vương nhất không tin các người đám nhân loại kia tu sĩ, trước hết để cho ta tự mình tới cha rõ ràng. Vừa mới nói xong, Hoàng Phong yêu vương sắc bén hai mắt liếc nhìn mắt cổ khí môn một đám môn nhân đệ tử, ánh mắt rơi vào hạ san nhi trên thân. Nữ nhân, người tới đây cho ta, Hoàng Phong Yêu Vương chỉ chỉ đối diện trong đám người Hạ San, sắc mặt âm trầm quát. Thông qua vừa rồi siêu hồn, Hoàng Phong Yêu Vương biết Hạ San nhi là lục bằng vị hôn thê, nghĩ thầm cái này nữ tu loài người có thể biết chút ít cái gì. Nghe được Hoàng Phong Yêu Vương kêu to, Hạ San nhi thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. San nhi, Ninh Tiểu Yêu sắc mặt đau thương, tâm chìm đến đáy cốc. Hỏng bét, thầm lãng trong lòng cũng ám đạo không ổn, nghĩ đến trước đó Nam cung Mặc chết thảm tràng cảnh. Hạ San Nhi đoán chừng cũng khó thoát bị siêu hồn vận mệnh. Hạ San Nhi trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, dứt khoát quyết nhiên từ trong đám người vọt ra. San Nhi sư muội, thấy Hạ San Nhi cuối cùng vẫn là đứng dậy, không ít cổ khí môn đệ tử đều nhắm hai mắt lại, không đành lòng lại nhìn một màn kế tiếp. Hoàng Phong yêu vương tay phải lại lần nữa hóa thành kim sắc lợi trảo, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay hướng phía Hạ San Nhi đánh tới. Đạo hữu chậm đã, Ninh Như Phong mặt mò biến sắc, trong tay gậy chống hóa thành một cây cự thạch trụ, dùng hết toàn lực đụng vào kim sắc lợi trảo. Đông, nổ vang âm thanh thiên băng điện liệt, chương 3201, chẳng lẽ là ngươi? Ninh Như Phong miễn cưỡng ngăn lại một trảo này, ổn định thân hình về sau, lập tức ngăn tại hạ san nhi trước người, hướng phía Hoàng Phong yêu vương ôm quyền nói. Khẩn cầu Hoàng Phong đạo hữu mở một mặt lưới, không muốn lạm sát ta phái tu sĩ. Lão già, người muốn chết, Hoàng Phong yêu vương thấy Ninh Như Phong cũng dám phản kháng mình, lập tức giận tím mặt, há mồm phun ra một hơi quỷ dị màu vàng phong bạo, hướng phía Ninh Như Phong càn quét mà đi. Gào thét mà tới Hoàng Phong như thiểm điện bôn lôi, lại như sơn băng hải tiếu, ẩn chứa quỷ dị năng lượng cường đại, cũng lấy một loại thần thức đều khó mà bắt giữ tốc độ đánh úp về phía Ninh Như Phong. Ninh Như Phong mặt mò giữ tợn vô cùng, hai tay phi tốc bóp ra một đạo pháp quyết, trong miệng phát ra điên cuồng hét to, đệ lục giai tiên thuật, ngũ hổ khiếu thiên ấn. Tiếng giống vừa rơi xuống, Ninh Như Phong trước người xông ra năm con to lớn bạch hổ huyễn linh, há miệng hướng phía đánh tới màu vàng phong bạo phun ra ra năm đạo cột sáng màu trắng. Rầm rầm rầm, năm đạo cột sáng màu trắng đụng vào màu vàng phong bạo, nặng nề oanh minh nổ vang âm thanh kéo dài không thôi, mảng lớn bạch quang bao trùm quanh mình hết thảy, năng lượng kinh khủng va chạm bốn phía. Cổ khí môn bên này tu vi không cao tu sĩ thân thể đều bị hất bay ra ngoài, đại đa số tu sĩ thì toàn lực chống ra phòng ngự màn ngăn ngăn cản được năng lượng xung kích uống ninh như phong trong miệng phát ra nghỉ tư bên trong gào thét hắn dùng hết toàn lực phóng xuất ra trong cơ thể hỗn độn linh lực cái này mới miễn cưỡng ngăn lại hoàng phong yêu vương phong bạo công kích hư chẳng qua loại trình độ này mà thôi cũng vọng tưởng chống lại bản vương hoàng phong yêu vương phát ra một đạo khinh thường mỉa mai âm thanh về sau trong miệng lại thổi một đạo hoàng phong tăng lớn màu vàng phong bạo uy năng đột nhiên ở giữa màu vàng phong bạo biến thành một đạo cự hình vòi rồng, nháy mắt ngăn chặn năm con bạch hổ huyễn linh công kích, cũng lấy chân áp thiên địa chi thế đánh úp về phía năm con bạch hổ huyễn linh. Giống, tại trói tai oanh minh tiếng nổ vang bên trong, năm con bạch hổ huyễn linh trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, hình thể tuần tự bị màu vàng phong bạo diệt sát hầu như không còn. Ninh Như phong thân xác chúng chiêu, huyết nhục bị màu vàng phong bạo xé rách ra rất nhiều vết máu, máu trào như suối. Đôi bên thực lực chênh lệch vẫn còn quá lớn, địa tiên sơ kỳ ninh như phong căn bản cũng không phải là địa tiên hậu kỳ hoàng phong yêu vương đối thủ một kích qua đi ninh như phong già nua thân thể bị hoàng phong thổi bay ra ngoài toàn thân máu thịt be bét vô cùng thê thảm phụ thân ninh tiểu yêu rốt cuộc khắc chế không được cảm xúc từ cổ khí môn bầy tu sĩ bên trong vọt ra đỡ dậy lung lay sắp đổ ninh như phong đừng quản ta ninh như phong một tay đẩy ra ninh tiểu yêu nghiêm nghị quát lớn lão già bản vương đã là tương đương khắc chế Ngươi như còn dám không biết tự lượng sức mình đến ngăn ta, bản vương liền đem các người bọn này đám ô hợp toàn bộ giết sạch. Hoàng Phong yêu vương trong miệng phát ra hung lệ tiếng gầm gừ, toàn thân phóng xuất ra thao thiên linh ép. Cổ khí môn chúng đệ tử đều bị cái này khủng bố linh áp làm cho thân hình bất ổn, hai chân đều tại như nhũn ra. Chủ thượng, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm, tu sĩ nhân tộc chính là không thành thật, ta nhìn không bằng trước giết chết một nửa tu sĩ, xem bọn hắn còn dám hay không ngỗ nghịch chủ thượng. Hoàng Phong yêu vương bên cạnh thân mấy tên địa tiên yêu tu nhau nhau đề nghị, mặt lộ vẻ vẻ không hài lòng. Bản vương tự có tính toán, Hoàng Phong yêu vương lắc lắc tay, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Nếu không phải thấy Cổ Khí môn là thất thánh cung dưới cờ môn phái, Hoàng Phong yêu vương nơi nào sẽ có loại này kiêng kỵ. Giết cá biệt Cổ Khí môn tu sĩ, thất thánh cung bận tâm đến Hoàng Phong động thực lực, sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu như làm quá mức, thất thánh cung khó đảm bảo sẽ không tìm bọn họ để gây sự. Hạ San Nhi lấy dũng khí, cắn răng khẽ kêu nói, các hạ không ngại hướng về phía ta tới, không nên thương tổn cổ khí môn tu sĩ khác. Hoàng Phong yêu vương mặt mày vén lên, cười lạnh nói, tiểu nha đầu, người cũng có chút cốt khí. Đã ngươi một lòng muốn chết, bản vương liền thành toàn ngươi. Vừa mới nói xong, Hoàng Phong yêu vương thổi lên một đạo màu vàng cương phong, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đem Hạ San Nhi cho cuốn tới. Không nói lời gì, Hoàng Phong yêu vương một tay bóp lấy Hạ San Nhi tuyết trắng cái cổ, khóe miệng lộ ra một tia chiêu tức. San Nhi, không, Ninh Tiểu Yêu hốc mắt đỏ bừng, tim như bị đau cắt. Mắt thấy Hoàng Phong yêu vương một cái đại thủ hướng phía hạ San Nhi chán nhấn tới thời điểm, thẩm lãng hai mắt muốn nứt, hắn rốt cục ngồi không yên, trong miệng phát ra chấn thiên gào thét, thả nàng, ta cho người biết thiên địa bảo giám ở nơi nào. Trong tiếng giống giận dữ, thẩm lãng từ trong đám người vọt ra. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ toàn bộ ánh mắt hội tụ tại thẩm lãng trên thân. Hoàng Phong yêu vương không khỏi cũng đánh giá đến thẩm lãng. Từ lợi hại góc độ đi lên giảng, thẩm lãng chỉ cần giữ im lặng đợi tại nguyên chỗ, có lẽ một chút việc cũng không có. Nhưng là trong lòng ngực mãnh liệt cảm xúc nói cho hắn, mình không thể làm vong ân phụ nghĩa hạng người. Như trơ mắt nhìn hạ san nhi bị giết, thẩm lãng sẽ không có cách nào tha thứ chính mình. Cái này xuẩn tiểu tử, có thể đem lão phu tức chết. Ninh như phong khí đấm ngực rậm chân, khóe miệng không ngừng chảy máu. Thẩm lãng nói ra câu nói này, mang ý nghĩa tính mạng đáng lo hoàng phong yêu vương tất nhiên sẽ đối nó siêu hồn xác nhận thật giả thẩm lãng ngươi thằng ngu ninh tiểu yêu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nàng nghĩ mãi mà không rõ vì sao thẩm lãng muốn liều chết ra cái này danh tiếng dưới mắt đã từ cục cái này hoàng phong yêu vương thực lực quá mức cường đại không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể thay đổi thế cục thẩm sư đệ hạ san nhi nước mắt rơi như mưa nàng đã không muốn suy nghĩ thẩm lãng tại sao phải làm như vậy nàng chỉ biết thẩm lãng vì mình cam nguyện chịu chết giờ phút này hạ san nhi trong lòng trừ cảm động không còn gì khác suy nghĩ hoàng phong yêu vương liếc mắt thẩm lãng hư lạnh nói tiểu tử người tốt nhất đừng nói đùa thẩm lãng mặt không biểu tình không có đùa giỡn với ngươi ta chẳng những biết thiên địa bảo giám ở nơi nào ta chỗ này còn có chút tình báo chắc hẳn các hạ sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng chỉ là bán tiền tạp toái há lại cho ngươi tại chủ thượng trước mặt ăn nói linh tinh tên kia người khoác áo giáp màu bạc địa tiên yêu tu hét to lên tiếng, đang muốn ra tay diệt sát thẩm lãng. Hoàng Phong yêu vương đưa tay ngăn lại tên kia áo giáp yêu tu, cười lạnh nói, tiểu tử, bản vương cho ngươi một cơ hội, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi nắm giữ cái gì tình báo. Hoàng Phong đại thánh, dấu bảo đồ, thiên triệu, thẩm lãng bình tĩnh nói ra cái này ba cái từ. Hoàng Phong yêu vương tâm thần rung mạnh, hai mắt đột nhiên nổ bắn ra tinh mang, cuồng hống lên tiếng, tiểu tử, chẳng lẽ là ngươi. Bên cạnh một đám địa tiên yêu tu cũng nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện thẩm lãng, kinh khủng sát khí cùng linh áp càn quét bốn phía, không khí đều tại thời khắc này ngưng kết. Đối diện cổ khí môn tu sĩ không rõ ràng cho lắm, bị chúng địa tiên yêu tu phóng xuất ra khí tức dọa đến kinh hồn bạt phía. Thẩm lãng mặt không đổi sắc, hắn rỗi ra tay phải, đặt tại mi tâm của mình chỗ, cười lạnh nói, hoàng phong yêu vương, lão tử chỉ đếm ba tiếng. Ba tiếng về sau, Ngươi như còn không để cho chạy vị kia nữ tu, ta liền tự tuyệt thần hồn, mang theo bí mật này vĩnh viễn biến mất. Một, hai, còn không có đếm tới tiếng thứ ba lúc, Hoàng Phong yêu vương rốt cuộc thỏa hiệp, đưa trong tay bắt hạ san nhi ném bay ra ngoài, chấn quát tiểu tử, như người mong muốn. Oanh, một cố cự lực tác dụng tại hạ san nhi trên thân, hạ san nhi bị ném đi ra thật xa. Trường 3202, Mai Sơn thất thánh hiển linh. Hạ san nhi thật vất vả thân hình vừa đứng vững, quay đầu nhìn về phía thẩm lãng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, sư đệ. Sư tỷ đi mau, đi càng xa càng tốt, thẩm lãng phát ra một đạo lạnh lùng truyền âm, sư đệ, người đây cũng là tội gì, hạ san nhi mặt mũi tràn đầy nước mắt, tâm cũng phải nát. Nàng thiếu thẩm lãng thực sự là nhiều lắm, hạ san nhi tình nguyện mình chết, cũng không nghĩ để thẩm lãng thay thế nàng chết. Hoàng Phong yêu vương một đôi hai con mắt màu vàng óng gắt gao nhìn chằm chằm thẩm lãng, quát khẽ nói, tiểu tử, ta đã thả nữ nhân này, hiện tại mau đem người biết tin tức nói cho bản vương. Thẩm lãng bình tĩnh nói, Hoàng Phong yêu vương, ta biết so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn, ta có thể đem tất cả bí mật đều nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải để tất cả cổ khí môn đệ tử đều an toàn rời đi nơi đây. Xoạt, lời này mới ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Tất cả cổ khí môn tu sĩ tâm thần rung mạnh, nổi lòng tôn kính, vạn vạn nghĩ không ra thẩm lãng vì cứu vớt môn phái, cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ là bán tiên sâu kiến, cũng dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Dám cùng chúng ta đại vương bàn điều kiện, thật sự là muốn chết. Tiểu tử, là ai cho ngươi lá gan, dám trêu đùa đại vương. Mấy tên địa tiên yêu tu trong miệng phát ra nổi giận gào thét. Hoàng phong yêu vương hất lên áo khoác ngoài, ra hiệu chúng yêu yên tĩnh, hắn liếc mắt thầm lãng, mặt không biểu tình nói, tiểu tử, bản vương tạm thời thỏa mãn yêu cầu của ngươi, nhanh chóng để phía sau ngươi bọn này đám ô hợp cút đi. Trên chiến thuyền chúng yêu tu hai mặt tư dò xét, có chút không hiểu rõ đại vương vì cái gì như thế tín nhiệm một cái hoàng mao tiểu tử hoàng phong yêu vương sở dĩ chiều theo thẩm lãng chỉ là hoài nghi thẩm lãng đạt được lúc trước hoàng phong lĩnh chảy ra tấm kia bảo tàng tàn đồ thẩm lãng đã đề cập tới dấu bảo đồ lại nhắc lên thiên triệu hai cái này cái này tuyệt không phải trùng hợp nói rõ thẩm lãng thật biết cực kỳ trọng yếu manh mối hoàng phong yêu vương một mực đối tiên tổ hoàng phong đại thánh còn sót lại trí bảo hết sức cảm thấy hứng thú mặc dù không biết kia bảo bối là vật gì nhưng khẳng định so thiên địa bảo giám loại này ta vật tốt hơn gấp trăm lần. Ninh Như Phong tiếng nói khản giọng trấn quát, thầm lãng, trận này kiếp nạn là cổ khí môn toàn bộ môn phái, không cần một mình ngươi đến gánh chịu. Thẩm Lãng khẽ lắc đầu, thần sắc hờ hững nói, trưởng môn, ta làm như vậy từ ta có đạo lý của ta. Ngươi tranh thủ thời gian dẫn đầu môn phái đám người rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt. Thẩm Lãng tiểu tử, cổ khí môn thiếu ngươi một cái ân tình. Ninh Như Phong cắn răng, không còn thuyết phục Thẩm Lãng hướng về phía chúng môn nhân đệ tử hét to lên tiếng, chúng cổ khí môn tu sĩ nghe lệnh, nhanh chóng đi theo lão phu rút lui nơi đây. Là, chúng cổ khí môn đệ tử lên tiếng, nhao nhao hướng phía thẩm lãng ném đi ánh mắt cảm kích, dường như ở chỗ thẩm lãng tạm biệt. Rất nhanh, Ninh Như Phong dẫn theo mảng lớn cổ khí môn tu sĩ rút lui ra thương loan sơn, hướng phía phía đông bay trốn đi. Tốt đầu nhi, bảo trọng, hà kiên ánh mắt lộ ra thật sâu không đành lòng, thở dài một hơi về sau, cô tịch bóng lưng đuổi theo cổ khí môn tu sĩ đội ngũ. Ninh tiểu yêu phi thân đi vào hạ san nhi bên cạnh, đưa nàng túm đi qua, san nhi, mau cùng ta đi. Nhưng thẩm sư đệ hắn, hạ san nhi hai mắt đẫm lệ mông lung, không muốn rời đi. Đừng ngốc, thẩm lãng liều chết cứu người một mạng, chính là hy vọng người có thể coi trọng sinh mệnh của mình, không phải để người tiếp tục đi mất mạng. Ninh tiểu yêu yêu kiều lên tiếng, một trận này ép lôi kéo, cuối cùng đem hạ san nhi cho mang đi. Hạ san nhi khóc lê hoa đái vũ, cảm xúc đều muốn sụp đổ. Ninh Tiểu Yêu quay đầu nhìn thẩm lãng một chút, giữa lông mày hiện lên vẻ đau thương cùng cô đơn. Không có suy nghĩ nhiều, Ninh Tiểu Yêu mang theo hạ san nhi đuổi theo cổ khí môn tu sĩ đội ngũ. Không bao lâu, cổ khí môn tất cả tu sĩ toàn bộ rời đi thương Loan Sơn. Tiểu tử, hiện tại ngươi dù sao cũng nên hài lòng đi. Hoàng Phong yêu vương sắc mặt dày đặc nhìn chằm chằm thẩm lãng, hừ lạnh một tiếng. Thẩm lãng thần thức liếc nhìn một vòng bốn phía, xác định cổ khí môn tu sĩ rút lui đến khoảng cách an toàn, trong lòng thở dài một hơi. Không có những cái kia cổ khí môn tu sĩ, hắn mới tốt buông tay buông chân. Ha ha ha, thẩm mỗ ngược lại là muốn cảm tạ các hạ cho ta cơ hội lần này. Đáng tiếc thẩm mỗ cũng không dự định bó tay chịu chói, các hạ như muốn biết bảo tàng bí mật, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Thẩm lãng nhếch miệng cười lạnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai tế ra thất thánh xem chiều đồ, điên cuồng hướng phía xem chiều đồ bên trong quán chú hỗn độn linh lực. Lúc trước Mai Sơn thất thánh tàn hồn tiến vào thất thánh xem chiều đồ bên trong, tương đương với cho thẩm lãng một lần bảo mệnh cơ hội. Thẩm lãng chỉ cần lại lần nữa thôi động thất thánh xem chiều đồ, liền có thể gọi ra Mai Sơn thất thánh tàn hồn, giúp mình một chút sức lực. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết. Bị thẩm lãng trêu đùa đến tận đây, Hoàng Phong yêu vương đã là không thể nhịn được nữa, trên mặt hiện lên ngang ngược chi sắc, tay phải lại lần nữa hóa thành kim sắc cự chảo, lấy sấm xét bôn lôi chi thế hướng phía thẩm lãng bắt giữ mời thất thánh hiển linh, thẩm lãng hai mắt như điện, dốc hết toàn lực hướng thất thánh xem chiều đồ bên trong rót vào hỗn độn linh lực. Ông ong ong tại lượng lớn hỗn độn linh lực ra chỉ dưới, thất thánh xem chiều đồ bên trong đột nhiên phóng xuất ra thịnh như liệt dương kim mang, hỏa bên trong sông ra bảy đạo kim mang, hóa thành mai sơn thất thánh dáng vẻ. Thất thánh tàn hồn tại thời khắc này thức tỉnh, bành bành bành, trong hách nhiên, bảy đạo sông thiên linh ép càn quét cả phiến thiên địa, kinh khủng linh áp phong bạo từ Mai Sơn thất thánh tàn hồn bên trong dâng lên mà ra, như như cơn lốc hướng phía bốn phương tám hướng phát tán, ép trên chiến thuyền chúng yêu tu đều thở quá không khí tới. Lão đại viên hồng há mồm phun ra một đạo xích kim sắc cột sáng, lấy một loại gần như quỷ dị tốc độ đụng vào hoàng phong yêu vương đánh tới kim sắc cự trào. Đông, một đạo núi lở đất nước tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, hai đạo công kích tia sáng bùng lên, thế lực ngang nhau. Viên hồng tàn hồn vội vàng phía dưới phát ra một kích, miễn cưỡng ngăn cản được Hoàng Phong yêu vương công kích, trầm giọng nói, thẩm lãng tiểu hữu người lần này kêu gọi có thể tính đến kịp thời. Nói đi, kêu gọi ta chờ cần làm chuyện gì, Mai Sơn thất thánh tiền bối, mau giúp ta giết đối diện bọn này yêu tu. Thẩm lãng chỉ vào đối diện mười mấy chiếc linh chu trên chiến thuyền lượng lớn Hoàng Phong động yêu tu, hét to lên tiếng. Mai Sơn thất thánh, Hoàng Phong yêu vương đột nhiên biến sắc, bên cạnh mười tên địa tiên yêu tu cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mai Sơn Thất Thánh có thể nói là Mai Sơn vực nội trừ nhị lang thần dương tiến bên ngoài nổi danh nhất đại thần thông tu sĩ, phàm là tư lịch rất sâu địa tiên yêu tu, nói chung đều nhìn qua Mai Sơn Thất Thánh chân dung. Trước mắt từ thần bí cổ hỏa bên trong bay ra đến cái này bảy đạo hình người hư ảnh, xác thực cực giống trong truyền thuyết Mai Sơn Thất Thánh. Cái này loại đại thần thông tu sĩ đặc thù uy áp cảm giác không giống như là giả. Chẳng qua cùng chân chính Mai Sơn Thất Thánh khác biệt, cái này bảy tên Mai Sơn thất thánh đều là hư ảnh trạng thái tồn thế, có thể là tàn hồn chi thân. Sách, thầm lãng tiểu tử, lần này ngươi có thể tính đem chúng ta làm khó đi. Kim Đại Thăng liếc mắt đối diện yêu tu đội hình, lập tức chật chật lưỡi. Sợ cái gì, đây là chúng ta bảy huynh đệ một lần cuối cùng còn sót lại trên đời này, vừa vặn có thể làm một vố lớn. Ngô Long hét to hét lớn, không sai, có thể tại hồn thể mẫn diệt trước đại chiến một trận, cũng coi như có thể cảm nhận được còn sống ý nghĩa. Dương Hiền cao giọng cười dài, chúng Mai Sơn huynh đệ cũng không có chút nào e ngại cảm giác, đã chuẩn bị kỹ càng đại chiến một trận. Chương 3203, người không thể chết. Tùy tiện triệu hồi ra bảy bộ hồn thể, liền dám tự xưng là Mai Sơn thất thánh. Thật sự là buồn cười cực kỳ, lại để bản vương nhìn xem, các người cái này Mai Sơn thất thánh có bản lãnh gì. Hoàng Phong yêu vương trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ cười lạnh, hắn cũng không để ý trước mắt cái này bán tiên tiểu tử khoe khoang thần thông, cũng muốn nhìn xem tiểu tử này đến tột cùng có thể dẫy dụa đến mức nào. Giết, viên hồng tàn hồn hư ảnh bạch quang tăng vọt, biến thành bản thể hồn thiên bạch viên hư ảnh. Tiên thuật, hồn thiên thủ ấn, trong hách nhiên, bạch viên trên thân phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt đến cực hạn linh áp, to lớn lông nhung tay phải hướng phía trước đây. Thịnh như liệt dương kim mang từ bạch viên trong lòng bàn tay bốc lên mà ra, hóa thành một con to lớn kim sắc thủ ấn. Siêu, thủ ấn giống như cự sơn, lấy chân áp thiên địa chi thế đánh úp về phía đối diện mười mấy khung linh chu chiến thuyền. Đột như mà đến công kích, để đối diện hoàng phong động tu sĩ sôi trào. Ngênh địch, trên chiến thuyền hoàng phong động yêu tu từng cái tê cả ra đầu, chúng yêu tu đầu lính quát trói tai lên tiếng, lập tức mệnh lệnh hoàng phong động chúng yêu khởi sướng phản kích. Trong lúc nhất thời, đủ loại công kích từ trên chiến thuyền bốc lên mà ra, đủ mọi màu sắc hỏa diễm phong bạo lôi điện trùng sáng tựa như cơn sóng gió động trời, đụng vào đánh tới to lớn kim sắc thủ ấn. Đông đông đông, nổ rung trời để người màng nghĩ chấn động đến đau nhức. Viên hồng đánh ra hồn thiên thủ ấn, bị vô số yêu tu như thủy triều thần thông công kích thôn vệ bao phủ, dần dần biến thành hư ảo. Những cái này hoàng phong động yêu tu số lượng thực sự quá nhiều, dù là mạnh như viên hồng, phóng xuất ra công kích cũng chưa chắc hữu hiệu. Còn lại Mai Sơn huynh đệ nhau nhau biến thành bản thể, riêng phần mình thi triển ra cường lực thần thông khởi sướng tấn công mạnh. Tiên thuật, pháp tướng thiên địa, tiên thuật, khai sơn liệt địa, Lão nhị kim đại thăng biến thành bản thể tứ tượng kim nghiêu, một hơi thi triển ra hai đạo tiên thuật. Tứ tượng kim nghiêu toàn thân kim quang tăng vọt, hình thể bành trướng đến ba vạn trượng cao, sừng châu nổi lên rất nhiều kim mang, mang theo khó mà hình dung khủng bố thần lực hướng phía hoàng phong động linh chu chiến thuyền mạnh mẽ đâm tới đi qua. Tiên thuật, mặt trời đỏ châu, lão tam mang lễ biến thành bản thể mặt trời đỏ khuyển. Cự khuyển toàn thân thiêu đốt lên hừng hực huyết diễm, một hơi phun ra ra hơn 10 đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ, mỗi đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ hình như to lớn quang đạn, tinh chuẩn không sai đánh úp về phía hoàng phong động mười mấy chiếc linh chu. Tiên thuật, chân núi ấn, lão tứ chu tử chân hóa thành bản thể viễn cổ cự trệ, há mồm phun ra từng đạo hình như cự sơn pháp ấn, như trên trời rơi xuống thiên thạch hướng phía hoàng phong động linh chu chiến thuyền đập tới. Tiên thuật, kiếp viêm, lão ngũ ngô long hóa thành bản thể xích ảnh con rết, toàn thân phóng xuất ra ngập trời kim sắc hỏa diễm, hình thành một mảnh nóng bỏng biển lửa, trực tiếp hướng phía đối diện Hoàng Phong động yêu tu ép tới. Tiên thuật, bạch xà cuồng vũ, lão lục thường hạo hóa thành bản thể hoa dâm ngân xà, thân hình chia ra làm ba, ba con to lớn bạch xà huyễn ảnh hướng phía đối diện yêu tu bay lượn mà đi, trong miệng không ngừng phun ra ra thuốc ngày độc hỏa, nhắm người mà phệ. Tiên thuật, ngũ khí liền sóng, lão thất dương hiển biến thành bản thể ngũ sắc thanh dương, trong miệng phun ra đỏ, cam, thanh, lam, từ năm đạo quang cầu, năm đạo quang cầu mang theo kinh dị đáng sợ lực lượng hủy diệt, đụng vào đối diện Linh Chu chiến thuyền. Kịch chiến hết sức căng thẳng, Mai Sơn thất thánh tàn hồn cùng Hoàng Phong động yêu tu đấu tại một khối. Tiên thuật, quý thủy long lôi, thẩm lãng cũng từ bên cạnh lược trận, toàn lực phóng xuất ra quý thủy long lôi, công kích lên đối diện trên chiến thuyền Hoàng Phong động yêu tu, nhưng lấy hắn tu vi chiến lược mà nói, phát huy ra tác dụng chỉ có thể tính có chút ít còn hơn không. Các loại sấm sét vang dội, ánh lửa ngút trời, cao sơn sụp đổ, đại địa lõm, chung quanh hết thảy thực vật thậm chí thổ địa tất cả đều biến thành hoang vu. Mai Sơn thất thánh tàn hồn chiến lực cường đại vô cùng, đánh Hoàng Phong động chúng yêu tu một trở tay không kịp, trong khoảnh khắc liền hủy đi Hoàng Phong động mấy chiếc linh chu chiến thuyền, gần 7 800 tên yêu tu bị diệt. Chỉ vừa đối mặt, tổn thất liền to lớn như thế, Hoàng Phong yêu vương sắc mặt trở nên có chút khó coi, lập tức mệnh lệnh 300 tên yêu tiên thống lĩnh cùng 10 tên địa tiên gia nhập chiến đấu. Mai Sơn thất thánh tàn hồn tuy mạnh, nhưng đối diện yêu tu thực sự số lượng quá nhiều, quang kia 300 vị yêu tiên cùng 10 tên địa tiên cũng đã đầy đủ khó chơi. Không có thân xác vật dẫn, thần hồn trạng thái dưới Mai Sơn thất thánh chiến lực đại giảm, tại chúng yêu tu vây công phía dưới, lại dần dần hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Mai Sơn thất thánh tàn hồn một khi bại lộ tại quán giang khẩu bên ngoài trong không gian, liền sẽ lọt vào thiên địa pháp tắc bài xích, hồn lực sẽ dần dần tán đi, cho đến biến mất hầu như không còn. Thời gian hao tổn càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi. Đáng chết, bọn này yêu tu số lượng nhiều lắm. Đại ca, chúng ta tàn hồn năng lượng tại từng chút từng chút tiêu tán, làm sao bây giờ? Chiếu như thế rông dài, chúng ta khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Đánh không lại người khác trong lòng cố nhiên uất ức, nhưng dưới mắt vẫn là lấy đại cục làm trọng, ta nhìn không bằng mang thẩm lãng tiểu tử này chạy trốn đi. Chúng mai sơn huynh đệ tàn hồn bảo hộ ở thẩm lãng trước người, một bên ngăn cản bốn phương tám hướng đánh tới công kích, một bên truyền âm thương lượng đối sách viên hồng hóa thành hồn thiên bạch viên đánh ra vô số quyền ảnh, đẩy lui hai tên địa tiên yêu tu, chống ra một đạo phòng ngự màn ngăn, quát khẽ nói, bọn này yêu tu đầu lĩnh là một con huyết mạch đặc biệt hoàng phong trồn, mũi linh vô cùng. Cho dù chúng ta có thể giúp thẩm lãng chạy trốn, thẩm lãng cũng rất dễ bị đối phương đuổi kịp, thất bại trong gang tắc. Thẩm lãng trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng tuyệt vọng, nghiến răng nghiến lợi nói, mai sơn thất thánh tiền bối, đều do vãn bối thực lực suy nhược. Như hôm nay chân mệnh tang ở đây, cũng là vãn bối vô năng. Thẩm lãng, ngươi là cứu thế người, ngươi không thể chết. Dù là tiên giới tất cả tu sĩ tất cả đều tử quang, ngươi cũng không thể chết. Viên hồng hai mắt sung huyết, hướng phía thẩm lãng phát ra một đạo gần như điên cuồng gào thét. Thẩm lãng tâm thần rung mạnh, thật lâu không thể bình tĩnh. Hiện tại còn có một cái biện pháp có thể chuyển bại thành thắng. Viên hồng lại bổ sung một câu, biện pháp gì, thẩm lãng cùng còn lại sáu tên Mai Sơn huynh đệ hai mắt tỏa sáng, chăm miệng một lời mà hỏi. Viên hồng sắc mặt ngưng trọng nói, biện pháp này có nhất định nguy hiểm. Đầu tiên, thẩm lãng người phải không giữ lại chút nào biến thân thành bách mục thiên ma dáng vẻ. Sau đó, chúng ta bảy huynh đệ tàn hồn tiến vào trong cơ thể ngươi, cưỡng ép đem tất cả tàn hồn lực lượng quán chú đến ngươi ma chủng bên trong. Như thế đột nhiên thông suốt thao tác là có khả năng làm ngươi tại trong thời gian ngắn ngủi thu hoạch được tuyệt cường lực lượng. Hẳn là sẽ không thua ngươi lần trước tại chân quân điện cùng chúng ta bảy huynh đệ chém giết tranh đấu tiêu chuẩn. Lời này mới ra, lập tức lọt vào cái khác mai sơn huynh đệ phản đối thẩm lãng mới bán tiên đỉnh phong tu vi làm sao có thể chịu nổi chúng ta tàn hồn lực lượng viên hồng đại ca thẩm lãng tiểu tử này thôn vệ ma chủng không bao lâu không có khả năng trưởng khống như thế năng lượng khổng lồ ma chủng gánh chịu quá nhiều năng lượng về sau đoán chừng sẽ ngay tiếp theo tự thân thần hồn cùng một chỗ bạo liệt mà chết đúng vậy a à, huống chi huyết linh tiên thể vốn cũng không quá ổn định một khi để ma chủng thu hoạch được quá nhiều lực lượng vô cùng có khả năng phản phệ rơi thẩm lãng tiểu tử này tự thân ý chí. Cho dù thẩm lãng tiểu tử bất tử, cũng sẽ biến thành chỉ biết giết chóc điên dại. Viên hồng cật lực phản bác, chấn quát hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Lại rông dài, chờ chúng ta tàn hồn năng lượng biến mất hầu như không còn, thẩm lãng một con đường chết. Trường 3204, phích lịch ngân xoa cùng thiên ma biến. Thẩm lãng mục thả tinh quang, chặn lại nói, viên hồng tiền bối, cứ làm như thế đi. Các vị tiền bối cũng không cần lại do dự, hiện tại chỉ cần có một chút hy vọng sống, vãn bối liền sẽ kiệt lực tranh thủ. Được, cái khác Mai Sơn huynh đệ thấy thế, cũng không còn phản đối. Thiên Ma biến, Thẩm Lãng trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, bắt đầu khu động thần hồn chung ma loại ý chí. Hắn toàn thân kinh mạch nổi lên, da thịt ở giữa tuôn ra cuồn cuộn hắc khí, hình thể bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Thẩm Lãng bây giờ đã có thể dựa vào tự thân ý chí biến thành bách mục thiên ma dáng vẻ chỉ là cái này quá trình biến hóa bên trong, cần thời gian ngắn ngủi. Cái này đạo biến hóa thần thông bị hắn mệnh danh là Thiên Ma biến. Ngay tại Thẩm Lãng thi triển Thiên Ma biến đồng thời, Mai Sơn Thất Thánh toàn lực phòng thủ, ngăn cản Hoàng Phong động chúng yêu tu như mưa rông gió bão công kích, bảo hộ Thẩm Lãng an toàn. Đồ vô dụng, liền bảy bộ hồn thể đều không chế trụ nổi. Lại để Bản Vương tự mình động thủ đi. Thấy cái này Mai Sơn Thất Thánh tàn hồn đánh lâu không xong, Hoàng Phong yêu vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm hắn rốt cục ngồi không yên, lật tay tế ra một kiện ngân sắc tam xoa kích. Tam xoa kích toàn thân thuần ngân, phóng xuất ra trùng thiên ngân mang, phảng phất liệt nhật bạo liệt, mũi kích bắn tung tóe ra vô cùng vô tận ngân quang, kinh khủng linh lực ba động khiến người ta run sợ. Bảo vật này tên là Phích Lịch Ngân Xoa, chính là Hoàng Phong Yêu Vương giữ nhà pháp bảo, thuộc cực phẩm tiên khí chi lưu. Hoàng Phong Yêu Vương tốt đẹp bài diện, bình thường không thích lắm cùng tu vi không bằng mình tu sĩ tranh đấu đánh giết. Đương nhiên, tùy ý có thể nghiền chết sâu kiến ngoại trừ. Hoàng Phong lĩnh lâu dài phân tranh, Hoàng Phong động một khi có cái gì chiến sự, hắn đồng dạng đều tại phía sau màn tỏa trấn xem chiến. Trừ phi là bị buộc gấp, Hoàng Phong yêu vương mới có thể tự mình động thủ. Dưới mắt cái này Mai Sơn thất thánh tàn hồn thế mà còn tại trèo chống, Hoàng Phong yêu vương đã đợi không kịp. Trong lòng của hắn cũng có chỗ cố kỵ, cái này bảy bộ hồn thể có thể có như thế chiến lược mạnh mẽ, có lẽ thật sự là Mai Sơn thất thánh tàn hồn. Hoàng Phong động yêu tu tù tùy tiện cùng Mai Sơn thất thánh tàn hồn tranh đấu chém giết như truyền đi, thất thánh cung khẳng định sẽ tìm đến phiền phức. Hoàng Phong yêu vương lo lắng chậm thì sinh biến, quyết định tự mình động thủ giải quyết hết cái này bảy bộ hồn thể. Trong điện quang hỏa thạch, Hoàng Phong yêu vương đã dơ lên phích lịch ngân xoa toàn lực hướng phía tam xoa kích bên trong quán chú hỗn độn linh lực. Ông 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 phích lịch ngân xoa phóng xuất ra ngập trời ngân mang mang theo dung chuyển trời đất chi thế hải khiếu núi lở sức mạnh hướng phía Mai Sơn thất thánh cầm đầu viên hồng đâm thẳng tới. Viên hồng giờ phút này đang toàn lực ngăn cản ba tên địa tiên yêu tu công kích, căn bản hoàn mỹ cảnh giác đánh tới phích lịch ngân xoa. Hỏng bét, chờ viên hồng chú ý tới ngân xoa mang theo kinh dị lực lượng hủy diệt đánh tới lúc, cảm thấy ngơ ngác, mình nghĩ lại phòng ngự đã trễ. Đại ca coi chừng, vừa lúc đúng lúc này, cách viên hồng gần đây kim đại thăng lưu ý đến cái này long trời lở đất một kích, tứ tượng kim nghiêu bỗng nhiên vọt ra, thân thể to lớn ngăn tại viên hồng trước người. Giống, kim nghiêu trong miệng phát ra phẫn nộ điên cuồng gào thét, một đôi kim sắc sừng trâu bắn ra cực thịnh kim mang, mạnh mẽ hướng phía đánh tới phích lịch ngân xoa đụng tới. ầm um, một trận đất sung núi chuyển tiếng vang, kinh dị đáng sợ ngân mang bao trùm hết thảy, đâm quanh mình yêu tu đều mắt mở không ra. Hô hô hô, bạo tạc kích động sinh ra cương phong va chạm bốn phía, không ít hoàng phong động yêu tu đều bị hất bay ra ngoài. Hoàng phong yêu vương toàn lực đánh ra phích lịch ngân xoa uy lực cực mạnh, lấy thế tồi khô lạp hủ ngăn chặn tứ tượng kim ngưu thần lực, còn mạnh mẽ đem nó to lớn thân xác xuyên qua xé rách. A, à, tứ tượng kim ngưu ngửa mặt lên trời thảm rít gào, kim đại thăng hồn thể bị phích lịch ngân xoa phóng xuất ra ngân mang thôn vệ, hình thể bắt đầu vặn vẹo tán loạn, tiếng gào thét bên trong sen lẫn cực hạn căm hận cùng không cam lòng. Lão nhị, viên hồng hai mắt muốn nứt, toàn thân run rẩy. Nhị ca, chúng mai sơn huynh đệ nhìn thấy mà giật mình, trong miệng cũng phát ra bi phẫn tiếng giống. Các vị huynh đệ, lão nhị vô năng, chỉ có thể. Đi trước một bước, thẩm lãng tiểu tử kia, liền nhờ các người, kim đại thăng tàn hồn thời khắc hấp hối, từng chữ nói ra, nói ra một câu cuối cùng dặn dò. Vừa dứt lời, kim đại thăng hồn thể liền bị ngân mang hoàn toàn thôn vệ, hoàn toàn tán loạn biến mất. Phích lịch ngân xoa lực lượng bị kim đại thăng trước khi chết công kích hoàn toàn triệt tiêu, lại bay trở về đến hoàng phong yêu vương trong tay. Đại vương ra tay, quả nhiên không phải tầm thường. Đại vương thần thông cái thế, đánh đâu thắng đó, đại vương ra tay, quả nhiên không phải tầm thường. Thấy Hoàng Phong yêu vương một kích liền diệt sát một bộ mai sơn thất thánh tàn hồn, toàn trường sôi trào, chúng Hoàng Phong động yêu tu cùng kêu lên gieo hò. Hoàng Phong yêu vương tay cầm phích lịch ngân xoa, trên mặt biểu lộ có chút âm trầm, liền chỉ là hồn thể đều đánh không lại, còn phải đợi đến bản vương tự thân ra trận, thật sự là nuôi không các người đám phế vật này. Lời này mới ra, chúng Hoàng Phong động yêu tu gieo hò lấy lòng thanh âm lập tức nhỏ xuống, bầu không khí có chút xấu hổ, đặc biệt là kia mười tên địa tiên yêu tu từng cái mặt lộ vẻ sầu khổ bọn hắn đã đem hết toàn lực thay vào đó bảy cái hồn thể chiến lực nghe rợn cả người trong lúc nhất thời khó mà thủ thắng hoàng phong động mười tên địa tiên yêu tu đều là địa tiên sơ kỳ tu vi cùng hoàng phong yêu vương so sánh thực lực ngày đêm khác biệt đều tránh ra đi để bản vương đến diệt những cái này hồn thể hoàng phong yêu vương quát lạnh một tiếng lại lần nữa giơ lên trong tay phích lịch ngân xoa lè Lẹ lệt lóa mắt ngân quang đem không gian bốn phía đều phủ lên thành ngân sắc. Lượng lớn vòng vây mai sơn thất thánh tàn hồn hoàng phong động yêu tu nhau nhau tản ra, nhường ra vị trí. Coi như hoàng phong yêu vương điên cuồng thôi động trong tay phích lịch ngân xoa, đang muốn lại lần nữa bắn ra thời điểm. Thẩm lãng thiên ma biến rốt cuộc thi triển song thành, thiên ma hiện hình, bị chúng mai sơn huynh đệ vây quanh thẩm lãng, trong miệng phát ra một đạo trầm thấp khàn giọng gầm thét, thân xác tuôn ra ngập trời hắc mang cuồn cuộn hắc mang như tầng tầng lớp lớp sóng biển, cuối cùng ngưng tụ ra một tôn người thân con rét đuôi, chiều cao ngàn mét bách mục thiên ma, toàn thân phóng xuất ra sông thiên sát khí, khiến người không rét mà run. Thiên ma, Hoàng Phong yêu vương thoáng nhìn thẩm lãng hóa thân thành hình người ma vật, không khỏi biến sắc. Cái này ma vật sát khí kinh người, phóng xuất ra mãnh liệt uy áp cảm giác, rất có thiên ma chi thế. Mặc dù chỉ là hình dáng tướng mạo khí thức cùng loại, nhưng cũng bất phàm. Chỉ là một cái bán tiên tạp vái, lại có năng lực như vậy, quả thực khiến người không thể tưởng tượng nổi. Người trước mắt này thân con rét đuôi ma vật, Hoàng Phong yêu vương tựa hồ có chút nhìn quen mắt, mình giống như ở nơi nào gặp qua thứ này đồng dạng, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Bày trận, thừa dịp Hoàng Phong động yêu tu công kích có chỗ yếu bớt, viên hồng một tiếng hét to, cùng còn lại năm tên Mai Sơn huynh đệ kết thành một đạo huyền diệu phòng ngự trận pháp, mảng lớn kim sắc quang đoàn hình thành kiên cố phòng ngự màn ngăn, chỉ ít có thể ngăn cản được Hoàng Phong động yêu tu một đợt công kích thẩm lãng phía sau liền giao cho ngươi nhất định phải sống sót theo viên hồng một tiếng quát chói tai sáu vị mai sơn huynh đệ nhao nhao biến thành hình người hư ảnh hồn thể tuần tự bay vào bách mục thiên ma trong miệng thẩm lãng một hơi nuốt mất viên hồng chờ sáu tên mai sơn huynh đệ tàn hồn lục đạo tàn hồn tuôn hướng chán của hắn chúng mai sơn huynh đệ cưỡng ép đem tự thân còn sót lại tất cả hồn lực quán chú đến thẩm lãng ma trùng bên trong giống bởi vì ma trùng nhận mãnh liệt kích động dẫn động trong lồng ngực ngang ngược phẫn nộ, giết chóc, căm hận các loại tâm tình tiêu cực, Bách Mục Thiên ma thân sắc kịch liệt run rẩy, hai mắt nổi lên tinh hồng huyết quang, trong miệng phát ra khàn cả giọng gào thét, hung lệ đáng sợ bạo ngược khí tức quả thực để người ngạt thở. Chương 3205, Thẩm Lãng vs Hoàng Phong yêu vương. Thứ gì? Chúng Hoàng Phong động yêu tu bị Thẩm Lãng phóng thích ra sông thiên sát khí cho chấn trục, kia Bách Mục Thiên ma phóng thích ra hung lệ khí tức, cho người ta một loại dùng mình cảm giác hoàng phong yêu vương vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường thật sự cho rằng loại này gạt người trò siếc có thể mê hoặc bản vương phích lịch ngân xoa phá cho ta hoàng phong yêu vương cầm trong tay phích lịch ngân xoa thôi động đến cực hạt như ném giống cây lao hướng phía bách mục thiên ma đâm thẳng tới bắn ra phích lịch ngân xoa phóng xuất ra che ngập bầu trời ngân mang mũi kích thậm chí cuốn lên mãnh liệt ngân sắc phong bạo lấy dung chuyển trời đất chi thế đánh úp về phía bách mục thiên ma oanh một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh tùy theo truyền đến phích lịch ngân xoa đâm vào thẩm lãng trước người kim sắc màn ngăn bên trên lòe loẹt lóa mắt ngân quang bao trùm hết thảy sang rác chỉ trong nháy mắt màn ngăn mặt ngoài liền dạn nứt ra một vết nứt theo phích lịch ngân xoa không ngừng xung kích màn ngăn màn ngăn mặt ngoài khe hở cấp tốc mở rộng tăng nhiều trong nháy mắt phòng ngự màn ngăn đã lung lay sắp đổ mặt ngoài dạn nứt ra hơn ngàn đạo khe hở nhưng chính là không có vỡ nát sách hoàng phong yêu vương chật chật lưỡi nghĩ không ra cái này nho nhỏ phòng ngự màn ngăn cũng có thể có cường đại như thế lực phòng ngự, thế mà có thể ngắn ngủi ngăn cản được mình đánh ra phích lịch ngân xoa. Nhờ có Mai Sơn thất thánh tàn hồn thời khắc khắp hối bày ra cái này đạo phòng ngự màn ngăn, vì thẩm lãng tranh thủ thời gian ngắn ngủi. Bách mục thiên ma ôm đầu, ma trùng tiếp nhận quá nhiều năng lượng dường như để hắn cảm nhận được thống khổ cực lớn, trong miệng không ngừng phát ra điên cuồng ngang ngược thanh âm. Chỉ gặp hắn toàn thân phóng thích ra ma quang càng ngày càng thịnh, cuối cùng toàn bộ thân hình bị ma quang bao phủ bao bọc, thân hình đột nhiên bành trướng, hình thể từ ngàn mét tăng vọt đến vạn trường. Thân trên trăm khỏa tử thủy tinh bảo mắt nở rộ từ kim sắc vầng sáng, lộng lẫy thần bí. Trong nháy mắt, thầm lãng tự yếu hóa bản bách mục thiên ma, biến thành thành thuộc thể bách mục thiên ma, lực lượng tăng vọt. Giống, thân dài vạn trượng bách mục thiên ma ngẩng đầu thét dài, tựa như cự sơn thân thể phóng xuất ra che khuất bầu trời màu đen khí lãng, phương viên trăm dặm tầng mây đều bị cuồn cuộn ma khí nhuộm thành màu đen đây rốt cuộc là khổng lồ kinh dị hung sát chi khí để chúng hoàng phong động yêu tu hít vào một hơi hàn khí. Sáu vị Mai Sơn huynh đệ đem mình tàn hồn lực lượng toàn bộ quán chú đến thẩm lãng trong cơ thể ma trùng bên trong, năng lượng to lớn suýt nữa để ma trùng vỡ ra. Cũng may bách nhãn ma quân viên này ma trùng cuối cùng vẫn là kiên trì được, hấp thu Mai Sơn thất thánh hồn lực về sau, ma trùng lực lượng đại tăng. Nhưng ma trùng cũng không thể chứa đựng quá nhiều năng lượng, Mai Sơn thất thánh tàn hồn năng lượng tự nhiên mà vậy liền chuyển rời đến thẩm lãng trên thân, đồng dạng chuyển di tới, còn có ma trùng thu hoạch được lực lượng sau tà tính. Giết, hóa thân thành bách mục thiên ma thẩm lãng, hai mắt huyết quang bùng lên, ma trùng bạo phát đi ra tàn niệm cùng sát lục khí thức đã nhanh muốn vận vẹo thẩm lãng thần trí, phảng phất muốn đem hắn biến thành một con khát máu dã thú. Đúng lúc này, ầm, Hoàng Phong yêu vương đánh ra phích lịch ngân xoa rốt cục đâm xuyên kim sắc màn ngăn, tam xoa kích tựa như ngân sắc lưu tinh, trực chỉ bách mục thiên ma lồng ngực. Xuất sinh muốn chết, bách mục thiên ma hai mắt xuyên suốt ra tàn bạo hung quang, trong lồng ngực sát ý sôi trào, to lớn đuôi sắt phóng xuất ra tinh hồng sắc huyết quang, tựa như mũi tên nhọn đánh úp về phía bay tới phích lịch ngân xoa. Oanh, đuôi sắt cùng phích lịch ngân xoa đánh vào một khối, bắn ra chói tai oanh minh nổ vang âm thanh, mảng lớn huyết quang cùng ngân quang sen lẫn va chạm, khí tức kinh khủng để không khí đều ngưng kết lại. Phích lịch ngân xoa bởi vì bị lúc trước kim sắc màn ngăn suy yếu quá nhiều uy năng, lực lượng ngược lại không kịp bách mục thiên ma đuôi sắt đinh một tiếng liền bị bắn ra ngoài thật sự là tà môn hoàng phong yêu vương mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng trong lòng liên tục lấy làm kỳ mình coi là thật còn xem thường cái này bán tiên tu sĩ tiểu tử này một phen thần kỳ thao tác xuống tới chiến lược có thể tăng vọt đến loại này mức nghe nói kinh người thực sự là để người không thể tưởng tượng chết 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 bách mục thiên ma toàn thân trào lên lấy ngập trời màu đen khí lãng trong lồng ngực chỉ còn lại giết chóc hai mắt màu đỏ gắt gao khóa chặt chiến lược mạnh nhất hoàng phong yêu vương như đạn pháo phát xạ bay nhào tới bảo hộ đại vương tên kia người khoác áo giáp màu bạc yêu tu một tiếng hét to chúng địa tiên yêu tu nhao nhao tiến lên ý đồ ngăn lại bách mục thiên ma bảo hộ hoàng phong yêu vương an toàn các người trước cút qua một bên để bản vương đến chiếu cố cái này tương tự thiên ma quái vật hoàng phong yêu vương nhất thời hưng khởi dứt khoát không có để cho thủ hạ động thủ dự định mình đi thử một chút cái này thiên ma chiến lực cái này ra lệnh một tiếng, Hoàng Phong động yêu tu nhau nhau thối lui đến nơi xa, bắt đầu xem chiến. Tiên thuật, Pháp tướng thiên địa, Hoàng Phong yêu vương thu hồi phích lịch ngân xoa, thi triển lên Pháp tướng thiên địa thần thông, hình thể đột nhiên biến lớn đến cao vạn trường, cùng thẩm lãng biến thành bách mục thiên ma khó phân trên dưới. To lớn hóa Hoàng Phong yêu vương, hình dáng tướng mạo cùng hình người Thái có điều khác biệt, toàn thân bộ lông màu vàng óng óng ánh lóa mắt, chuột thủ người thân, toàn thân lượn lờ lấy quỷ dị màu vàng cương phong, uy chấn thiên địa. Hoàng Phong yêu vương bản thể chính là một con thánh giai Hoàng Phong trồn, mặc dù huyết mạch của hắn cùng phổ thông Hoàng Phong trồn có chỗ khác biệt, nhưng trực tiếp lấy bản thể gặp người sẽ có mất mặt mũi, cho nên Hoàng Phong yêu vương mới có thể lấy pháp tướng thiên địa thần thông, thể hiện ra nửa hóa hình dáng vẻ. Đệ lục giai tiên thuật, cuồng ảnh, bách mục thiên ma đã bay lượn đến Hoàng Phong yêu vương trước người, trong miệng phát ra hung lệ thét dài, phía sau con rết đuôi lại chia ra làm ngàn, chia ra thành mấy ngàn đạo ảo ảnh. Trong hắc nhiên, Bách mục thiên ma sau lưng sông ra mấy ngàn đạo đuôi sắt, biến thành tung hoành sen lẫn màu đen lệ mang, hướng phía Hoàng Phong yêu vương quấn giết tới. Đáng chết, Hoàng Phong yêu vương sắc mặt rốt cuộc biến, bị bách mục thiên ma thi triển ra thần thông uy năng giật nảy mình. Đệ lục giai tiên thuật, phích lịch thần phong, Hoàng Phong yêu vương há mồm phun ra một cỗ màu vàng phong bạo, phong bạo bên trong ẩn chứa lít nha lít nhít ánh sáng màu vàng tia, đụng vào kia kín không kẽ hở đuôi sắt lệ mang. Oanh, tiếng nổ chấn thiên động địa hoàng quang cùng hắc mang đan vào lẫn nhau kéo dài chưa ngừng một kích qua đi kinh khủng khí lãng đem đôi bên đẩy lui thật xa hoàng phong yêu vương về sau mấy cái lảo đảo thật vất vả thân hình vừa đứng vững mắt chuột mở tròn vo âm thầm kinh hãi không biết tận mắt nhìn thấy không dám tin khó có thể tưởng tượng trước đó một cái bán tiên tạp toái lại có bản lĩnh ngăn lại hắn phích lịch thần phong mạnh như hoàng phong yêu vương giờ phút này đối mặt cái này bách mục thiên ma cũng cảm giác được một tia áp lực càng đặc sắc còn tại đằng sau, thiên ma gió mạnh, thiên ma âm hỏa, diệt hắn. Bách mục thiên ma hai mắt tinh hồng, há mồm phun ra mảng lớn thiên ma âm hỏa, cũng đồng thời đẩy ra song trường, trong lòng bàn tay đánh ra to lớn màu đen vòi rồng. Mãnh liệt ma diếm cùng cuồng bạo màu đen vòi rồng, mang theo thiên diêu đất nước chi thế, nhật nguyệt sụp đổ chi uy đánh úp về phía hoàng phong yêu vương. Kinh khủng uy năng để người tê cả ra đầu, không được, hoàng phong yêu vương tâm thần run sợ, không ngờ được bách mục thiên ma công kích tới nhanh như vậy. chương 3206, phích lịch hộ tâm kính. Phích lịch hộ tâm kính, rơi vào đường cùng, Hoàng Phong yêu vương đành phải lật tay tế ra một mặt trắng lóa hộ tâm bảo kính, dán vào trước người khải trên áo, cũng toàn lực hướng phía hộ tâm kính bên trong đánh vào lượng lớn hỗn độn linh lực. Ông ong ong trong hách nhiên, Hoàng Phong yêu vương trước ngực hộ tâm kính tuôn ra lít nha lít nhít ngân sắc tia sáng, hình thành một đạo kiên cố ngân quang màn ngăn. Trong điện quang hỏa thạch, như là thác nước trào lên mà đến thiên ma gió mạnh cùng thiên ma âm hỏa đụng vào ngân quang màn ngăn. Dầm dầm rầm bén nhọn trói tai tiếng nổ vang để người ù tai mất thông. Màn ngăn mặt ngoài dày đặc ngân sắc tia sáng ngăn cản được bách mục thiên ma đánh ra hai đạo tiên thuật. Hoàng Phong yêu vương trước ngực đeo hộ tâm kính tên là phích lịch hộ tâm kính, chính là hiếm thấy cực phẩm mặc hình phòng ngự tiên khí, đeo lên cái này hộ tâm kính về sau, mạnh như địa tiên hậu kỳ tu sĩ, cũng gần như không có khả năng đối Hoàng Phong yêu vương tạo thành thương tổn quá lớn. Phích lịch hộ tâm kính so phích lịch ngân xoa còn cao cấp hơn rất nhiều, Hoàng Phong yêu vương có bảo vật này bằng thân, tại cùng địa tiên tu sĩ trong khi đánh nhau chết sống gần như có thể đứng ở thế bất bại. Một kích qua đi, Hoàng Phong yêu vương không hư hao chút nào, chỉ là ngưng tụ tại quanh thân mặt ngoài ngân sắc tia sáng tan mất không ít. Đi chết đi, tiên thuật, cuồng ảnh. Bách Mục Thiên Ma thấy công kích của mình lại bị Hoàng Phong Yêu Vương ngăn cản xuống tới, trong lòng lệ khí bành trướng đến cực hạn, lại lần nữa thi triển ra cuồng ảnh. Trong lúc nhất thời, bách mục thiên ma phía sau sông ra mấy ngàn đạo đuôi sắt, hóa thành che ngập bầu trời màu đen lệ mang, nhiều lần oanh kích lấy hoàng phong yêu vương trước người ngân quang màn ngăn. Đông, 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 dày đặc oanh minh tiếng điếc tai nhức óc, cho dù hoàng phong yêu vương có phích lịch hộ tâm kính bảo bối như vậy hộ thể, cũng bị vô số đuôi sắt kia mưa to gió lớn công kích chấn động đến từng bước lui lại, màn ngăn mặt ngoài ngân sắc tia sáng dần dần suy yếu. Bách mục thiên ma cuồng bạo hung tàn công kích, để xem chiến bên trong một đám hoàng phong động yêu tu trong lòng bàn tay đều bóp ra một vệt mồ hôi lạnh, liền đại vương đều không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, cái này hung ma thật thì em đáng sợ a à. Chúng yêu tu đều có loại cảm giác không chân thật, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này hóa mục nát thành thần kỳ thần thông. Khó có thể tưởng tượng mới vừa rồi còn là một giới bán tiên sâu kiến tu sĩ nhân tộc, sau khi biến thân có thể thu hoạch được như vậy tuyệt cường chiến lực. Tiểu tử, đừng muốn đắc ý, mắt thấy thế mà bị thẩm lãng đè đánh, Hoàng Phong yêu vương trong lòng cũng phát cáu, lật tay tế ra phích lịch ngân xoa, tăng vọt đến mấy vạn mét dài, khí thế kinh người. Hoàng Phong yêu vương tại toàn lực thôi động phích lịch hộ tâm kính đồng thời, dơ lên cao cao trong tay phích lịch ngân xoa, như thiểm điện hướng phía thẩm lãng đâm tới, to lớn tam xoa kích mũi kích bắn tung tóe ra cực thịnh ngân mang, ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Giống, Bách Mục Thiên Ma cảm nhận được Hoàng Phong yêu vương một kích này sức mạnh, phía sau mấy ngàn đạo đuôi sắt trong chớp mắt hợp lại làm một, to lớn đuôi sắt giống như mũi tên nhọn bắn ra tản mát ra sông thiên sát khí cùng huyết quang oanh đuôi sắt mang theo vạn quân lực lượng đụng vào phích lịch ngân xoa bắn ra kinh dị tiếng nổ vang bách mục thiên ma kém hơn một chút thân thể to lớn bị đẩy lui thật xa nhưng hắn tốc độ phản ứng cực nhanh ổn định thân hình về sau liền há mồm phun ra mảng lớn thiên ma gió mạnh cùng thiên ma âm hỏa điên cuồng công kích lên hoàng phong yêu vương lấy thu hoạch được cơ hội thở dốc Hoàng Phong yêu vương một bên thôi động phích lịch hộ tâm kính phòng ngự, một bên vung vẩy phích lịch ngân xoa, hướng phía bách mục thiên ma sông tập mà đi. Nổi giận bên trong bách mục thiên ma tự nhiên là không cam lòng yếu thế, phấn khởi phản kích, một bên vung vẩy lên đuôi sắt đánh về phía phích lịch ngân xoa, một bên phun ra ra thiên ma gió mạnh cùng thiên ma âm hỏa, lấy suy yếu phích lịch hộ tâm kính lực phòng ngự. Dầm dầm rầm liên tiếp tiếng bạo liệt vang vọng đất trời, đôi bên thế lực ngang nhau, đánh lẫn nhau nhiệt hỏa triều thiên đại vương cố lên đại vương giết cái này người không ra người ma bất ma quái vật đại vương tất thắng một đám hoàng phong động tu sĩ vung tay hô to nhao nhao vì hoàng phong yêu vương hò hét triệu uy hoàng phong yêu vương lại càng đánh càng sợ mặc dù hắn phích lịch ngân xoa ở trước mắt cái này hung ma trên thân lưu lại mấy đạo vết thương nhưng ma đầu kia mỗi thụ một lần tổn thương toàn thân liền sẽ phóng xuất ra càng cường liệt sát ý chiến lược đi theo cũng sẽ dâng lên một điểm lại như thế đấu xuống dưới làm không tốt sẽ lật thuyền trong mương Hoàng Phong yêu vương quyết định cho thẩm lãng vết thương chí mạng. Uống, Hoàng Phong yêu vương nhắm ngay một sơ hở, cầm ra thời cơ, trong tay phích lịch ngân xoa đâm chúng bách mục thiên ma ngực bụng. Phốc phốc một tiếng vang trầm, nương theo lấy một đạo màu đen huyết tiến chảy ra mà ra, phích lịch ngân xoa thật sâu đâm vào bách mục thiên ma ngực bụng bên trong. Giống, máu tươi cùng đau xót chẳng những không có để thẩm lãng có khiếp đảm chút nào, ngược lại như là một loại thuốc kích thích, cực lớn hạn độ kích thích hắn trong lồng ngực ngang ngược cùng điên cuồng thẩm lãng trong cơ thể ma trùng năng lượng ngay tại nhanh chóng bị rút ra, sức mạnh vô cùng vô tận từ bách mục thiên ma toàn thân bên trong tuôn ra, bách mục thiên ma toàn thân lại lần nữa tuôn ra ngập trời hắc mang, khí tức cực kỳ làm người kinh hãi. Cho bản vương đi chết, thẩm lãng đột nhiên khí thức tăng vọt, để hoàng phong yêu vương ngửi được một tia nguy hiểm, hắn hai mắt sung huyết, ra sức vung vẩy lên trong tay phích lịch ngân xoa, mang theo dung chuyển trời đất chịu uy đâm về bách mục thiên ma chán. Đệ bát giai thiên tiên thuật, thiên mục vẫn diệt, suốt cục, ma trùng phóng xuất ra lực lượng thỏa mãn thẩm lãng phóng thích thiên tiên thuật nhu cầu bách mục thiên ma trong miệng phát ra như tê tâm liệt phế gào thét lồng ngực chỗ viên kia tử thủy tinh bảo mắt nổi lên thịnh như liệt dương tử sắc u quang kia tử sắc u mang tựa như tinh thần nổ tung nhiếp nhân tâm phách u quang chiếu sáng phạm vi ngàn dặm không gian năng lượng ba động khủng bố để không khí đều tại thời khắc này ngưng kết hưu bách mục thiên ma lồng ngực chỗ tử sắc bảo mắt bắn ra một đạo thẳng tắp dài nhỏ tử sắc u quang kia dài nhỏ u mang đâm xuyên không khí mang theo hủy thiên diệt địa sức mạnh, đụng vào đánh úp về phía bách mục thiên ma chán phích lịch ngân xoa. Ken, chói tai chi cực kích động âm thanh làm cho lòng người đều đang run sợ. Phích lịch ngân xoa tại tiếp xúc ánh sáng tím xạ tuyến trong nháy mắt, liền bị một cỗ cường đại đến cực hạn năng lượng cho bắn ra ngoài. Ánh sáng tím xạ tuyến uy năng không giảm, mang theo khiến người hít thở không thông lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh úp về phía hoàng phong yêu vương trước người ngân quang màn ngăn. Không có khả năng, người lại sẽ thi triển thiên tiên thuật, Hoàng Phong Yêu Vương dọa đến hít vào một hơi hàn khí, điên cuồng hướng phích lịch hộ tâm kính bên trong quán chú hỗn độn linh lực, đem tự thân lực phòng ngự tăng lên tới lớn nhất cực hạn. Ầm, um, dọa người nổ vang âm thanh tựa như trời trong phích lịch. Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, Hoàng Phong Yêu Vương trước người ngân quang màn ngăn liền bị ánh sáng tím xạ tuyến xuyên thủng. Kia dài nhỏ ánh sáng tím xạ tuyến tựa như tử thần tú hoa châm đồng dạng, tùy tiện đánh xuyên Hoàng Phong Yêu Vương phần bụng, đem hắn thân thể to lớn xuyên qua ra một đạo nhỏ bé lỗ máu a à, hoàng phong yêu vương hai mắt mở tròn vo trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương đây mới là vừa mới bắt đầu chỉ thấy kia không có vào hoàng phong yêu vương thân thể ánh sáng tím xạ tuyến chính từ dưới đi lên cắt chém thân thể của hắn hỏng bét hoàng phong yêu vương dọa đến sợ vỡ mật vì để tránh cho sống được bia ngắm hắn lấy tốc độ nhanh nhất thu nhỏ hình thể biến trở về hình người cũng rút ra lồng ngực chỗ phích lịch hộ tâm kính tay mắt lanh lẹ ngăn tại trước người mình chương 3207, gãy đuôi cùng bộc phát. Keng, bén nhọn kích động âm thanh để người ù tai mất thông. Bách mục thiên ma thi triển thiên mục vẫn diệt phóng thích ra ánh sáng tím xạ tuyến, bị hoàng phong yêu vương dựng lên phích lịch hộ tâm kính chặn lại, mặt kính bắn tung tóe ra ánh lửa chạng ngân quang, phát ra xì. Xì xì như là cắt chém pha lê đồng dạng tiếng vang chói tai, ngân quang văng khắp nơi. Hoàng Phong yêu vương phần ngực bụng mới vừa rồi bị ánh sáng tím xạ tuyến vạch ra một đạo xuyên qua thân thể khe, máu tươi như suối phun vẩy ra bắn ra bốn phía. Uống, hắn nghiêm nghị hét to, kiệt lực đem trong cơ thể hỗn độn linh lực quán chú đến phích lịch hộ tâm kính bên trong, ý đồ đem hộ tâm kính lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn, lấy chống lại cái này ánh sáng tím xả tuyến uy năng. Ong ong ong, tiếp nhận to lớn uy năng phích lịch hộ tâm kính mặt ngoài oanh minh rung động, mấy tức sau liền đã chống đến cực hạn. Sang rắc một tiếng vang giòn, phích lịch hộ tâm kính mặt kính lại dạn nứt ra một đạo dữ tợn đáng sợ khe hở. Không được, Hoàng Phong yêu vương mặt như màu đất, lập tức dọa đến hồn bay lên trời. Cái này hung ma phóng thích ra thiên tiên thuật không khỏi cũng quá cường đại, mà ngay cả mình phích lịch hộ tâm kính đều có thể phá hủy. Hoàng Phong yêu vương kinh hãi muốn chết, hướng về phía còn tại xem chiến Hoàng Phong động yêu tu phát ra hung lệ cuồng hống âm thanh, các người bọn này ngớ ngẩn còn sướng sợ ở trong đó làm cái gì. Bản vương, bản vương đều nhanh cũng bị người đánh chết, các người ti em còn không mau tới cứu ta. Chúng Hoàng Phong động yêu tu nhìn lẫn nhau, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Bọn hắn coi là Hoàng Phong yêu vương có thể tại nghịch cảnh bên trong bộc phát một chút, xem ra là thật không được. Bảo hộ đại vương, nhanh giết cái này hung ma, cứu ra đại vương. Mười tên địa tiên yêu tu dẫn đầu lao đến, riêng phần mình tế ra pháp bảo hoặc là thi triển ra thần thông, hướng phía bách mục thiên ma khởi sướng tấn công mạnh. 7. Tám ngàn tên Hoàng Phong động yêu tu theo sát phía sau, toàn lực phóng xuất ra công kích thần thông, đánh úp về phía bách mục thiên ma. Bách mục thiên ma cũng cảm giác được nguy cơ, quanh thân dâng lên một cỗ màu đen khí lãng, hình thành một mặt phòng ngự màn ngăn, ý đồ ngăn cản chúng tu sĩ công kích. Đông đông đông, trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc hỏa diễm phong bạo lôi điện trùm sáng rơi vào bách mục thiên ma quanh thân ngưng tụ ra màu đen khí lãng bên trên, nổ vang âm thanh liên tiếp, chấn thiên động địa. Mấy ngàn đạo công kích như mưa to gió lớn nện ở thẩm lãng quanh thân, nháy mắt đem bách mục thiên ma chống ra màu đen khí lãng oanh kích thủng trăm ngàn lỗ. Giống, vô số công kích rơi vào bách mục thiên ma trên thân bách mục thiên ma nháy mắt bị đủ mọi màu sắc tiên thuật công kích thôn vệ bao phủ trong miệng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lồng ngực chỗ viên kia bảo mắt phóng thích ra ánh sáng tím xạ tuyến cũng bị đánh gãy hô 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 mắt thấy thẩm lãng bị hoàng phong động chúng yêu tu công kích đánh chúng hoàng phong yêu vương thở gấp gáp mấy hơi thở xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán một trận lòng còn sợ hãi thật sự là nằm mộng cũng nghĩ không ra tiểu tử này lại lợi hại đến loại tình trạng này vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng kịp thời vô cùng có khả năng bị cái kia đạo quỷ dị ánh sáng tím xạ tuyến cho tháo thành tám khối kém chút lật thuyền trong mương cái này thiên tiên thuật thật là lợi hại hoàng phong yêu vương chỗ ngực bụng vết thương lưu lại cực mạnh hủy diệt năng lượng thậm chí không cách nào lợi dụng tam hoa tụ đỉnh thần thông khôi phục liền dỉ ra máu tươi đều khó mà ngừng lại bối rối phía dưới hoàng phong yêu vương vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện vàng óng ánh bình ngọc hướng trong miệng rót mấy khỏa chữa thương đan dược, ổn định thương thế. Tại Hoàng Phong yêu vương thở dốc lúc, thẩm lãng bị rất nhiều Hoàng Phong động yêu tu như bia sống vây công. Lực lượng tăng vọt bách mục thiên ma lực phòng ngự cố nhiên cường đại, nhưng cũng không chịu được loại trình độ này dày vò. Trong khoảnh khắc, bách mục thiên ma thân thể bị đánh ra lượng lớn vết thương, máu me đầm đìa, ma huyết văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Nhanh tăng thêm sức, tranh thủ thời gian cho bản vương giết ma đầu kia. Hoàng Phong yêu vương che lấy còn tại chảy máu ngực bụng, vừa kinh vừa sợ hướng phía chúng Hoàng Phong động yêu tu khởi sướng mệnh lệnh. Vâng, chúng yêu tu tuân lệnh, toàn lực hướng phía bách mục thiên ma phát động công kích. Đông đông đông, rất nhiều thần thông công kích như biển gầm núi lở rơi vào thẩm lãng trên thân, kịch liệt nổ vang âm thanh phảng phất muốn đem bách mục thiên ma xé nát. Hoàng Phong yêu vương trong mắt lóe lên thật sâu oán độc, hắn cho tới bây giờ không có đi ra loại này xấu, vừa vặn có thể thừa dịp tiểu tử này thời khắc sắp chết mức độ lớn nhất phát tiết trong lòng mình oán khí phích lịch ngân xoa giết hắn cho ta quát to một tiếng hoàng phong yêu vương dốc hết toàn lực thôi động lên phích lịch ngân xoa cũng cầm trong tay phích lịch ngân xoa bắn tung ra cho đến bạo tạc chính giữa bách mục thiên ma giống tiếp nhận vô số công kích bách mục thiên ma toàn thân cao thấp gần như không có một chỗ song địa phương tốt trong miệng phát ra khản giọng phẫn nộ gào thét oanh đúng lúc này phích lịch ngân xoa mang theo ngập trời ngân mang đâm trúng bách mục thiên ma đuôi sắt lực lượng kinh khủng lại trực tiếp đem hắn đuôi sắt chém nát thành hai đoạn a à, gãy đuôi mang tới kịch liệt đau nhức để bách mục thiên ma toàn thân run rẩy trong miệng phát ra cuồng loạn rú thảm rít lên máu tươi màu đen như suối phun vẩy ra bắn ra bốn phía đại vương uy vũ ha 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 đại vương đoạn mất cái này hung ma đuôi sắt hung ma chết chắc không hổ là đại vương cái này hung ma đã không có thành tựu Chúng Hoàng Phong động yêu tu thấy Bách Mục Thiên Ma gãy đuôi, nhao nhao vỗ tay bảo hay, lập tức lấy lòng lên Hoàng Phong yêu vương. Hoàng Phong yêu vương sắc mặt thoáng đẹp mắt một chút, tốt xấu cũng coi như vãn hồi một điểm mặt mũi, cười lạnh nói, không muốn buông lỏng cảnh giác, tiếp tục công kích, diệt cái này hung ma. Vâng, chúng Hoàng Phong động yêu tu tiếp tục không ngừng công kích lên gãy đuôi Bách Mục Thiên Ma. Mãnh liệt đau đớn để thẩm lãng người được tử vong uy hiếp, thần hồn bên trong ma trùng rung động kịch liệt, Trước khi chết cảm giác nguy cơ khu động mê muội loại đem tất cả lực lượng toàn bộ quán chú đến thẩm lãng trong cơ thể. Chết, một đám xúc sinh, toàn chết hết cho ta. Gãy đuôi Bách Mục Thiên Ma trong miệng phát ra khàn giọng chi cực tiếng gào thét, trong lồng ngực phẫn nộ cùng ngang ngược đến đỉnh phong. Bị buộc đến cực hạn Bách Mục Thiên Ma, thân trên trăm khỏa tử thủy tinh bảo mắt lại đồng thời phóng xuất ra lộng lẫy yêu dị ánh sáng tím. Thiên Địa Huyền Tông, chúng ta thần thông, Thiên Ma hàng thế, Bách Mục vẫn diệt. Giờ khắc này Bách mục thiên ma đem tự thân năng lượng toàn bộ phóng thích, hai mắt tuôn ra lượng lớn máu tươi, gương mặt dữ tợn vặn vẹo, trong miệng phát ra khàn cả giọng gào thét. Trong một chớp mắt, bách mục thiên ma thân trên trăm quả bảo mắt đồng thời bắn ra ông ánh trói mắt tử sắc u quang. Cực thịnh ánh sáng tím tựa như tinh hà vỡ nát, nhật nguyệt sụp đổ, u quang bao trùm trong phạm vi mấy ngàn giảm hết thảy sự vật, thê lương thâm thúy, tuyên cổ nặng nề. Hiu 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 vù vù, liên tiếp dày đặc trói tai tiếng xé gió lên, trăm đạo ánh sáng tím xà tuyến như tung hoành sen lẫn thiên la địa võng hướng phía phía tây bát phương bắn ra hùng hậu ánh sáng tím che khuất bầu trời để người kinh tâm khó coi đây là mới vừa rồi còn một mặt cười lạnh hoàng phong đại vương sắc mặt bỗng nhiên ngưng kết trong mắt lộ ra khó mà ngôn ngữ kinh hãi cùng sợ hãi trăm đạo ánh sáng tím xà tuyến mang theo thiên tuyệt đất diệt kinh dị uy năng hướng phía bốn phương tám hướng bắn phá mà đi phốc 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 phốc, đông đảo Hoàng Phong Động yêu tu còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thân thể liền bị bay lượn mà đến ánh sáng tím xạ tuyến cắt chém thành mấy đoạn. Như ác mộng một màn xuất hiện, bang bang bang, theo ánh sáng tím xạ tuyến không quy tắc quét ngang bừa bãi tàn phá, rất nhiều Hoàng Phong Động yêu tu thân xác bị cắt nát, trên bầu trời xương máu phiêu tán, lít nha lít nhít thịt nát vẩy ra bắn ra bốn phía, mùi máu tươi nồng nặc khiến người buồn nôn. Chương 3208, Hoàng Phong yêu vương chết. Không đây là huyền tiên thuật mọi người mau trốn hoàng phong yêu vương hai mắt muốn nứt trong miệng phát ra kinh hãi muốn chết tiếng thét chói tai đáng tiếc đã trễ trăm đạo ánh sáng tím xa tuyến ở trong không gian bừa bãi tàn phá những nơi đi qua tất cả yêu tu thân xác tất cả đều bị ánh sáng tím xa tuyến cắt nát biến thành rất nhiều huyết nhục cùng cục máu nhất làm cho người kinh dị chính là kia ánh sáng tím xa tuyến mang theo cực mạnh lực lượng hủy diệt một khi đánh trúng thân xác sẽ liên quan thần hồn cùng một chỗ xuyên thủng không cách nào phục hồi như cũ. Đây là huyền tiên thuật mới có bá đạo lực lượng, phàm là bị ánh sáng tím xa tuyến đánh chúng lại thân xác tách rời tu sĩ, mang ý nghĩa chân chính trên ý nghĩa thần hình câu diệt. Liền địa tiên đều không thể ngăn cản, trong nháy mắt, hoàng phong động hơn 8.000 tên yêu tu gần như chết chín thành, giữa không trung đều là tu sĩ huyết nhục cục máu trở uế vật, vô cùng thê thảm. Hiu hiu hiu, mắt thấy mấy đạo lộn xộn ánh sáng tím xa tuyến bắn phá mà đến, hoàng phong yêu vương dọa đến cả người đều không tốt, hắn tranh thủ thời gian dựng lên phích lịch hộ tâm kính, phi tốc lùi lại phía sau. Nhưng mà, hắn lần này cũng không có may mắn như vậy. Trái phải hai đạo ánh sáng tím xạ tuyến dẫn đầu quét chúng hoàng phong yêu vương hai chân. Phốc phốc, phốc phốc, ánh sáng tím xạ tuyến như tinh vi sắc bén dao giải phẫu đồng giạc, cắt xuống hoàng phong yêu vương hai chân, máu me chân gãy từ không trung bay ra ngoài, lượng lớn tươi huyết phi tung tóe bắn ra bốn phía. Không, mắt thấy mình đứt gãy hai chân, hoàng phong yêu vương hai mắt mở tròn vo, trong miệng phát ra thảm thiết tiếng thét chói tai lại có hai đạo ánh sáng tím xả tuyến lướt về phía trên người của hắn hoàng phong yêu vương hoảng sợ muôn dạc vội vàng thôi động trước người phích lịch hộ tâm kính ngăn cản được hai đạo ánh sáng tím xả tuyến oanh kích oanh oanh hai đạo bén nhọn chói tai tiếng oanh minh vang lên ánh sáng tím xả tuyến đánh vào phích lịch hộ tâm kính bên trên hoàng phong yêu vương dốc hết toàn lực ngăn cản ánh sáng tím xả tuyến uy năng vẫn như cuộc tốn công vô ích chỉ thấy phích lịch hộ tâm kính tiếp nhận ánh sáng tím xả tuyến công kích mấy tức thời gian về sau nguyên bản đã hư hại trên mặt kính khe hở đang không ngừng tăng nhiều tăng lên cuối cùng phanh một tiếng nổ vang phích lịch hộ tâm kính tại chỗ vỡ nát biến thành vô số ngân sắc mảnh vỡ a à, hoàng phong yêu vương thân xác lại lần nữa bị ánh sáng tím xả tuyến xuyên qua xé rách trong miệng phát ra quỷ khóc sói gào kêu thảm hắn hối hận phát điên thật sự là nghìn tính vạn tính không tính được tới chỉ là một cái bán tiên chiến lực có thể khủng bố đến loại trình độ này. Hoàng Phong Yêu Vương cảm giác mình giống như là trải qua thế gian khó mà tin nổi nhất sự tình, sớm biết như thế, hắn liền không nên chiêu chọc đối phương. Đáng tiếc, đã không có thuốc hối hận có thể ăn. Hoàng Phong Yêu Vương thân thể bị hai đạo ánh sáng tím xả tuyến cắt chém thành mấy đoạn, thần hồn cũng gặp chí mạng trọng thương. Địa tiên tu sĩ sinh mệnh lực ương ngạnh, cho dù thân xác cùng thần hồn vỡ vụn lung tung, Hoàng Phong Yêu Vương lại vẫn không có chết trong miệng còn tại phát ra suy yếu khản giọng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà, hắn rốt cuộc lật không nổi sóng gió gì, lại có bảy tám đạo ánh sáng tím xạ tuyến hướng hắn bên này sông tập bừa bãi tàn phá. Phốc suy phốc suy phốc phốc, tại đông đảo ánh sáng tím xạ tuyến vừa đi vừa về cắt chém bên trong, Hoàng Phong yêu vương thân xác triệt để bị tháo thành tám khối, mệnh tang tại chỗ. Giống, thẩm lãng hóa thân thành bách mục thiên ma còn tại phát tiết trong lòng ngang ngược cùng căm hận trăm đạo ánh sáng tím xạ tuyến lại đi đi về về cắt chém một lần, trong chiến trường phiêu đáng đậm đặc xương máu, đến tận đây, tất cả hoàng phong động yêu tu toàn bộ bị diệt, không ai sống sót. Rất nhiều huyết nhục cục máu trợ uế vật từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tại thương loan sơn chân núi, núi đá mặt đất đều bị nhuộm thành tinh hồng sắc. Bách mục thiên ma mất đi lý trí, trắng trận phá hư một trận, mắt thấy là phải bị ma trùng bên trong tà tính thôn phệ. Cũng may thời khắc này bách mục thiên ma thương thế quá nghiêm trọng, tăng thêm tự thân lực lượng bắt đầu tán đi, cũng lật không nổi sóng gió gì. Không đợi ma trùng bên trong tà tính bắt đầu bộc phát, bách mục thiên ma lực lượng liền trên diện rộng suy giảm, từ lúc đầu vạn trượng thân hình thu nhỏ đến ngàn mét, rất nhiều ma khí từ vết thương tiêu tán. Thẩm lãng dần dần biến thành hình người, toàn thân máu thịt be bét, gần như không có một khối song địa phương tốt. Hắn mở hai mắt ra, tinh hai mắt màu đỏ nổi lên ngang ngược hung quang, hắn trong lồng ngực tà niệm tuyệt không hoàn toàn thanh trừ. Nhưng thân xác truyền đến kịch liệt đau nhức, tăng thêm thần hồn chấn động mang tới choáng váng cảm giác, lệnh thẩm lãng đã bất tỉnh thân xác từ giữa không trung rơi xuống đông một tiếng vang trầm thẩm lãng vỡ vụn lung tung thân xác đưa tại một khối trên núi đá ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự chấm không biết qua bao lâu một mực núp trong bóng tối ninh như phong cùng bộ phận cổ khí môn trưởng lão đi vào thương loan sơn chân núi vừa rồi tại đào vong trên đường ninh như phong cùng chúng cổ khí môn trưởng lão liền nghe được thương loan sơn bên kia truyền đến kịch đấu âm thanh bởi vì động tĩnh quá lớn cho nên để Ninh Như Phong cùng chúng cổ khí môn trưởng lão trong lòng một trận hoài nghi, phỏng đoán chẳng lẽ là Thất Thánh cung phái tới viện quân hay sao. Suy xét đến điểm này, Ninh Như Phong mệnh lệnh bộ phận trưởng lão lưu lại để tiếp ứng Thất Thánh cung viện quân, còn lại trưởng lão dẫn đầu môn nhân đệ tử tiếp tục chuyển di. Chờ bọn hắn đuổi tới Thương Loan Sơn về sau, chiến đấu đã kết thúc. Một màn trước mắt, làm cho tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ. Nhìn xem đầy đất huyết nhục cục máu cùng thi thể pháp bảo chờ cặn bã, Chúng cổ khí môn trưởng lão hít vào một hơi hàn khí, như là điêu khắc một loại cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Những thi thể này là trước kia hoàng phong động yêu tu, làm sao tất cả đều chết rồi? Tại sao có thể như vậy? Chúng cổ khí môn trưởng lão thậm chí đều hoài nghi mình nhìn thấy chính là không phải thật, mặt lộ vẻ hoảng sợ vẻ kinh ngạc, không cách nào tưởng tượng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cho dù thấy qua việc đời, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này khiến người tê cả da đầu tràng cảnh. Nơi này thậm chí đều không có một bộ hoàn hảo không chút tổn hại tử thi. Tất cả thi thể thân xác đều không hoàn chỉnh, phảng phất như thịt cá trên thớt gỗ đồng dạng, bị cắt chém thành vô số khối. Chư vị, nhanh tới xem một chút, một cổ khí môn trưởng lão nhặt lên một kiện kim sắc bảo nón trụ, gọi lên đám người. Nếu ta nhớ không lầm, đây là trước đó cái kia hoàng phong yêu vương đeo bảo nón trụ. Người trưởng lão kia giơ lên trong tay bảo nón trụ, kinh hết ra âm thanh. Đúng là trước đó cầm đầu cái kia yêu tu đeo chi vật không thể nào, hẳn là kia hoàng phong động yêu vương cũng chết rồi. Tất cả trưởng lão cực kỳ chấn động, nghị luận ẩm ý. Thật tiêm em tà môn, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ninh như phong sầm mặt lại, cũng lời suy nghĩ nhiều, ra lệnh, các người đừng ở chỗ này nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm kiếm bốn phía một cái, nhìn xem có hay không người sống hoặc yêu tu. Vâng, trưởng môn, tất cả trưởng lão nhao nhao lĩnh mệnh, bắt đầu ở thương loan sơn chân núi tìm kiếm lên dấu vết để lại. Không bao lâu, một trưởng lão phát hiện đổ vào núi đá chỗ thẩm lãng vội vàng hướng ninh như phong báo cáo thẩm lãng ninh như phong trong lòng giật mình cấp tốc đi vào thẩm lãng ngã xuống núi đá bên cạnh không ít trưởng lão cũng cùng đi qua đồ nhi hà kiên hai mắt trợn lên khắc chế không được tâm tình của mình lập tức xông tiến lên điều tra lên thẩm lãng thương thế thẩm lãng chịu thương thế quá nghiêm trọng toàn thân huyết nhục kinh mạch thậm chí xương lạc đều ở vào gần như vỡ nát trạng thái mà lại thân xác bên trong bừa bãi tàn phá lấy một cỗ tà dị năng lượng, lệnh thương thế không cách nào khôi phục, cộng thêm thần hồn cực độ suy yếu, hắn lúc nào cũng có thể tắt thở mất mạng. Chương 3209, để nàng hy sinh một chút. Thẩm Lãng tổn thương nặng như vậy, Hà Kiên Tâm chìm đến đáy cốc, lúc này quỳ dạp xuống đất, hướng phía Ninh Như Phong dập đầu bái nói, "Trưởng môn, mời nhất định phải mau cứu tiểu đồ." "Hà trưởng lão, người cũng không nên dọa lão phu a." À. Thấy Hà Kiên đột nhiên làm ra động tác này, Ninh Như Phong giật nảy mình, vội vàng tiến lên trước quan sát thẩm lãng thương thế, mặt mo cũng nháy mắt âm trầm xuống. Song song, thẩm lãng tiểu tử này làm sao lại có nghiêm trọng như vậy bên trong tổn hại. Ninh Như Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, thẩm lãng thân xác thương thế cũng không phải không thể trị liệu, nhưng trong cơ thể hắn tràn ngập một cỗ hung thần bá đạo năng lượng, tại tiếp tục không ngừng tàn phá lấy thân thể của hắn cùng thần hồn, lệnh tam hoa tụ đỉnh thần thông mất đi hiệu lực. Đổi thành tu sĩ tầm thường, thân xác cùng thần hồn đụng phải loại trình độ này tàn phá, chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Thẩm lãng sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, cũng đều nhờ vào lấy tâm hắn mạch chỗ lưu ly li tâm đèn đuốc trồng ở đau khổ treo trống. Thời khắc này lưu ly li tâm đèn đuốc loại cũng tựa như nến tàn trong gió, không cách nào trị liệu thẩm lãng thương thế, chỉ có thể vì đó tục mệnh, tận khả năng bảo toàn thẩm lãng thần hồn hoàn chỉnh. Nơi này tất cả yêu tu thân xác đều bị oanh sát không còn hình dáng, vì sao thẩm lãng tiểu chất có thể trốn qua một kiếp. Thật là kỳ quái, không phải là trên trời chiếu cố ta cổ khí môn tu sĩ. Không cần nghĩ, khẳng định là thất thánh cung viện quân cứu thẩm lãng tiểu chất. Nhưng vì sao thất thánh cung tu sĩ không thấy tâm hơi? Tất cả trưởng lão lao nhau nghị luận lên, Ninh Như Phong nổi giận nói, hiện tại chưa có nghị luận những cái này, đừng quấy giày lão phu cứu chữa tiểu tử này. Là, tất cả trưởng lão nhao nhao im lặng không dám nói lời nào. Vừa mới nói xong, Ninh Như Phong mặt mo sắc mặt ngưng trọng chi cực, hắn đem thẩm lãng đỡ lên, đưa tay đặt tại thẩm lãng phía sau lưng, ý đồ đem hắn trong cơ thể kia cỗ nóng nảy bá đạo năng lượng cho hút ra tới. Một tia nhỏ bé không thể nhận ra hắc khí từ thẩm lãng ra thịt ở giữa tràn ra, bị ninh như phong tay phải hút vào. Phốc, ninh như phong đột nhiên cảm giác ngũ tạng lục phủ truyền đến một trận như tê tâm liệt phế đau đớn, miệng bên trong phun ra một ngụm lớn máu tươi, mặt mo tái nhợt vô cùng. Trưởng môn, ngươi làm sao rồi? Tất cả trưởng lão thấy thế, nhao nhao giật nảy mình, vội vàng tiến tới góp mặt dò hỏi. Ninh Như Phong nhắc lên trong cơ thể minh mông hỗn độn linh lực, ngăn chặn trong cơ thể kia sợi bừa bãi tàn phá hắc khí, liên tục khoát tay các người đừng giật mình hoảng hốt, lão phu không có việc gì. Nói ra câu nói này đồng thời, Ninh Như Phong trong mắt lóe lên thật sâu kinh hãi, hắn đều vạn vạn nghĩ không ra thẩm lãng trong cơ thể bừa bãi tàn phá năng lượng lại kinh khủng như vậy, mình chỉ là hút vào một tia, liền cảm giác ngũ tạng lục phủ, thậm chí xương lạc kinh mạch giống như muốn bị cỗ năng lượng này xé nát đồng dạng chỉ là như vậy một tia năng lượng liền bá đạo như vậy thẩm lãng hiện tại toàn thân đều tràn ngập những năng lượng này có thể nghĩ tiểu tử này phải gặp thụ bao lớn đau khổ ninh như phong lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên đỉnh cấp chữa thương đan dược cho thẩm lãng cho ăn ăn vào khụ khụ ai ngờ nuốt đan dược thẩm lãng chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp miệng bên trong còn ho ra lượng lớn máu tươi chữa thương đan dược dược lực ngược lại để thẩm lãng trong cơ thể hắc khí càng phát ra gắt gỏng càng lớn trình độ tổn thương thân thể của hắn nguyên bản thẩm lãng còn treo một hơi nhưng trải qua ninh như phong một phen thao tác về sau khí thức của hắn đang nhanh chóng suy yếu tại sao có thể như vậy ninh như phong quá sợ hãi cái này tất cả trưởng lão cũng đều mặt lộ vẻ kinh sợ hà kiên lòng nóng như lửa đốt nhịn không được hỏi trưởng môn xin hỏi tiểu đồ có cứu sao ninh như phong trầm giọng thở dài nói ai đau đầu đoán chừng ngươi cũng phát hiện thẩm lãng tiểu tử này trong cơ thể có tà ma năng lượng bừa bãi tàn phá một khi những năng lượng này tiếp xúc cái khác năng lượng, sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo. Liền chữa thương đan dược đều sẽ đưa đến phản hiệu quả. Dùng phổ thông trị liệu thủ đoạn sợ là vô dụng, Hà Kiên hai mắt trợn lên, hình như có chút không cam tâm, cắn răng nói, nếu như cưỡng ép đem tiểu đồ năng lượng trong cơ thể hút đi, sẽ không sẽ khá hơn một chút. Không có đơn giản như vậy, thẩm lãng tiểu tử trong cơ thể cỗ này tà ma năng lượng rất lợi hại, liền ta cái này địa tiên thân thể cũng không thể hấp thu quá nhiều, lại càng không cần phải nói các người. Ninh Như Phong lắc đầu, chiếu trưởng môn nói như vậy, tiểu đồ chẳng phải là không có cứu rồi. Hà Kiên mặt xám như cho, Ninh Như Phong không nói gì, bàn tay đặt tại thẩm lãng phần lưng, nhiều lần nếm thử nhiều loại trị liệu thủ đoạn, phát hiện chỉ có tự thân kích phát hỗn độn linh lực khả năng hơi triệt tiêu thẩm lãng trong cơ thể tà ma năng lượng, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Chủ yếu là hắn đánh ra hỗn độn linh lực pha tạp mình sở tu tâm pháp thuộc tính năng lượng, thẩm lãng trong cơ thể kia cỗ tà ma năng lượng vừa vặn bài xích thuộc tính này năng lượng, dạng này một trị liệu một chuyển biến xấu, tương đương với không có hiệu quả trị liệu. Như thế nào, thấy Ninh Như Phong vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, Hà Kiên vội vàng hỏi. Ninh Như Phong suy nghĩ một trận, trầm giọng nói, biện pháp ngược lại là có một cái, có thể dùng hỗn độn linh lực đến xung kích triệt tiêu thẩm lãng trong cơ thể tà ma năng lượng. Chẳng qua phổ thông tu sĩ hỗn độn linh lực không được, thậm chí người ta đều không được, nhất định phải loại kia không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì hỗn độn linh lực mới được, cổ khí môn vừa vặn có cái người mới có thể cung cấp loại này hỗn độn linh lực. Hà Kiên hai mắt tỏa sáng, nói trưởng môn là chỉ. Hạ san đây, Ninh Như Phong gật đầu nói, không sai không sai, chính là cái này hỗn độn tiên thể nữ oa. Hỗn độn tiên thể sinh ra hỗn độn linh lực không pha tạp bất luận cái gì tính chất năng lượng, hẳn là có thể phát huy hiệu quả. Đúng, nữ oa kia hiện tại cái gì tu vi, bán tiên trung kỳ, Hà Kiên lập tức trả lời nói. Ninh Như Phong nhướng mày, hóa nó, bé con này tu vi quá yếu. Như cung cấp hỗn độn linh lực không đủ, vô cùng có khả năng phản vệ nha đầu kia thân thể, trừ phi. Trừ phi cái gì, Hà Kiên truy vấn, Ninh Như Phong nghiêm túc nói, để cái kia gọi hạ san nhi nữ oa cùng thẩm lãng tiểu tử song tu một chút. Mượn song tu cung cấp lượng lớn hỗn độn linh lực thông suốt toàn thân, cứ như vậy, thẩm lãng tiểu tử có thể liền có thể được chữa trị. Cái gì, song tu, Hà Kiên lập tức sừng sốt, tất cả trưởng lão cũng đều mặt lộ vẻ vẻ quái dị trưởng môn cái này không ổn đâu đúng vậy a à, san nhi nhà đầu cũng coi như ta phái lương đống yêu cầu như vậy có phải là có sai lầm nhân đạo san nhi nhà đầu này đơn thuần giống tờ giấy trắng cưỡng ép để nàng cùng người song tu có phải là có chút quá mức tất cả trưởng lão cũng không làm sao đồng ý ninh như phong ý nghĩ cảm thấy dạng này đối hạ san nhi cũng quá tệ ninh như phong một mặt khó chịu kêu ầm lên các người bọn này ngu xuẩn làm sao so ta một cái lão già họm hẹm còn muốn cổ hù song tu một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Thẩm lãng tiểu tử tư chất ngút trời, chẳng lẽ hắn vẫn xứng không lên cái kia hỗn độn tiên thể nữ oa? Lại nói, vừa rồi thẩm lãng tiểu tử thế nhưng là lấy sức một mình cứu vất toàn cái cổ khí môn, chẳng lẽ không xứng để cái kia hỗn độn tiên thể nữ oa hy sinh một chút? Cái này, tất cả trưởng lão nhìn lẫn nhau, lập tức á khẩu không trả lời được. Thẩm lãng hoàn toàn chính xác kinh diễm, mà lại đối cổ khí môn đám người có đại ân cứu mạng, bất luận như thế nào cũng lẽ ra cứu sống hắn đã không ai phản đối, vậy liền quyết định như vậy. Hà Kiên, chờ xuống người đi cho Hạ San Nhi cái kia nữ oa làm một chút tư tưởng công việc. Ninh Như Phong liếc mắt Hà Kiên, lập tức phân phó nói. Chấm, Hà Kiên có chút im lặng, nhưng vì bảo bối của mình đồ nhi, hắn chỉ có thể đáp ứng xuống ta. Tận lực, chương 3210, đây cũng quá hoang đường. Ninh Như Phong mệnh lệnh tất cả trưởng lão quét dọn chiến trường, cũng đem cổ khí môn môn nhân đệ tử mang về mình thì cõng thẩm lãng bay vào thương loan sơn của khí môn bên trong, đem hắn tạm thời gian xếp tại đại điện trong tầm cung. Tình huống có chút không ổn, thẩm lãng thường thế có thừa trọng xu thế, ninh như phong cắn răng, song trường đặt tại phần lưng của hắn, tận khả năng hấp thu thẩm lãng trong cơ thể tà ma năng lượng. Phốc, chỉ hấp thu mấy cố khí lưu màu đen, ninh như phong liền liên tiếp hộp máu, thân xác dường như đụng phải cực lớn bên trong tổn hại, mặt mo tái nhợt vô cùng. Những cái này tà ma năng lượng cực kỳ sinh động, rất khó bị dẫn xuất bên ngoài cơ thể, một khi bị Ninh Như Phong hút ra đến, liền sẽ tiến vào thân thể của hắn bên trong, bị hại nặng nề. Thẩm lãng tiểu tử, lão phu thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu ngươi, ngươi ti em nếu là treo, lão phu không để yên cho ngươi. Ninh Như Phong chịu đựng thân xác như tê liệt đau khổ, tiếp tục hấp thu thẩm lãng trong cơ thể tà ma năng lượng, làm dịu thương thế của hắn. Hơn nửa canh giờ sau, cổ khí môn tất cả môn nhân đệ tử tại các trưởng lão dẫn đầu dưới, một lần nữa trở lại Thương Loan Sơn. Lúc trước Hoàng Phong lĩnh yêu tu đã không thấy tăm hơi, cổ khí môn chân núi khắp nơi đều là quỷ dị huyết nhục cục máu, tình cảnh để người dùng mình, chúng cổ khí môn đệ tử quá sợ hãi, lao nhau nghị luận lên. Không ít các đệ tử nhận ra, những cái này huyết nhục cục máu là Hoàng Phong lĩnh yêu tu thi thể. Cái này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Yêu kinh ngạc đến ngây người, nàng lúc trước còn cảm thấy bọn này hoàng phong động yêu tu khí thế làm người ta không thể đương đầu, không nghĩ tới trong khoảnh khắc liền toàn quân bị diệt khó có thể tưởng tượng là người phương nào gây nên muốn thật sự là thất thánh cung đến viện quân vậy cái này viện quân hành động không khỏi cũng quá nhanh đi hiện trường ồn ào một mảnh chúng cổ khí môn đệ tử còn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy cảnh tượng từng cái tâm thần có chút không tập trung yên tĩnh những cái này tàn thi chính là lúc trước những cái kia hoàng phong lĩnh yêu tu thi thể hiện tại uy hiếp đã giải trừ các người không cần tại suy đoán lung tung tất cả môn nhân đệ tử lập tức trở về cổ khí môn quảng trường chờ thông báo hà kiên cao giọng ra lệnh vâng chúng đệ tử nhao nhao lên tiếng trở về cổ khí môn hà kiên trưởng lão các người vừa rồi có tìm được hay không thẩm sư đệ sư đệ bây giờ ở nơi nào hạ san nhi vội vã tìm được hà kiên nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh thần sắc lo lắng hỏi ninh tiểu yêu cũng góp tiến lên chờ đợi hà kiên trả lời hà kiên đang muốn đi tìm hạ san nhi cùng ninh tiểu yêu không nghĩ tới hai nữ mình đưa tới cửa. Thẩm lãng thân xác bảo tồn lại, nhưng thương thế quá nặng, hắn đã bị trưởng môn đưa về đại điện cứu chữa, tình huống khả năng không tốt lắm. Hạ Kiên trầm giọng nói, cái này, cái này nên làm thế nào mới tốt, hạ san nhi phương tâm loạn chiến, gấp sắp khóc, nàng vội vàng lôi kéo ninh tiểu yêu mép váy, đau khổ cầu khẩn nói, yêu yêu sư tỷ, van cầu ngươi để trưởng môn cứu trở về thẩm lãng sư đệ. Ninh tiểu yêu ôm lấy hạ san, an ủi, san nhi yên tâm, ta tự sẽ để phụ thân đem hết toàn lực." San Nhi nha đầu, mặc dù có chút khó mà mở miệng, nhưng bây giờ thật chỉ có ngươi mới có thể cứu về Thẩm Lãng tiểu đồ. Hà Kiên trong lòng nghẹn hồi lâu, rốt cục vẫn là nói ra. Hạ San Nhi gương mặt xinh đẹp sợ run, hốc mắt ướt át truy vấn, "Cần San Nhi làm cái gì? Nếu như có thể cứu về Thẩm Lãng sư đệ, San Nhi trả giá cái gì đều nguyện ý." Nghe Hạ San Nhi nói như vậy, Hạ Kiên thoáng thở dài một hơi, "Thẩm Lãng hẳn là có thể cứu." San Nhi nha đầu, nơi này không phải chỗ nói chuyện, người theo ta đi cổ khí môn đại điện đi gặp trưởng môn. Nói xong câu đó, Hà Kiên ánh mắt chuyển hướng Ninh Tiểu Yêu, lại bổ sung một câu, thánh nữ tốt nhất có thể cùng nhau tiến đến. Không thể tốt hơn, Ninh Tiểu Yêu cũng hết sức quan tâm thẩm lãng an nguy, thuận tiện để cha mình. Việc này không nên chậm trễ, các người hiện tại liền theo ta đi cổ khí môn đại điện. Hà Kiên nói xong câu đó về sau, liền biến thành một đạo độn quang, bay vào thương loan sơn, hướng phía cổ khí môn đại điện bay đi. Hạ San Nhi cùng Ninh Tiểu Yêu hai nữ theo sát phía sau. Không bao lâu, ba người liền đến cổ khí môn đại điện bên trong, vội vàng hướng phía trong điện tẩm cung đi đến. Không đợi ba người tiến vào tẩm cung, Ninh Như Phong còng lưng thân thể, từ trong tẩm cung chậm bước ra ngoài, tóc tai bù xù, bước chân phù phiếm, khí sắc cực kém, phảng phất sinh một trận bệnh nặng đồng dạng, khóe miệng còn đang không ngừng chảy máu. Phụ thân, thân thể của ngài, Ninh Tiểu Yêu gương mặt xinh đẹp biến sắc, Rõ ràng có thể nhìn ra Ninh Như Phong thân thể không bình thường, không khỏi lo lắng hỏi. Chết không được, Ninh Như Phong khoát tay áo, ra hiệu Ninh Tiểu Yêu yên tĩnh. Trưởng môn, thẩm lãng tiểu đồ tình huống thế nào rồi? Hà Kiên nhịn không được hỏi, Ninh Như Phong nhíu nhíu mày, cũng liền như vậy đi. Hà Kiên, ta vừa rồi để ngươi cùng hạ san nhi cái này nữ oa làm một chút tư tưởng công việc, ngươi làm đã định chưa? Ninh Như Phong liếc mắt Hà Kiên, không lạnh không nhạt mà hỏi. Cái này, còn không có giải quyết. Hà Kiên lúng túng nói, hắn thực sự là khó mà mở miệng. Ngoá nó, liền điểm ấy phá sự, còn muốn đến phiên lão phu đến lo liệu. Thật ti em phục ngươi, Ninh Như Phong vốn định nổi giận, nhưng lại cảm thấy không có gì ý nghĩa, dứt khoát thở dài một hơi. Phụ thân, đây là ý gì? Cái gì tư tưởng công việc? Ninh Tiểu Yêu hiếu kỳ hỏi. Hạ San Nhi cũng là không hiểu ra sao, vội vàng nói, trưởng môn, nếu như có cái gì có thể giúp một tay, San Nhi nhất định nghĩa bất dung từ. Cái này, ninh như phong một trận vò đầu bước tai, cắn răng nói, nữ oa nhi, lão phu nói thật với người đi. Thẩm lãng tiểu tử này hiện tại nguy hiểm đến tính mạng, người là hỗn độn tiên thể, chỉ có người mới có thể cứu hắn. Cho nên, người khả năng cần hy sinh một chút chính mình. Hạ San Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, ánh mắt kiên định nói, trưởng môn, mời nói cho San Nhi phương pháp. Vô luận khó khăn bao nhiêu, San Nhi đều sẽ kiệt lực mà vì, cứu trở về thẩm sư đệ. Ninh Như Phong lập tức khoát tay áo, không khó không khó. Ách, phương pháp kỳ thật rất đơn giản, chính là, người cùng thẩm lãng tiểu tử kia song tu một chút, tận khả năng đem hỗn độn linh lực độ đưa đến trong cơ thể hắn hẳn là là được rồi. Cái gì, Hạ San Nhi đứng chết chân tại chỗ, kém chút cho là mình nghe lầm. Song tu, Ninh Tiểu yêu sừng sốt một chút, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, phụ thân, người không phải đang nói đùa chứ. Người thấy ta giống là đang nói đùa sao, ai, vẫn là ta đến đem cho các ngươi giải thích một chút đi ninh như phong thần sắc có chút phiền muộn hắn đem thẩm lãng thụ loại trình độ nào tổn thương nói cho hai nữ cũng giải thích một chút song tu vì thẩm lãng chữa thương nguyên lý không được đây coi là dạng này cũng không thể vô duyên vô cớ để san nhi cùng thẩm lãng đi song tu a à, đây cũng quá hoang đường ninh tiểu yêu thần sắc kích động trên tinh thần có chút khó mà tiếp nhận hạ san nhi tinh xảo gương mặt xinh đẹp đỏ có thể nhỏ ra huyết nàng cúi đầu hoàn toàn không biết nên nói cái gì thẩm lãng không tiếc thông suốt đi tính mạng cứu hạ san hạ san nhi cũng quyết tâm lấy đồng dạng thái độ hồi báo nhưng song tu cái gì cái kia cũng quá cảm thấy khó xử quả thực là tại khiêu chiến nàng lòng xấu hổ cực hạn hạ san nhi mặc dù đơn thuần giống một tấm giấy trắng nhưng cũng biết song tu là có ý gì ninh như phong nhún vai một cái nói được được đừng làm phải nghiêm trọng đến mức nào đồng dạng đều niên đại nào song tu một chút cũng sẽ không chết nhưng không xong tu thẩm lãng tiểu tử kia thực sẽ chết. Ngốc nữ nhi, người như thế phản đối, là muốn hại chết thẩm lãng tiểu tử kia. chương 3211, Quang Minh Chính Đại Ta, Ninh Tiểu Yêu không phản bác được, nàng cũng không phải là muốn hại chết thẩm lãng, mà là không thể nào tiếp thu được san nhi cứ như vậy mơ mơ hồ hồ cùng người khác song tu, chôn vùi danh dự. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân là trong nội tâm nàng mười phần kháng cự hạ san nhi cùng thẩm lãng song tu. Hà Kiên cũng khuyên, thánh nữ, trưởng môn nói cũng đúng lời từ đáy lòng, thẩm lãng tiểu đồ nguy cơ sớm tối, Hà Kiên khẩn cầu ngài không muốn phản bác việc này. Ninh tiểu yêu vuốt vuốt đầu, nàng đã không biết nên nói cái gì, khẽ cắn hàm răng, nói với ta có làm được cái gì, cái này muốn san nhi mình đáp ứng. San nhi nha đầu, không biết ý của ngươi như nào. Hà Kiên ánh mắt chuyển hướng hạ san, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Hạ san nhi thân thể mềm mại có chút run rẩy, lông mi thật dài không ngừng run run, ánh mắt trong suốt có vẻ hơi mê ly cùng bối rối. Khi biết được muốn cùng sư đệ song tu, Hạ San Nhi đại não liền trống rỗng, không biết làm ra loại nào phản ứng. Ninh Như Phong hơi không kiên nhẫn, nói, nữ oa, à, ngươi lại do dự một lát, thẩm lãng tiểu tử kia sợ là thật không có cứu. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để thẩm lãng tiểu tử kia vô duyên vô cớ đem ngươi ăn xong lau sạch, ít nhất phải để hắn cho ngươi một cái danh phận, hai người cũng coi như quang minh chính đại. Hạ San Nhi rốt cuộc lấy lại tinh thần, nàng cố nén trong lòng ngượng ngùng, thanh âm nhỏ đến giống con muỗi đồng dạng, San Nhi đáp ứng. Về phần danh phận, ta không quan tâm, chỉ cần có thể cứu sư đệ, như thế nào đều tốt. Thấy hạ San Nhi tỏ thái độ, Ninh Tiểu Yêu nhắc nhở một câu, San Nhi, chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng ngươi cả một đời, ngươi cần phải hiểu rõ. Hạ San Nhi khẽ cắn môi mỏng, ánh mắt oánh oánh nói, thẩm sư đệ vì cứu ta, lại nhiều lần thông suốt đi tính mạng. San Nhi trả giá những cái này, lại đáng là gì? chỉ là hy vọng sư đệ, đừng quá mức khó xử mới tốt, nếu đổi lại là người khác, Hạ San Nhi thả chết cũng sẽ không làm loại sự tình này. Nhưng thẩm lãng tại Hạ San Nhi trong suy nghĩ là độc nhất vô nhị tồn tại. Nghĩ đến lúc trước tại vạn thú rừng, tại cực độ tình cảnh nguy hiểm dưới, thẩm lãng dứt khoát quyết nhiên một mình ngăn tại trước người mình, vì chính mình che cản tất cả mưa gió. Thẩm lãng giống như là cái cái thế anh hùng đồng dạng, lặng yên tiến vào Hạ San Nhi trong lòng, lay động nội tâm của nàng. Hạ San Nhi cảm thấy mình đối thẩm lãng có cực lớn thua thiệt cảm giác, đồng thời nàng trong lòng cũng là hâm mộ thẩm lãng. Mặc dù song tu chuyện này quá mức xấu hổ, nhưng nếu như có thể sử dụng loại phương thức này tới cứu về thẩm lãng mệnh, Hạ San Nhi bên trong trong lòng vẫn là nguyện ý trả giá. Người nghĩ rõ ràng liền tốt, nghe Hạ San Nhi nói ra những lời này, Ninh Tiểu Yêu biết nàng tâm ý đã quyết, chỉ thở dài một hơi. Ninh Như Phong vỗ tay nói tốt, đã người bé con này đáp ứng, kia việc này không nên chậm trễ, nhanh đi cùng thẩm lãng tiểu tử kia xong tu đi. Hạ San Nhi gương mặt đỏ bừng, có vẻ hơi xấu hổ vô cùng, nàng thấp giọng hỏi, sư đệ. Đã hôn mê, San Nhi muốn thế nào cùng hắn? Xong tu, Ninh Như Phong nghiêm mặt nói, cái này dễ dàng. Ta vừa rồi đã tại không làm thương hại thẩm lãng tiểu tử kia thân thể điều kiện tiên quyết, cho hắn hít một hơi, đáng hồn hương, món đồ kia thế nhưng là chân tiên giới cương cường nhất xuân, thuốc một trong. Ngươi chỉ cần trước lấy miệng đối miệng phương thức độ đưa bộ phận hỗn độn linh lực, làm dịu tiểu tử kia thương thế. Đợi hắn sau khi tỉnh lại, tự nhiên sẽ không kịp chờ đợi cùng ngươi hoàn hảo, hai người nước chảy thành sông. Nghe Ninh Như Phong nói xong những lời này về sau, Hạ San Nhi xấu hổ rốt cuộc nói không ra lời. Nàng chỉ là một cái chưa nhân sự nữ hài tử, bình thường những chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ, nơi nào sẽ song tu phức tạp như vậy thao tác. May mắn là thẩm lãng chủ động, Hạ San Nhi ngược lại thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một loại dị dạng cảm xúc. Phụ thân, người ngược lại là có bản lĩnh, còn tùy thân mang theo loại này đồ vật lung tung ngổn ngang. Ninh tiểu yêu liếc mắt Ninh Như Phong, trong lòng có chút xấu hổ, kia ánh mắt lạnh như băng đâm Ninh Như Phong toàn thân không thoải mái. Ninh Như Phong mặt mo khó được lộ ra một tia xấu hổ, ngẫu nhiên được đến chi vật thôi. Ninh tiểu yêu không thèm để ý những cái này, nàng tiến lên dặn dò hạ san nhi vài câu về sau, liền đối với Ninh Như Phong cùng Hà Kiên hai người nói, đã san nhi đã làm ra lựa chọn, chúng ta nên trở về tránh ninh như phong cùng hà kiên hai người nhẹ gật đầu rời đi cổ khí môn đại điện ninh tiểu yêu cũng canh giữ ở cổ khí môn đại điện bên ngoài không để bất luận kẻ nào tới gần hạ san nhi hít sâu một hơi rón rén đi tới tẩm cung giờ phút này thẩm lãng đang nằm tại tẩm cung một chiếc giường ngọc bên trên khí tức hỗn loạn suy yếu khóe miệng chảy máu hôn mê bất tỉnh hạ san nhi khép lại tẩm cung đại môn bước liên tục nhẹ nhàng đi vào giường ngọc trước nhìn xem thẩm lãng hơi thở mong manh dáng vẻ Hạ San Nhi trong lòng một trận đau lòng, nàng hơi có chút run rẩy nhô ra thon thon tay ngọc, khoác lên thẩm lãng trên cổ tay, quan sát một chút thẩm lãng thương thế. Quả nhiên cùng trưởng môn nói đồng dạng, thẩm lãng trong cơ thể tràn ngập một cỗ cổ quái tà ma năng lượng, tiếp tục thương tới thân thể của hắn cùng thần hồn. Sư đệ, người nhất định sẽ tốt, sư tỷ cam đoan. Hạ San Nhi ngồi tại bên giường, làm mấy cái hít sâu, sau đó nhẹ nhàng cúi người xuống, hơi thở như hoa lan, hôn lên thẩm lãng nhuốm máu bờ môi. Ngay tại Hạ San Nhi hôn lên Thẩm Lãng một nháy mắt, nàng đầu của mình tựa như nổ tung, phảng phất lâm vào một loại nào đó ngọt ngào trong mộng cảnh, thậm chí cảm giác được một tia ngọt ngào cùng hạnh phúc. Mặc dù không phải lần đầu tiên hôn, nhưng Hạ San Nhi kỹ thuật hôn vẫn như cũ không lưu loát vô cùng. Cùng lần trước Thẩm Lãng thanh tình một màn kia khác biệt, lần này hoàn toàn là chính nàng chiếm cứ chủ đạo, có thể tốt hơn đi cảm thụ trong đó tư vị. Đây đối với Thanh Thuần khả nhân tiểu sư tỷ đến nói, thực sự là quá kích thích. Ngô có lẽ là bởi vì đối thẩm lãng ôm lấy hâm mộ chi tâm, Hạ San Nhi rất nhanh liền mê thất trong đó, mảnh mai hai tay nhẹ nhàng nắm ở thẩm lãng vai cóng, thân thể mềm mại mềm nhũn, trong lòng tràn ngập một cỗ thực cốt tiêu hồn cảm giác kỳ diệu. Cũng may thẩm lãng là hôn mê bất tỉnh trạng thái, không phải Hạ San Nhi muốn xấu hổ chết. Ôm hôn thời điểm, Hạ San Nhi cũng không có quên làm chính sự, nàng không chút nào keo kiệt đem trong cơ thể hỗn độn linh lực tận khả năng phun ra, truyền vào thẩm lãng trong cơ thể. Ong 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 thẩm lãng huyết nhục kinh mạch xương lạc phát ra rất nhỏ oanh minh tiếng nổ vang hạ san nhi phun ra tinh thuần hỗn độn linh lực quả thật có thể xung kích triệt tiêu thẩm lãng trong cơ thể tà ma năng lượng đáng tiếc thẩm lãng trong cơ thể những cái này tà ma năng lượng rất rất nhiều hạ san nhi phun ra điểm kia hỗn độn linh lực phát huy hiệu quả rất chậm liên tiếp hôn tầm gần nửa canh giờ hạ san nhi đổ mồ hôi đầm đìa cảm giác chính mình cũng sắp tắt thở thẩm lãng có chuyển biến tốt trong cơ thể năng lượng màu đen tiêu trừ một phần năm nhưng cũng chỉ thế thôi, trong cơ thể hắn năng lượng màu đen 10 phần ngoan cố, Hạ San Nhi chỉ lấy miệng bên trong phun ra hỗn độn linh lực, khó mà tiếp tục hóa giải cấp độ càng sâu năng lượng. Lúc này, thẩm lãng dần dần mở hai mắt ra, rốt cuộc chuyển tỉnh lại. Sư, sư đệ, người tỉnh rồi, Hạ San Nhi phương tâm loạn chiến, lại là kinh hỉ lại là ngượng ngùng. Nhưng mà, thời khắc này thẩm lãng lại cùng bình thường khác nhau rất lớn, hắn hai mắt sung huyết, toàn thân phóng xuất ra sông thiên sát khí, anh Tuấn gương mặt bên trong sen lẫn vô biên ngang ngược, phẫn nộ, sát ý, căm hận. Giống, thẩm lãng trong miệng khàn giọng làm giống, hắn dường như nhận đáng hồn tán dược lực ảnh hưởng, mặt mày giữ tợn chi cực, trong mắt nổi lên như dã thú hung quang, gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt hạ san. chương 3212, ái náy, sư, sư đệ ngươi làm sao rồi, nhìn xem thẩm lãng giữ tợn hung lệ bộ dáng, hạ san nhi trong mắt đã có chút mờ mịt, lại có chút sợ hãi. Thẩm lãng phản ứng dường như cùng trưởng môn nói không giống nhau lắm, hắn toàn thân phát ra đáng sợ khí thức cùng trước đó tại vạn thú rừng biến thân thành con kia hung ma khí thức cực kỳ tương tự. Vừa dứt lời, thẩm lãng không nhìn thân xác đau xót, đảo khách thành chủ, như là giã thú đem hạ san nhi đặt tại dưới thân. Hạ san nhi trong lòng lại là kinh hoàng lại là ngượng ngùng, trái tim phanh 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 nhảy dựng lên. Nhưng mà tiếp theo màn, lại nằm ngoài dữ liệu của nàng. Chết, thẩm lãng hai mắt nổi lên kinh dị tinh hồng sắc huyết quang, trong miệng phát ra như tê tâm liệt phế gào thét, tựa như vạn đạo như kinh lôi chói tai. Hắn trong điện quang hỏa thạch đưa tay phải ra, mạnh mẽ bóp lấy Hạ San nhi trắng nón cái cổ, trong mắt phát ra hung lệ khí tức, để nhân thủ đủ phát run, nhìn thấy mà giật mình. Lúc trước bởi vì hấp thu Mai Sơn thất thánh tàn hồn lực lượng, mà chúng ta tính bị trên diện rộng kích phát ra, ảnh hưởng nghiêm trọng thẩm lãng tâm thần. Thời khắc này thẩm lãng đã hóa thân thành một con nhám người mà phệ dã thú đánh mất lý trí, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bóp gãy hạ san nhi cổ. Sư, đệ, hạ san hơi nhỏ tay cào lung tung thẩm lãng cánh tay, một bộ hô hấp khó khăn bộ dáng, biểu lộ hết sức thống khổ, trong giọng nói mang theo một tia cầu xin tha thứ hương vị. Nàng trước đó cũng đã gặp thẩm lãng phát cuồng dáng vẻ, cho dù biết thẩm lãng có thể sẽ làm ra cực đoan cử động, nhưng hạ san nhi vẫn không có quá nhiều giấy ruộng, nàng chỉ yên lặng nhẫn thụ lấy, hốc mắt hơi có chút ướt át thẩm lãng bản đè nén không được trong lồng ngực sát khí nhưng nhìn xem dưới thân hạ san nhi điểm đạm đáng yêu bộ dáng hắn còn sót lại một tia lý trí lại để hắn mạnh mẽ nhịn xuống không có đi tổn thương hạ san chẳng qua giờ phút này đáng hồn tán dược lực đánh tới thẩm lãng toàn thân khí huyết dâng lên làn da đỏ bừng cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tung đáng hồn tán dược lực ngược lại áp chế trong lòng của hắn sát khí lệnh thẩm lãng lệ khí biến mất nhưng trong đáy lòng cũng toát ra một đám lửa không bao lâu thẩm lãng đã triệt để mất đi lý trí hắn hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp xé rách lên hạ san nhi trên người váy áo sư đệ không muốn hạ san nhi thẹn đến muốn chui xuống đất da thịt của nàng như tuyết ngọc bóng loáng trắng nón cùng thẩm lãng thấy qua tất cả nữ tử cũng khác nhau hạ san nhi toàn thân tản ra một tia thánh khiết mà không thể xâm phạm khí chất loại tương phản mảnh liệt này cảm giác thẩm lãng khó mà chịu đựng đi lên chính là dừng lại loạn gặp không có chút nào nhân tính có thể nói ngô hạ san nhi hai mắt đóng chặt phảng phất nhận thần hồn công kích đồng dạng trong lúc nhất thời đánh mất quyền khống chế thân thể cứng ngắc lấy thân thể không dám động đậy thở hổn hển lợi hại toàn bộ trong tầm cung xuân ý giạt rào mùi thơm bốn phía nhánh hoa kết lôi chưa bao giờ có tư vị cùng hồn tiêu thần thương vui thích để hạ san nhi căn bản là không có cách tự kiềm chế chấm cổ khí môn đại điện bên ngoài ninh tiểu yêu vừa đi vừa về bồi hồi trong môn tất cả đệ tử trưởng lão đều đi cổ khí môn quảng trường bốn phía đại điện không có tu sĩ khác lui tới theo lý đến nói không cần trông coi chẳng qua ninh tiểu yêu lo lắng thẩm lãng chị liệu bị quấy dày dứt khoát cũng vẫn xem thủ nơi đây cũng không biết lần này chị liệu có thể thành công hay không ninh tiểu yêu lòng nóng như lửa đốt đúng lúc này ninh tiểu yêu bên tai đột nhiên nghe được một trận thanh âm kỳ quái nàng đại mi nhân lại không khỏi cẩn thận linh nghe chỉ trong chốc lát về sau ninh tiểu yêu khuôn mặt bá một chút liền biến đỏ gương mặt xinh đẹp mang theo một tia khó tả xấu hổ nàng biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng không muốn não bổ hình tượng chỉ cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại nhưng từ đại điện chỗ sâu truyền đến thanh âm càng lúc càng lớn mà lại càng ngày càng mãnh liệt ninh tiểu yêu thân thể mềm mại căng cứng toàn thân đều có chút khó chịu rất cảm thấy dày vò san nhi những cái kia thẹn thùng thanh thuần thế mà cũng có thể điên cuồng như vậy ninh tiểu yêu có chút im lặng thực sự là không biết phải hình dung như thế nào vì bỏ trốn loại này xấu hổ ninh tiểu yêu đành phải đi xa một chút nhưng đại điện bên trong truyền đến thanh âm càng lớn. Cho dù là ninh tiểu yêu loại này lãnh mỹ nhân, giờ phút này cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng che lỗ tai, trong miệng tự lẩm bẩm nguyền rủa nói, chết thẩm lãng thối thẩm lãng, người dám thô bạo như vậy đối đãi san nhi, bản cô nương nguyền rủa ngươi về sau không thể làm hết mình. Ninh tiểu yêu hừ lạnh một tiếng về sau, lập tức tại cổ khí môn bốn phía đại điện bày ra một tầng cách âm cấm chế, lần này thanh âm rốt cuộc biến mất, trong lòng nàng cũng thở dài một hơi chẳng qua vừa rồi truyền vào bên tai những âm thanh này tại ninh tiểu yêu trong lòng đuổi đi không tiêu tan nàng về sau cũng không biết làm như thế nào đối mặt hạ san nhi chấm hạ san nhi cũng không có quên làm chính sự tại song tu quá trình bên trong nàng tận khả năng đem tự thân hỗn độn linh lực đạo nhập thẩm lãng trong cơ thể trên diện rộng làm dịu thẩm lãng thương thế bên trong cơ thể không những như thế đôi bên âm dương điều hòa phía dưới đều thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn thẩm lãng bán tiên đỉnh phong tu vi lại có đi lên kéo lên dấu hiệu. Ngoài ra, có thể là song tu thời điểm tác động hạ san nhi thần hồn bên trong dấu diếm bản nguyên lực lược, truyền vào thẩm lãng trong cơ thể trừ hỗn độn linh lực, còn có một tia thánh khiết năng lượng. Những năng lượng kia giống như óng ánh sinh huy tinh quang, lại dần dần xua tan thẩm lãng thần hồn bên trong giết chóc cùng ngang ngược khí tức, để hắn chậm rãi khôi phục thanh tình. Không, thẩm lãng sau khi tỉnh lại, cả người gần như sụp đổ, mình thế mà đối Hạ San Nhi làm ra loại sự tình này, xưa tỷ thật xin lỗi, ta, ta thật là đáng chết, thẩm lãng thần sắc kinh hoàng, nói năng lộn xộn, mạnh mẽ vung mình một bàn tay, trong lòng hối hận không thôi. kỳ thật hắn vừa rồi đại não ý thức hoảng hốt, cho là mình ngay tại làm một trận không thực tế ảo mộng, không nghĩ tới thế mà là thật. mình thế mà lại đối băng thanh ngọc khiết Hạ San Nhi xuống tay, thẩm lãng trong lòng đau khổ không thôi. lúc này Hạ San Nhi thân thể mềm nhún, cái má đỏ bừng cái cổ chỗ cũng là một mảnh hồng hà bao trùm, hơi thở như hoa lan. Nhìn xem thẩm lãng thấp thỏm lo âu, tự trách đau khổ dáng vẻ, hạ san nhi đột nhiên có chút đau lòng. Nàng cũng không biết khí lực ở đâu ra, mảnh mai hai tay dùng sức ôm lấy thẩm lãng bả vai, lấy dũng khí, ôn nhu nói, sư đệ tuyệt đối đừng tự trách, đây hết thảy đều là sư tỷ tự nguyện. Nói ra câu nói này đồng thời, hạ san nhi trong lòng e lệ vạn phần, dứt khoát đem đầu chôn ở thẩm lãng trong lồng ngực, không dám gặp người. Thẩm Lãng cảm nhận được trong ngực Hạ San Nhi tại run lẩy bẩy, còn tưởng rằng nàng tại miễn cưỡng, lập tức cảm giác mình thật là một cái chính cống tội nhân, liền tiểu sư tỷ đều không buông tha. "Sư tỷ, ta, ta không phải muốn tìm lý do gì, nhưng là muốn biết trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta vì sao lại đối ngươi?" Dạng này, Thẩm Lãng cắn răng hỏi, nghĩ muốn hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Hạ San Nhi cũng không có che giấu, đem chuyện đã xảy ra tất cả đều nói cho Thẩm Lãng. Bao quát mình cùng hắn xong tu chỉ là vì trị liệu thương thế của hắn vân vân. Thẩm Lãng giờ mới hiểu được, vì cái gì mình sẽ cùng Hạ San Nhi phát sinh loại sự tình này. Hạ sư tỷ, ân cứu mạng của ngươi, Thẩm Lãng không thể báo đáp. Thẩm Lãng trầm giọng thở dài, trong lòng tràn ngập áy náy. Nghe Thẩm Lãng nói như vậy, Hạ San Nhi trái tim hơi có chút nhói nhói, nàng từ Thẩm Lãng trong lời nói có thể cảm giác được hắn đối với mình áy náy cùng thua thiệt cảm giác. Thẩm Lãng càng nói như vậy, Hạ San Nhi trong lòng thì càng khó quá bởi vì nàng cảm giác mình là đơn phương hâm mộ thẩm lãng, mà sư đệ đối với mình cũng không có quá nhiều hào cảm. chương 3213, Nhân tiên chi cảnh. Làm ra loại sự tình này, Hạ San Nhi thậm chí cũng cảm giác mình có chút quá không biết xấu hổ, thật xin lỗi sư đệ. Coi như Hạ San Nhi thất lạc thời điểm, thẩm lãng đột nhiên lại nói, sư tỷ hảo tâm cứu ta, nhưng ta dù sao làm ra loại sự tình này, nhất định là muốn đối sư tỷ phụ trách. Hạ San Nhi thân thể mềm mại run rẩy hốc mắt ướt át nói, sư đệ không cần miến cưỡng mình, sư tỷ là cam tâm tình nguyện làm như vậy, nếu như sư đệ cảm thấy khó xử, người có thể không cần phải để ý đến ta, về sau coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Kia là không thể nào, thẩm lãng nhíu nhíu mày, đem hạ san nhi ôm vào trong ngực, cắn răng nói, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Sự tình đã phát sinh, cái kia sư tỷ không bằng liền cùng ta đi. Lời này mới ra, hạ san nhi đầu tiên là một trận choáng váng, sau đó một cỗ to lớn ngọt ngào cảm giác hạnh phúc xông lên đầu, để nàng suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Ô ô, chậm sau một lúc, Hạ San Nhi lại té nhào vào thẩm lãng trong ngực, khóc giống lên. Thẩm lãng thấy Hạ San Nhi khóc lê hoa đái vũ, lập tức giật nảy mình, chặn lại nói xin lỗi lên, thật xin lỗi sư tỷ, ta nói có chút quá mức, người nếu là không nguyện ý, vậy coi như. Không phải, không phải, Hạ San Nhi liều mạng lắc đầu, nàng ôm chặt lấy thẩm lãng, khóc sau một lúc, mười tiếng nói khản giọng nói san nhi nguyện ý đương nhiên nguyện ý không sợ sư đệ trò cười kỳ thật trước đó tại vạn thú trong rừng san nhi liền thích ngươi khi đó ta rõ ràng còn là lục bằng vị hôn thê nhưng vẫn là len lén thích ngươi thực sự là không biết xấu hổ thẩm lãng nghe hạ san nhi chân tình bộc lộ lời nói này trong lòng của hắn cảm thấy ngoài ý muốn nghĩ không ra hạ san nhi vào lúc đó liền đối với mình có ý tứ không dối gạt sư tỷ kỳ thật ta cũng đối sư tỷ có chỗ hảo cảm chỉ là bởi vì tự thân một chút tình huống cho nên một mực cùng cái khác khác phái giữ một khoảng cách thẩm lãng thở dài nói có thể nói một chút nhìn sao hạ san nhi rụt rè mà hỏi biểu lộ hơi có vẻ ngượng ngùng rất đơn giản ta đã có thể thiếp hơn nữa còn có mấy cái cho nên cũng không muốn lại có tình cảm nợ thẩm lãng thản nhiên nói hạ san nhi nghe đến mấy câu này lúc trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thất lạc nhưng thẩm lãng đàn ông ưu tú như vậy khẳng định sẽ có rất nhiều mỹ nhân truy cầu hắn có đạo lữ cũng là lại chuyện không quá bình thường thôi. Kỳ thật, trước đó yêu yêu sư tỷ cũng cùng ta nói qua chuyện này, ta biết sư đệ ngươi tại hạ giới từng có thê thiếp, nhưng san nhi tịnh không để ý những thứ này. Những người kia cùng trải qua chỉ là sư đệ trước kia, san nhi có thể là ngươi bây giờ. Hạ san nhi ôn nhu nói, coi như một ngày kia, sư đệ hạ giới thê thiếp có thể phi thăng đến tiên giới, san nhi cũng sẽ cùng các nàng thật tốt ở chung, không có mâu thuẫn gì. Hạ San Nhi lại bổ sung một câu. Nghe Hạ San Nhi kiểu nói này, thẩm lãng thâm thụ cảm động, hắn cũng không có cái gì lý do không đi đón thụ Hạ San Nhi. Thẩm lãng thật chặt ôm lấy Hạ San, hai người lẫn nhau ôm hôn, thật lâu không có buông tay. Đổi thành trước kia, Hạ San Nhi không dám tưởng tượng mình có thể có dạng này dũng khí. Nhưng bây giờ, thẩm lãng xác thực trong lòng nàng in dấu xuống quá nặng đóng dấu, nếu như thật muốn dứt bỏ, Hạ San Nhi cảm xúc sẽ sụp đổ. So sánh phía dưới, Hạ San Nhi quyết định tuân theo nội tâm, thẳng thắn mà vì sư đệ trong cơ thể người kia cỗ năng lượng quái dị giống như còn không có hoàn toàn khu trừ hạ san nhi nhẹ giọng thì thầm tinh xảo khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng có chút không dám nhìn thẳng thẩm lãng ánh mắt ừm cái này thẩm lãng chủ động hôn lên hạ san nhi môi mỏng cực điểm ôn nhu hạ san nhi cũng không còn như vậy ngượng ngùng như dính người con mèo nhỏ đồng dạng hai người sầu triền miên bành lần nữa âm dương điều hòa về sau thẩm lãng toàn thân oanh một tiếng vang trầm trong cơ thể hỗn độn linh lực tựa như nổ tung vô cùng to lớn năng lượng nháy mắt thông suốt toàn thân kinh mạch xương lạc khí quan thậm chí thần hồn dường như thân thể từng cái bộ vị đều chiếm được cường hóa sảng khoái vô cùng một cỗ nghiêm nghị vô cùng linh áp từ trong tầm cung bốc lên mà ra trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ cổ khí môn đại điện đây là canh giữ ở cổ khí môn bên ngoài ninh tiểu yêu đều bị cỗ này to lớn linh áp ép thân hình bất ổn gương mặt xinh đẹp mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc thậm chí là nơi xa cổ khí môn quảng trường một chút nhân tiên tu vi trưởng lão cũng nhao nhao cảm ứng được đại điện bên này tản mát ra nghiêm nghị khí tức. Ha ha ha, thẩm lãng tiểu tử này vận khí quả nhiên không sai. Được mỹ nhân không nói, còn một lần đột phá nhân tiên chi cảnh. Ninh như phòng ánh mắt liếc nhìn cổ khí môn đại điện phương vị, chật chật thở dài. Tốt đầu nhi, người quả thật không có để vi sư thất vọng. Một bên hà kiên cũng hớn hở ra mặt, thẩm lãng đột phá nhân tiên tu vi, mang ý nghĩa hắn đã bình yên vô sự, đây thật là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Chấm cổ khí môn đại điện trong tầm cung. Ngay tại vừa rồi cùng hạ san nhi âm dương điều hòa về sau, thẩm lãng trong cơ thể hỗn độn linh lực trong lúc đó dâng lên mà ra, tại giật mình hoảng hốt ở giữa, hắn lại đâm xuyên bán tiên đỉnh phong bình cảnh, tu vi một lần đột phá tới nhân tiên sơ kỳ. Cùng hỗn độn tiên thể nữ tử song tu, nhà trai có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Nếu như nhà gái là lần đầu, nhà trai thậm chí có thể thu được hỗn độn tiên thể một tia bản nguyên lực lượng, cái này không những có thể làm cho tu vi cự phúc tăng lên, còn đối tu sĩ thể chất có tương đối lớn cải thiện. Giờ phút này, Thẩm Lãng ngồi ngay ngắn trôi nổi ở giữa không trung, thân xác ngay tại từ bán tiên hướng nhân tiên quá độ chuyển hóa. Quá tốt sư đệ, thấy Thẩm Lãng tu vi lại đột phá nhân tiên chi cảnh, Hạ San Nhi gương mặt xinh đẹp mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, nghĩ thầm mình lần này cuối cùng là có thể có chút dùng, tốt xấu có thể cổ vũ sư đệ tu vi, mặc dù cổ vũ tu vi phương thức có chút xấu hổ. Hạ San Nhi không dám đánh nhiễu Thẩm Lãng, nàng cũng hai mắt nhắm lại, tiêu hóa vừa rồi âm dương điều hòa thời điểm đạt được lợi ích. Không chỉ thẩm lãng tu vi tăng lên, Hạ San Nhi cũng tương tự từ lúc đầu bán tiên trung kỳ tăng lên tới bán tiên trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách bán tiên hậu kỳ chỉ có kém một đường. Hạ San Nhi trước kia cũng không biết song tu vậy mà có thể có như thế lớn chỗ tốt, khó trách tu chân giới những cái kia nam nam nữ nữ nhóm đều sẽ tìm kiếm đạo lữ đâu. Hiện tại, nàng cũng có đạo thuộc về mình lữ. Hạ San Nhi khóe miệng đi lên nhếch lên, nổi lên một tia ngọt ngào ý cười thẩm lãng đỉnh đầu toát ra rất nhiều khói đen trong cơ thể tạp chất đang bị bài trừ thân xác mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt kim mang hỗn độn linh lực thông suốt toàn thân trở nên càng phát ra tinh thuần tại thân thể của hắn bắt đầu hướng nhân tiên chuyển hóa đồng thời chỗ mi tâm một đoàn năng lượng màu tử kim phá thể mà ra biến thành một viên hoa mỹ tử kim sắc bảo mắt đột phá nhân tiên chi cảnh về sau thẩm lãng chỗ mi tâm thánh ma nhãn rốt cuộc thai ngén sinh ra hoa mỹ tử kim ánh sáng màu huy từ thẩm lãng chỗ mi tâm thánh ma nhãn dâng lên mà ra. Giờ khắc này, thẩm lãng khí thức lập tức trở nên quỷ dị mà thâm thúy, cho người ta một loại khó nói lên lời uy áp cảm giác. Thẩm lãng vui mừng quá đỗi, thánh ma nhãn có được nhiều loại tuyệt diệu năng lực, nhất định có thể tại sau này phát huy ra tác dụng cực lớn. Theo tu vi đề cao, thẩm lãng có thể dần dần ngăn chặn ma trùng bên trong tà tính, mặc dù cưỡng ép dẫn động ma trùng vẫn là sẽ để cho thân thể có chút khó chịu, nhưng không đến mức giống trước đó mấy lần như thế đánh mất lý trí. Thân xác chuyển hóa quá trình tiếp tục 3 canh giờ, thẩm lãng thân xác tạp chất rốt cuộc bài trừ sạch sẽ, thân xác như kim ngọc sáng long lanh bóng loáng, hỗn độn linh lực triệt để thông suốt toàn thân cao thấp mỗi một chỗ ngóc ngách. Chương 3214, bản cô nương cũng sẽ không quan tâm ngươi. Đột phá nhân tiên chi cảnh về sau, thẩm lãng lúc này mới cảm nhận được, nguyên lai nhân tiên tu sĩ thân xác coi như cùng một cái bồn nước, hỗn độn linh lực có thể tồn trữ tại thân xác bên trong bất luận cái gì một nơi. Nhân tiên tu sĩ trong cơ thể có thể tồn trữ hỗn độn linh lực lượng là bán tiên tu sĩ gấp 10, độ tinh thuần cũng phải cao hơn rất nhiều, mà lại nhân tiên tu sĩ có thể phóng thích ra hỗn độn linh lực lượng cũng là bán tiên tu sĩ gấp 10. Chỉ là có những cái này gia trì, thẩm lãng bây giờ thi triển ra đồng dạng tiên thuật thần thông, bạo phát đi ra uy lực ít nhất là bán tiên đỉnh phong thời kỳ gấp 5-6 lần trở lên. Thẩm lãng tại bán tiên đỉnh phong lúc, liền có thể lực chiến nhân tiên sơ kỳ tu sĩ không rơi vào thế yếu, bây giờ hắn đột phá nhân tiên chi cảnh, thực lực sợ là dâng lên đến một loại khiến người không thể tưởng tượng tình trạng. Thân thể của hắn cùng thần hồn cũng biến thành càng thêm ngưng thực, tam hoa tụ đỉnh năng lực có tăng lên. Thẩm Lãng cảm giác nhục thân của mình cực hạn dâng lên một mảng lớn, lúc trước từ viên hồng nơi đó đạt được cửu chuyển đạo kinh, bây giờ cũng hẳn là có thể bắt đầu tu luyện. Trừ thánh ma nhãn cùng ma trùng biến hóa bên ngoài, Thẩm lãng trong cơ thể lôi thuộc tính bản nguyên năng lượng có tăng lên, lưu ly tâm đèn đúc loại lớn mạnh một chút, thậm chí là nguyên bản ngũ hành chi thể cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Có thể là từ Hạ San Nhi lần thứ nhất trong lúc song tu thu hoạch được chỗ tốt, Thẩm lãng đạt được Hạ San Nhi trong cơ thể một tia hỗn độn tiên thể bản nguyên chi lực, từ đó cải thiện tự thân thể chất. Trước kia Thẩm lãng ngũ hành chi thể sẽ chỉ sinh ra ngũ hành linh lực, hiện tại cũng có thể sinh ra cực kỳ yếu ớt hỗn độn linh lực, chỉ là Thẩm lãng thân xác sinh ra hỗn độn linh lực yếu ớt hiệu quả không phải rất rõ ràng. Đánh cái so sánh, giả thiết thẩm lãng giờ phút này hao hết hỗn độn linh lực, bằng vào thân xác khôi phục hỗn độn linh lực tốc độ, ít nhất phải khôi phục cái một năm nửa năm, khả năng che kín thẩm lãng trong cơ thể hao hết hỗn độn linh lực. Có lẽ cùng tiểu sư tỷ nhiều song tu mấy lần về sau, có thể làm cho mình thân xác mới đản sinh loại năng lực này trở nên thực dụng một chút. Thẩm lãng bài trừ rơi trong đầu không khỏe mạnh tư tưởng, hắn nín thở ngưng thần, vững chắc một chút trong cơ thể sao động hỗn độn linh lực. Hạ San Nhi cũng tiêu hóa trong cơ thể thu hoạch được năng lượng, tu vi vững chắc tại bán tiên trung kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể xung kích bán tiên hậu kỳ. Bây giờ thẩm lãng tu vi cảnh giới đã cao hơn mình nhiều như vậy, Hạ San Nhi trong lòng ít nhiều có chút lo lắng, nàng cũng không nguyện làm một cái bình hoa, nghĩ chân chân chính chính hợp lý một có thể xứng đôi bên trên thẩm lãng thực lực đạo lữ. Hai người cơ hồ là đồng thời kết thúc đả tỏa, chúc mừng sư đệ tu vi phóng đại, đột phá nhân tiên chi cảnh. Hạ San Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nhảy cẫng chi sắc. San Nhi, cái này cũng nhờ có ngươi. Thẩm lãng cầm Hạ San Nhi yếu đuối không xương tay nhỏ, ánh mắt bên trong đều là cảm kích cùng chiều mến chi sắc. Hạ San Nhi có chút chịu không được ánh mắt như vậy cùng cử động, thẩm lãng nhu tình mật ý như là ngọt nước suối, chảy vào Hạ San Nhi trái tim. Nàng lại chủ động dính đi lên, nhẹ nhàng ôm thẩm lãng, kia thon thon tay ngọc phẳng phất mang theo vô tận lực lược, dường như muốn đem mình tan vào thẩm lãng trong thân thể đồng dạng sư đệ về sau chúng ta không muốn phân lẫn nhau có được hay không ngươi đã là đạo lữ của ta san nhi vì ngươi làm cái gì đều là đáng giá hạ san nhi rất dễ dàng thỏa mãn khả năng thẩm lãng trong vô ý thức một câu lời quan tâm liền có thể để nàng vui vẻ khó mà tự kiềm chế tốt ta tất cả nghe theo ngươi thẩm lãng cười cười sau đó giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó nhìn xem hạ san nhi tinh xảo động lòng người khuôn mặt san nhi ta đã là đạo lữ của ngươi về sau có thể hay không đừng gọi ta sư đệ, gọi ta thẩm lãng là được. Hạ San Nhi ngượng ngùng bỏ qua một bên ánh mắt, nhẹ ừ một tiếng. Xác thực, nàng lại hô thẩm lãng sư đệ có chút không quá phù hợp, bởi vì dựa theo cổ khí môn môn quy, là lấy tu vi luận bối phận, thẩm lãng tu vi vượt qua mình rất nhiều, theo lý đến nói, Hạ San Nhi hẳn là xương hô thẩm lãng sư huynh mới đúng. Mà lại thẩm lãng tại tu chân giới đi lại thời gian so với mình muốn lâu dài nhiều, Hạ San Nhi cũng cảm thấy mình sư đệ sư đệ gọi hắn có chút không công bằng. Gọi thẳng đại danh có vẻ hơi lạnh nhạt, San Nhi không bằng gọi ngươi sư huynh đi, thẩm sư huynh thế nào. Hạ San Nhi đề nghị, thẩm lãng gật đầu đáp ứng nói tốt, dạng này ta liền gọi ngươi San Nhi sư muội. Đừng thêm sư muội hai chữ, sư huynh gọi ta San Nhi liền tốt, San Nhi thích nghe cái này. Hạ San Nhi đầu dựa vào đổ vào thẩm lãng trong ngực, gương mặt xinh đẹp hiện lên ngượng ngùng ý cười, như nói mê thì thầm nói nàng càng thích thẩm lãng đối với mình thân mật xưng hô. Được, thẩm lãng nhẹ gật đầu, ngay tại hai người vui vẻ nói chuyện phiếm thời điểm, bên ngoài tẩm cung đột nhiên truyền đến ninh tiểu yêu cứng đờ thanh âm. Thẩm lãng, san nhi, các người còn muốn song tu tới khi nào? Vừa rồi trưởng môn truyền lời đến, để các ngươi song tu kết thúc về sau, liền nhanh đi cổ khí môn quảng trường một chuyến, hắn có chuyện quan trọng phân phó. Lời này mới ra, hạ san nhi mặt bá một chút liền đỏ. Thẩm lãng cũng có chút xấu hổ, đứng lên nói, San Nhi, chúng ta đi thôi. Nhưng sư huynh thương thế của ngươi, hạ San Nhi có chút nhíu mày, gương mặt xinh đẹp mặt lộ vẻ một tia lo lắng. Thẩm lãng lắc đầu, San Nhi ngươi không cần phải lo lắng, ta đã không có việc gì. Vừa rồi hắn thân xác từ bán tiên hướng nhân tiên chuyển hóa quá trình thời điểm, trong cơ thể tham dự tà ma năng lượng đã bị hoàn toàn loại trừ, lại thêm có lưu ly tâm đèn đuốc loại trị liệu, thương thế của hắn đã khôi phục bảy tám phần. Thấy thẩm lãng khí tức bình ổn, khí sắc như thường, hạ san nhi cũng không còn lo lắng hai người tay trong tay đi ra cổ khí môn đại điện hạ san nhi cúi đầu khuôn mặt đỏ bừng có thể là bởi vì thẩm lãng trước đó quá mức điên cuồng hạ san nhi tư thế đi đều có chút không quá bình thường ngoài điện ninh tiểu yêu trông thấy thẩm lãng cùng hạ san nhi hai người tay trong tay đi ra cửa điện bên ngoài trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc hai người này quan hệ tiến triển cũng quá nhanh đi phi 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 đều đã xong tu quá quan hệ tiến triển có thể không tốt sao Chẳng qua hai người thân mật cử động, Ninh Tiểu Yêu cũng thoáng an tâm, xem ra thẩm lãng vẫn là tiếp nhận hạ san, chí ít không có làm đàn ông phụ lòng. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng Ninh Tiểu Yêu đối thẩm lãng đánh giá căn bản là chính diện. Nàng cảm thấy thẩm lãng nam nhân như vậy đã có đảm lược cũng có đảm đương, không nói sẽ sẽ không cô phụ hạ san, nhưng khẳng định không phải cặn bã nam. Họ thẩm, thân thể ngươi tốt rồi. Ninh Tiểu Yêu lãnh mâu liếc mắt thẩm lãng, kia băng lãnh âm hàn ánh mắt phảng phất muốn đem thẩm lãng đông cứng thẩm lãng toàn thân đánh run một cái, ninh tiểu yêu ánh mắt này đều có thể giết người. Ta, không có việc gì, đa tạ ninh sư tỷ quan tâm. Thẩm lãng không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, quan tâm, hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ, bản cô nương cũng sẽ không quan tâm ngươi. Về sau nếu như ngươi có nửa điểm thật xin lỗi san nhi địa phương, lão nương định giết ngươi. Ninh tiểu yêu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ngữ khí âm hàn nói. Thẩm lãng giật nảy mình, chặn lại nói, San Nhi đã là ta đạo lữ, ta tự nhiên sẽ không phụ nàng. Hừ, cái này còn tạm được, Ninh Tiểu Yêu khóe miệng nổi lên một tia như có như không vị chua, lạnh như băng nói chúc mừng ngươi tấn thăng nhân tiên. Bản cô nương cũng không cùng ngươi nói nhảm, theo ta đi cổ khí môn quảng trường, trưởng môn cùng trưởng lão ở nơi đó chờ ngươi. Vừa mới nói xong, Ninh Tiểu Yêu hóa thành một đạo hắc mang, hướng phía cổ khí môn quảng trường bay đi. Thẩm lãng lôi kéo hạ san, theo sát phía sau chương 3215, tân nhiệm đại trưởng lão. Cổ khí môn quảng trường, tất cả cổ khí môn trưởng lão đệ tử nhau nhau tụ hội ở chỗ này, chờ trưởng môn Ninh Như Phong ra lệnh. Ninh Như Phong nhún vai một cái nói, nhìn các người từng cái mặt mày ủ rũ, chắc hẳn hôm nay phát sinh sự tình, đã đem các người bọn này quy tôn tử nhóm dọa cho ngốc hả. Ha ha, đừng nói là các người, lão phu cũng bị dọa sợ. Lời này mới ra, chúng cổ khí môn đệ tử nhìn lẫn nhau, lập tức có chút im lặng bọn hắn ngược lại cũng không cảm thấy ninh như phong là thật điên lúc trước ninh như phong vừa mới giải tán cổ khí môn liền có hoàng phong lĩnh yêu tu đại quân khí thế hung hăng đủ để có thể thấy được ninh như phong dự phán cùng sức quan sát mạnh trường môn bệnh điên rất có thể là giả vờ tình huống các người cũng nhìn thấy thiên địa bảo giám thất lạc đem hoàng phong lĩnh yêu tu dẫn đi qua nếu không phải thẩm lãng tiểu tử đứng ra chống đỡ đây hết thảy chúng ta cổ khí môn suýt nữa liền thảm tao diệt môn lần này đại gia hỏa xem như mơ mơ hồ hồ nhặt về một cái mạng hiện tại lão phu còn chưa hiểu là phương nào tu sĩ cứu vớt cổ khí môn lão phu vừa rồi đã phái người đem hoàng phong lĩnh tu sĩ đột kích tin tức báo cáo cho thất thánh cung nhất hơn nửa tháng thất thánh cung bên kia liền sẽ điều động chấp pháp đường tinh anh tu sĩ tới điều tra việc này ninh như phong kêu ầm lên những lời này ngược lại là sinh động hạ bầu không khí để cổ khí môn chúng đệ tử thở dài một hơi thất thánh cung là thống lĩnh mai sơn thế lực bọn hắn nếu có thể đến đây bảo hộ cổ khí môn, cổ khí môn hẳn là sẽ không còn có cái gì nguy hiểm. Ninh Như Phong ha ha nói, các người không nên cao hứng quá sớm, mặc dù nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng không chừng còn sẽ có cái gì lục phong lĩnh, hắc phong lĩnh bên trong yêu tu chạy tới. Tại thất thánh cung chấp pháp đoàn tu sĩ đến trước đó, cổ khí môn vẫn như cũ là giải tán trạng thái, các người muốn đi đâu thì đi đó, liền xem như muốn chạy trốn môn phái, ta cũng một mực mặc kệ. Nếu như trong các người còn có muốn lưu ở môn phái phát triển, vậy liền tại nửa tháng sau đến thương loan sơn bên ngoài tập hợp không có tới ra hỏa hết thảy trục xuất môn phái về sau cũng không cho phép lại đến lão phu nên nói đều đã nói xong các người nghe hiểu sao ninh như phong nhìn lướt qua phía dưới môn nhân đệ tử mặt không biểu tình hét to lên tiếng nghe hiểu quảng trường bên trên tất cả cổ khí môn đệ tử chăm miệng một lời hưởng ứng nói ninh như phong hài lòng nhẹ gật đầu đúng lúc này Ninh Tiểu Yêu mang theo Thẩm Lãng cùng Hạ San Nhi hai người tới Cổ Khí Môn quảng trường. Ba ba Bá, tất cả Cổ Khí Môn các tu sĩ si ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Thẩm Lãng trên thân, lẫn nhau hai mặt tư dò xét, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thẩm Lãng sư đệ thế mà không chết. Chúng Cổ Khí Môn trưởng lão ánh mắt cũng đều dừng lại tại Thẩm Lãng trên thân, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt khó mà tin được. Lúc trước Thẩm Lãng rõ ràng sắp chết, lúc này mới không đến nửa ngày thời gian, liền đã có thể nhảy nhót tưng bừng, thật là chuyện lạ. Nhất khiến người kinh ngạc còn không phải cái này, mà là thẩm lãng trên thân tản mát ra một cỗ nghiêm nghị khí thức, mờ mịt thâm thúy. Có lẽ phổ thông bán tiên các đệ tử nhìn đoán không ra, nhưng bọn hắn những cái này nhân tiên tu vi kẻ già đời ngược lại là một chút liền có thể nhìn ra, thẩm lãng tiểu tử này khí thức cùng lúc trước so sánh, quả thực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù thẩm lãng ẩn nấp trên người linh lực ba động, nhưng tất cả trưởng lão vẫn có thể tùy tiện nhìn ra, thẩm lãng đã đột phá nhân tiên chi cảnh nguyên lai like vừa rồi từ cổ khí môn đại điện truyền đến khổng lồ linh áp chính là cái này thẩm lãng đột phá nhân tiên cảnh giới sau phát ra tất cả trưởng lão trong lòng chấn động vô cùng thẩm lãng chẳng những thương thế khôi phục tu vi còn đạt đến nhân tiên tuần tự ở giữa biến hóa quả thực để người vội vàng không kịp chuẩn bị hà kiên hai mắt tỏa ánh sáng cười không ngậm mồm vào được trước mắt bao người thẩm lãng cũng không tị hiềm trực tiếp lôi kéo hạ san nhi đi vào ninh như phong trước người thật có lỗi trưởng môn chúng ta tới muộn thẩm lãng khom mình hành lễ hạ san nhi cũng có chút cúi đầu thấy thẩm lãng quả nhiên lại nhảy nhót tưng bừng lên ninh như phong lập tức mừng rỡ hắn vỗ vỗ thẩm lãng bả vai cười to nói thẩm lãng tiểu tử người tới thật đúng lúc nói xong ninh như phong liền dẫn thẩm lãng đứng ở trước mặt mình cao giọng tuyên bố ngay hôm đó lên thẩm lãng chính là ta cổ khí môn tân nhiệm đại trưởng lão mọi người không có ý kiến gì a à. xoạt ninh như phong cái này một cuống hỏng tựa như kinh lôi nổ vang dưới trận một mảnh xôn xao chúng môn nhân đệ tử hết thảy đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Tuy nói thẩm lãng cứu cổ khí môn, nhưng lập tức từ một cái đệ tử bình thường tấn thăng đến trước đại trưởng lão, cái này khoảng cách không khỏi có chút quá lớn. Thẩm lãng cũng sừng sốt, hắn suốt mồ hôi chán nói, trưởng môn, người đừng nói giỡn, đệ tử còn thấp, đến cổ khí môn mới chỉ là hơn 20 năm, không có tư cách đảm nhiệm trước trưởng lão, lại càng không cần phải nói là đại trưởng lão. Huống chi, đệ tử cũng không có cái ý này nguyệt, còn mời trưởng môn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Ai, tiểu tử ngươi hiện tại đã đột phá nhân tiên chi cảnh, dựa theo cổ khí môn phép tắc, lẽ ra tấn thăng trưởng lão vị trí, cái này cùng tư lịch không quan hệ. Lại nói, lão phu là cổ khí môn trưởng môn, ta ti em chính là phép tắc. Ta để ngươi làm cái này đại trưởng lão, có người kia dám không phục. Nói xong, ninh như phong mục quang lãnh lệ quét mắt tất cả trưởng lão. Tất cả trưởng lão đồng đều giữ im lặng, không có người nào dám ra đây phản đối. Bọn hắn mặc dù cảm thấy thẩm lãng làm cái này đại trưởng lão còn chờ bàn bạc, nhưng thẩm lãng dù sao cứu vất cổ khí môn, công lao này quá lớn, lẽ ra khen thưởng. Lúc này nói ra phản bác, không khỏi có chút quá vong ân phụ nghĩa. Quảng trường bên trên chúng đệ tử thì từng cái trợn mắt hốc mồm, bọn hắn giống như nghe được cái gì không được tin tức. Thẩm sư đệ thế mà đột phá nhân tiên tu vi, trong lúc nhất thời, tất cả môn nhân các đệ tử ánh mắt cùng nhau hội tụ tại thẩm lãng trên thân. Thẩm lãng quanh thân bồi hồi một cỗ như có như không khí tức, phảng phất có thể xua tan rơi thần trí của bọn hắn, bán tiên tu sĩ đã không cách nào dò xét thẩm lãng chân thực tu vi. Đây chỉ có hai loại khả năng tính, loại thứ nhất là thẩm lãng thi triển cực mạnh ẩn nấp thần thông, loại thứ hai chính là thẩm lãng tu vi so với bọn hắn các đệ tử cũng cao hơn. Đã trưởng môn đều lên tiếng, chứng minh thẩm lãng hoàn toàn chính xác đột phá nhân tiên chi cảnh. Chúng đệ tử hít vào một hơi hàn khí, hơn 20 năm trước Thẩm Lãng chỉ là một cái mới nhập môn bán tiên tu sĩ, hiện tại thế mà lắc mình biến hóa thành nhân tiên tu sĩ, còn lên làm đại trưởng lão, thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thẩm Lãng làm cái này đại trưởng lão, chúng đệ tử ngược lại sẽ không sinh ra lòng ghen tị. Lúc trước Thẩm Lãng vì cứu môn phái, đứng ra một màn kia, các đệ tử nhóm đều ký ức vẫn còn mới mẻ, bọn hắn đối Thẩm Lãng lại là kính nể lại là cảm kích. Trưởng môn, đệ tử thật không muốn làm cái này đại trưởng lão. Nói thật đệ tử đang định rời đi cổ khí môn ra ngoài du lịch sông sáo về sau có thể cũng sẽ không về môn phái thẩm lãng trong lòng quính lên dứt khoát nói ra tình hình thực tế ninh như phong đã sớm suy xét đến điểm này cổ khí môn miếu nhỏ nơi nào lưu được thẩm lãng loại này kinh thế hạng người tiểu tử mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không làm lão phu đều cho ngươi gắn cái này chỗ ngồi của đại trưởng lão tiểu tử ngươi yên tâm cái này trước đại trưởng lão liền tương đương với một cái danh hiệu ngươi nếu là muốn rời đi cổ khí môn lão phu cũng không ngăn ngươi, đều có thể tùy ý ngươi ra ngoài sông sáo, nhưng ngươi cổ khí môn đại trưởng lão tên tuổi là ngồi vững. Về sau lúc nào nguyện ý trở lại thăm một chút, ngươi vẫn như cũ là cái này đại trưởng lão, như thế nào? Ninh Như Phong trầm giọng hỏi, chương 3216, Thẩm Lãng vs Hà Kiên. Cái này, Thẩm Lãng nhíu nhíu mày, hắn hiểu được Ninh Như Phong ý tứ, đối phương là muốn cho tự mình làm một cái danh dự đại trưởng lão, cùng loại khách khanh trưởng lão đồng dạng tính chất, Ninh Tiểu Yêu liếc mắt thẩm lãng, lạnh như băng nói, thẩm lãng, loại này đưa tới cửa chuyện tốt, ngươi còn do dự cái gì? Hẳn là ngươi đột phá nhân tiên chi cảnh về sau, liền xem thường chúng ta cổ khí môn rồi. Thẩm lãng khoát tay giải thích nói, thánh nữ đừng hiểu lầm, cổ khí môn đối ta có đại ân, thẩm mỗ cũng là thụ cổ khí môn tài bồi mới trưởng thành cho tới hôm nay loại tình trạng này, sao lại bởi vì tu vi đột phá mà xem thường cổ khí môn? Chỉ là thẩm mỗ tính cách tàn mạn quen, không thích xoắn suýt tại môn phái sự vật, mà lại ta tư lịch quá nhỏ bé, mạo muội đảm nhiệm cái này đại trưởng lão, sợ là khó mà phục chúng. Ninh Như Phong ồm ồm nói, đều nói, lão phu chỉ cần ngươi treo cái tên mà thôi, lại không cần ngươi đến nhọc lòng trong môn phái sự tình, càng sẽ không hạn chế ngươi tự do, ngươi còn do dự cọng lông. Đã ngươi lo lắng phục không được chúng, kia để lão phu đến hỏi một chút. Có ai không phục thẩm lãng làm cái này đại trưởng lão? Ninh Như Phong ngao làm nhảm một cuống họng, ánh mắt liếc nhìn mắt quảng trường bên trên một đám môn nhân đệ tử. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không gây một người phát ra phản bác thanh âm. Ninh Như Phong lên tiếng, bọn hắn đương nhiên không dám phản bác. Hắc hắc, thầm tiểu tử ngươi xem một chút, không ai dám không phục ngươi. Ninh Như Phong cười hắc hắc nói, vừa dứt lời, Hà Kiên đột nhiên hô to lên tiếng, trưởng môn, ta không phục. Ninh Như Phong mặt tối sầm, thẹn quá hóa giận mà nói, Hà Kiên, người ti em nổi điên làm gì? Ta để ngươi bảo bối đổ đệ làm đại trưởng lão, ngươi làm gì hủy đi ta đài? hà kiên vội vàng đáp lại nói trưởng môn kỳ thật tiểu đồ nói không sai hắn tư lịch còn thấp không nói đến kinh nghiệm lịch duyệt thực lực cũng còn chờ khảo nghiệm không bằng để ta khảo nghiệm một chút hắn nhìn xem thực lực của hắn có thể hay không xứng đôi đại trưởng lão vị trí này nghe xong những lời này ninh như phong mới hết giận lập tức cảm thấy hà kiên nói có lý liền reo lên vậy thì làm như vậy đi hà kiên người trước mặt mọi người đến cùng thẩm lãng so tài một phen thử xem tiểu tử này thực lực dạng này cũng có thể để cổ khí môn đám này quy tôn từ nhóm làm chứng. ninh tiểu yêu cao mày nói, trưởng môn, thẩm lãng thương thế còn chưa khỏi hẳn, mạo muội cùng hà kiên trưởng lão so tài, có phải là có chút không ổn? hạ san nhi cũng cắn hàm răng nói, đúng a, à, trưởng môn, có thể chờ hay không thẩm sư huynh thân thể khỏi hẳn lại so tài. thẩm lãng lắc đầu nói, không cần phải lo lắng, thân thể ta đã không ngại, cũng không ảnh hưởng cùng sư phụ so tài luận bàn, tùy thời có thể bắt đầu. hà kiên hài lòng nhẹ gật đầu, rất tốt. Sư đồ hai người tâm thần lĩnh hội về sau, lập tức phóng lên tận trời, một trái một phải đứng ở vạn mét phía trên không trung, đưa ra mảng lớn không gian. Xoạt, toàn trường một mảnh xôn xao, đôi thầy trò này nói động thủ liền động thủ, thật sự là không chút do dự. Phía dưới cổ khí môn quảng trường bên trên môn nhân đệ tử nhau nhau thả ra thần thức, quan sát trên bầu trời chiến cuộc, giữa lẫn nhau còn khe khẽ bàn luận. Hà Kiên trưởng lão tại cổ khí môn đông đảo trưởng lão bên trong, thực lực xếp hạng thượng đẳng, một thân thần thông tự nhiên là vô cùng cường đại. Mà thẩm lãng dù thiên phú tư chất kinh diễm, nhưng dù sao chỉ là vừa mới mới tấn thăng nhân tiên tu vi, luận thực lực hẳn là kém xa hạ kiên mới đúng. Chẳng qua chúng môn nhân đệ tử ngược lại là đối với lần này so tài cảm thấy hứng thú, bọn hắn cũng muốn nhìn xem thẩm lãng đến cùng có bản lãnh gì, có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian phạm vi bên trong trưởng thành đến đáng sợ như vậy tình trạng. Đồ nhi, lần này tuy là luận bàn, vi sư vẫn là muốn mệnh lệnh ngươi vận dụng toàn lực, để vi sư nhìn xem thực lực ngươi tinh tiến như thế nào trên không trung ninh như phong đứng chắp tay mắt thấy thẩm lãng trầm giọng nói tốt thẩm lãng trịnh trọng việc lên tiếng hắn cũng muốn kiểm tra một chút mình đột phá nhân tiên cảnh giới sau chiến lược có thể đến tới cái gì trình độ tiên thuật liên sơn tuyệt khe hà kiên hai mắt như điện tay phải đột nhiên ở giữa dơ cao khỏi đỉnh đầu chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay đánh ra cực thịnh thổ hoàng sắc linh quang mảng lớn linh quang ở giữa không trung bộc phát Hà Kiên trên đỉnh đầu đột nhiên hiện lên năm tòa to lớn thổ hoàng sắc cự sơn, mỗi tòa cự sơn đều cao chừng mấy vạn mét, bằng bạc nặng nề. Khốn, theo Hà Kiên ra lệnh một tiếng, trên bầu trời năm tòa thổ hoàng sắc cự sơn tựa như thuấn di hướng phía thẩm lãng phi tốc đánh tới, năm ngọn núi lớn như trên trời rơi xuống thiên thạch, từ bốn phương tám hướng hướng thẩm lãng chen ép tới. Sách, vừa ra tay chính là cường lực tiên thuật, xem ra Hà trưởng lão là thật không nghĩ nhường a. À. Hà Kiên trưởng lão từ trước đến nay nói một không hai, hắn cái gì tính tình ngươi còn không biết. Ai, hà trưởng lão cũng thật sự là toàn cơ bắp, tùy tiện lừa gạt hạ chẳng phải được, đối đồ đệ của mình còn không phải nghiêm túc như vậy. Thẩm lãng vừa rồi đột phá nhân tiên tu vi, nơi nào ăn hết được loại trình độ này công kích. Phía dưới xem chiến một đám cổ khí môn trưởng lão nghị luận ầm ý, lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra hà kiên cũng không có nhường, thẩm lãng muốn giành thắng lợi, quả thực là chuyện không có thể. Thấy năm tòa cự sơn đánh tới, thẩm lãng trong lòng run lên, có thể cảm giác được mình đã bị cái này năm tòa cự sơn một mực khóa chặt, không cách nào tránh né, chỉ có thể chính diện đánh tan. Tiên thuật, Quý thủy âm lôi, thẩm lãng trong miệng phát ra một đạo hét to thanh âm, thậm chí không cần bấm niệm pháp quyết thi pháp, phía sau liền tuôn ra cuồn cuộn sóng lớn hắc sắc lôi điện, rất nhiều hắc sắc lôi điện cấp tốc hội tụ mười mấy con thể dài mấy ngàn thước màu đen lôi long. Giống, màu đen lôi long dương nanh múa vuốt, thân thể mặt ngoài lôi đình hồ quang điện như là sóng biển một loại lăn lộn không ngớt ẩn chứa cực mạnh lực lượng hủy diệt, hướng phía đánh tới năm tòa cự sơn oanh kích mà đi. Đông đông đông, cuồng bạo nổ vang tiếng như thiên băng địa liệt, quý thủy âm lôi hóa thành màu đen lôi long phân biệt đánh trúng năm tòa cự sơn ngọn núi, đem ngọn núi nổ tung ra vô số khe, vô số núi đá lăn lộn bay tán loạn. Kịch liệt nổ vang tiếng oanh minh tiếp tục sau một lúc, năm tòa thổ hoàng sắc cự sơn bị phong bạo bừa bãi tàn phá hắc sắc lôi điện triệt để phá hủy, biến thành hư ảo. Thẩm Lãng bằng vào một cái ngũ lôi pháp, mạnh mẽ ngăn cản được Hà Kiên phóng thích ra tiên thuật thần thông. Chỉ vừa đối mặt giao thủ, thẩm lãng liền kỹ kinh tứ tỏa. Cổ khí môn chúng đệ tử trên mặt đều giấu không được rung động biểu lộ. Có thể dựa vào ngũ lôi pháp chống lại uy lực như thế một kích, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra, thẩm lãng là chân chân chính chính nhân tiên tu sĩ, mà lại thực lực không kém. Tất cả trưởng lão càng là nhìn lẫn nhau, hết thảy đều lộ ra vẻ khó tin. Bọn hắn những cái này tư lịch rất sâu nhân tiên tu sĩ, có thể nhìn thấy càng bản chất đồ vật. Thổ khắc thủy, quý thủy âm lôi ngũ hành thuộc thủy, theo lý đến nói, dùng quý thủy âm lôi đối mặt liên sơn tuyệt khe loại này thổ thuộc tính tiên thuật, sẽ yếu hơn một bậc. Nhưng thẩm lãng lại thay đổi thuộc tính bên trên bất lợi, mạnh mẽ lợi dụng quý thủy âm lôi ngăn trở liên sơn tuyệt khe tiên thuật công kích. Chỉ là điểm này, đủ để có thể thấy được thẩm lãng thi triển ra ngũ lôi pháp uy lực mạnh. Một cái vừa đột phá nhân tiên cảnh giới tu sĩ, liền có thể có loại bản lãnh này, Thẩm Lãng tiểu tử này thật đúng là cái quái thai." Hạ San Nhi khóe miệng nổi lên mỉm cười, Thẩm Lãng tại Bán Tiên đỉnh phong thời điểm, liền có thể lực chiến ba tên Mai Sơn Thất Thánh hậu nhân, bây giờ đột phá nhân tiên, thực lực hẳn là sẽ không thua Hà Kiên trưởng lão. Thẩm Lãng có thể đạt tới như thế độ cao, Hạ San Nhi cũng vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Chương 3217, là vi sư thua. Ninh Tiểu Yêu đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Thẩm Lãng, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít toát ra một tia hâm mộ mình mỗi lần đụng phải thẩm lãng thực lực của người này đều sẽ nước lên thì thuyền lên thật là chuyện lạ ninh tiểu yêu đi lại tiên giới nhiều năm như vậy cũng đã gặp các loại muôn hình muôn vẻ tu sĩ nhưng chưa từng có một người có thể giống thẩm lãng như vậy không giống bình thường mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng ninh tiểu yêu xác thực đối thẩm lãng ôm lấy một điểm khâm phục cùng tán thưởng ninh như phong ngược lại là sắc mặt như thường không biết trong lòng suy nghĩ cái gì đồ nhi đón thêm vi sư một kích Hà Kiên có thể nhìn ra thẩm lãng không có thi triển ra toàn lực, lần này hắn vận dụng toàn lực, trong miệng chấn quát đệ lục giai tiên thuật, thiên hỏa ấn. Tiếng giống vừa rơi xuống, Hà Kiên tóc bạc không gió mà bay, hai tay kết ấn, trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một mảnh màu đỏ sậm biển lửa, vô cùng vô tận thiên hỏa tựa như chút xuống thác nước đồng dạng, hướng phía thẩm lãng càn quét mà đi. Đệ lục giai tiên thuật, quý thủy long lôi, thẩm lãng cảm nhận được Hà Kiên một kích này uy lực mạnh phía bên mình cũng không dám thất lễ vội vàng thi triển lên quý thủy long lôi. Trong hách nhiên, thẩm lãng đỉnh đầu cuốn lên mảng lớn mây đen, sau lưng của hắn tuôn ra tầng tầng lớp lớp hắc sắc lôi điện, tựa như sóng biển một loại sông vào mây đen bên trong. Giống, một đạo nặng nề bàng bạc tiếng long ngâm dung thiên địa, một con hình thể to lớn màu đen lôi long từ không trung mây đen bên trong vọt ra, to lớn long thân dũng động lít nha lít nhít hắc sắc điện cung, toàn thân cũng ngưng kết lượng lớn tam âm nước nặng màu đen lôi long lấy uy chấn thiên địa chi thế đối diện đụng vào từ trên trời giáng xuống màu đỏ sậm biển lửa đông 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 trong chốc lát thiên băng địa liệt vô tận tia chớp màu đen hàn mang ám hồng sắc hỏa diễm sen lẫn va chạm cường quang bao trùm hết thảy kịch liệt tiếng nổ vang để người ù tai mất thông cuồng bạo kịch đấu tình cảnh lệnh tất cả cổ khí môn tu sĩ nhìn thấy mà giật mình nhìn ăn no thỏa mãn tiếng oanh minh nổ vang âm thanh kéo dài không thôi Thẩm lãng đánh ra quý thủy long lôi chẳng những ngăn cản được Hà Kiên phóng thích ra thiên hỏa ấn, cái kia màu đen lôi long lại thế như trẻ tre, mạnh mẽ hướng phía trên bầu trời màu đỏ sậm biển lửa đụng tới. Oanh, một đạo khiến người sợ hãi kinh dị tiếng nổ vang lên, trên bầu trời biển lửa lại bị màu đen lôi long cuốn lên quý thủy âm lôi cùng tam âm nước nặng đánh tan. Giống, màu đen lôi long hoàn toàn ngăn lại thiên hỏa ấn về sau, tuy bị suy yếu gần nửa uy năng, nhưng vẫn như cũ cường thế, màu đen lôi long ngẩng đầu gào thét, tiếp tục hướng phía Hà Kiên bay lượn mà đi. Hà Kiên âm thầm kinh hãi, hắn ngờ tới thẩm lãng sau khi đột phá thực lực muốn so một loại nhân tiên sơ kỳ tu sĩ muốn mạnh hơn một bậc, nhưng không nghĩ tới mình tên đồ đệ này là cái quái vật, chiến lược lại cường hoành đến tình trạng như thế. Mình thi triển ra mạnh nhất tiên thuật thần thông, vậy mà đều không thể chống đỡ được thẩm lãng công kích. Mắt thấy dương nanh múa vuốt màu đen lôi lòng đánh tới, Hà Kiên lật tay tế ra một viên lửa bảo châu màu đỏ, chấn quát viêm linh bảo châu, đi tiếng giống vừa rơi xuống hà kiên đem viêm linh bảo châu ném ném ra ngoài cũng hướng phía bảo châu bên trong đánh vào lượng lớn hỗn độn linh lực ong 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 bảo châu bắn tung tóe ra cực thịnh ánh lửa biến thành một con long đầu thân ngựa kim diễm khoác thân chảo phân lưỡi dao sau lưng mọc lên hai cánh hỏa kỳ lân toàn thân thiêu đốt hừng lực liệt hỏa hà kiên tế gia viên này viêm linh bảo châu chính là hiếm thấy có được hỏa kỳ lân khí linh thượng phẩm tiên khí cùng tiên bảo đản sinh ra khí linh khác biệt viêm linh bảo châu bên trong khí linh chính là phong ấn đi vào yêu tu hồn phách, lấy đặc thù phương thức luyện chế mà thành tiên khí. Loại này phong ấn khí linh tiên khí, bản thân liền dựa vào khí linh đến ngăn địch, nhưng có thể phát huy ra cực lớn năng lực. Chỉ thấy viêm linh bảo châu bên trong bay ra đến hỏa kỳ lân, mở ra khuếch trương miệng răng nanh, cắn màu đen lôi long thân thể, rất nhiều hỏa diễm, hắc sắc điện cung cùng hàn mang va chạm, phát ra từng trận tiếng nổ vang. Giống, màu đen lôi long nghiêm nghị gào thét, cùng hỏa kỳ lân tư đánh lên đông, 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 các loại bạo tạc trầm đục âm thanh từng cơn sóng liên tiếp, đấu sau một lúc, hỏa kỳ lân cùng màu đen lôi long năng lượng đồng thời tiêu tán, đánh thành ngang tay. Hà Kiên liên tiếp thi triển ra ba đạo cường lực công kích, trong cơ thể hỗn độn linh lực thâm hụt khá lớn, hơi có chút không còn chút sức lực nào. Thánh hỏa kim liên, đi, thẩm lãng thừa dịp Hà Kiên kế tục không còn chút sức lực nào, cấp tốc tế ra thánh hỏa kim liên cũng toàn lực hướng phía thánh hỏa kim liên bên trong đánh vào rất nhiều hỗn độn linh lực anh, thánh hỏa kim liên hấp thu rất nhiều hỗn độn linh lực về sau, cánh sen trên tuôn ra kịch liệt kim sắc ánh lửa. Rất nhiều kim sắc hỏa diễm bị áp xúc tiến phi tiêu bên trong, hỏa diễm phi tiêu hiện lên hình dạng xoắn ốc, tiêu trong mâm bộ hỏa diễm vòng xoáy lấy một loại tốc độ cực nhanh xoay tròn, lệnh không khí bốn phía đều rung động vặn vẹo, ẩn chứ khó có thể tưởng tượng kinh dị uy năng. Đột phá nhân tiên cảnh giới về sau, Thẩm Lãng thôi động thánh hỏa kim liên, mới có thể phát huy ra cái này thượng phẩm tiên khí chân chính lực lượng. Đi, theo thẩm lãng một tiếng hét to, thánh hỏa kim liên bắn ra. Hưu, bén nhọn chi cực tiếng xé gió lên, thánh hỏa kim liên hóa thành hỏa diễm phi tiêu lấy một loại thần thức đều khó mà bắt giữ tốc độ đánh úp về phía Hà Kiên. Hà Kiên đã bất lực ngăn cản, chỉ chật vật chống ra một đạo phòng ngự màn ngăn. Oanh một tiếng vang thật lớn, thánh hỏa kim liên tùy tiện đánh tan Hà Kiên trước người phòng ngự màn ngăn, to lớn hỏa diễm phi tiêu dừng lại tại Hà Kiên trước người mấy chục mét trước vị trí, mang theo làm người sợ hãi nóng rực hơi thở. Thẩm lãng cũng không muốn tổn thương Hà Kiên, chỉ trùng điệp ôm quyền, sư phụ đã nhường. Đồ nhi thủ đoạn cao minh, là vi sư thua. Hà Kiên thản nhiên nói, nội tâm của hắn bên trong cũng không có chút nào cảm giác bị thất bại, trong mắt ngược lại toát ra vui mừng cùng vẻ vui thích. Thẩm lãng chẳng những không có để hắn thất vọng, ngược lại cho hắn cực lớn kinh hỉ. Nghĩ đến mình cái này đồ nhi có thể trưởng thành đến tình trạng như thế, Hà Kiên cũng là nói không ra cao hứng cùng kích động. So tài kết thúc, toàn trường sôi trào tất cả cổ khí môn tu sĩ đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem thẩm lãng vừa đột phá nhân tiên chi cảnh thẩm lãng thế mà có thể thắng được nhân tiên trung kỳ hà kiên loại thực lực này phá vỡ bọn hắn nhận biết quả thực kỹ kinh tứ tỏa. vừa rồi so tài luận bàn lúc động tĩnh đều lớn đến trình độ nào hà kiên cũng không có giữ lại thực lực ba 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 trưởng môn ninh như phong cái thứ nhất vỗ tay lên cười ha ha nói ha ha thẩm lãng tiểu tử người biểu hiện rất tốt đã thực lực của ngươi rõ như ban ngày Vậy cái này cổ khí môn chỗ ngồi của đại trưởng lão ngươi là làm định. Nói tốt, tất cả trưởng lão cũng cảm xúc mình mông vỗ tay lên. Ba ba ba, rất nhanh, quảng trường từ trên xuống dưới tiếng vỗ tay như sấm động, không người không rung động tán thưởng. Nếu nói vừa rồi cổ khí môn chúng đệ tử trưởng lão là xem ở thẩm lãng cứu trên mặt của bọn họ mới thừa nhận thẩm lãng đại trưởng lão chức vụ, hiện tại bọn hắn tận mắt nhìn thấy quá thẩm lãng thực lực kinh người, cảm thấy thẩm lãng xác thực đúng quy cách. Cổ khí môn bên trong thực lực có thể mạnh hơn Hà Kiên trưởng lão có thể đếm được trên đầu ngón tay, thẩm lãng có thể đánh bại Hà Kiên, cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn đến loại trình độ nào. Kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng, tất cả trưởng lão xem như minh bạch vì cái gì Ninh Như Phong muốn để thẩm lãng làm cái này danh dự đại trưởng lão, khả năng chính là nhìn chúng thẩm lãng sau này tiềm lực. Nghĩ như vậy, trưởng môn thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Ngu rốt ngược lại là bọn hắn, trường 3218 ta mới không muốn gả cho thẩm lãng. Tất cả trưởng lão cùng các đệ tử cùng kêu lên hưởng ứng, Thẩm Lãng có chút xuống đài không được. Ninh Như Phong thấy Thẩm Lãng nửa ngày không có biểu thị, nóng nảy mất bình tĩnh nói: "Thẩm Lãng, tiểu tử ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian tỏ thái độ a. Chẳng lẽ còn muốn lão phu cầu ngươi phải không?" Thẩm Lãng có chút im lặng, Ninh Như Phong lời nói đều nói đến mức này, mình lại từ chối liền có vẻ hơi bất cận nhân tình. "Tốt a, đã trưởng môn đều nói như vậy, vậy vãn bối cũng phản bác không được." Nói đến đây, thẩm lãng ánh mắt chuyển hướng cổ khí môn một đám trưởng lão, không kiêu ngạo không tự ti nói, vãn bối treo cái này đại trưởng lão danh hiệu về sau, chắc chắn sẽ không nhúng tay môn phái bên trong sự vụ, điểm ấy còn mời chư vị trưởng lão biết. Ai, đã đều là đại trưởng lão, cũng không cần như vậy nhã nhặn có chuyện gì có thể tùy ý phân phó ta chờ đi làm. Đúng vậy a à, đại trưởng lão nếu là không hiểu rõ lắm môn phái quản lý loại hình sự vụ, đại khái có thể chậm rãi học tập. Đại trưởng lão không cần có bất kỳ áp lực, ta chờ nhất định tận tâm hiệp trợ ngươi. Tất cả trưởng lão nhao nhao đáp lại, đã đem thẩm lãng coi là đại trưởng lão. Thẩm lãng khoát tay nói, vãn bối gần như không có tư lịch có thể nói, liền không làm mình không am hiểu sự tình, chư vị trưởng lão cũng không nên miễn cưỡng ta. Cổ khí môn phồn vinh, còn muốn dựa vào các vị các trưởng lão đồng tâm hiệp lực. Cổ khí môn tất cả trưởng lão hết thảy đều lộ ra vẻ tán thán, đối thẩm lãng khiêm tốn tính cách rất có hảo cảm. Hà Kiên cũng vuốt sâu mỉm cười, thẩm lãng biểu hiện hào phóng vừa vặn cũng coi là cho mình nở mày nở mặt so sánh ưu tú như vậy đồ đệ mình cái này làm sư phụ liền có vẻ hơi thường thường không có gì lạ hà kiên bùi ngùi thở dài ninh như phong cảm thấy không sai biệt lắm lắc lắc tay nói tốt hiện tại nên nói đều đã nói xong tất cả cổ khí môn tu sĩ mau chóng rời đi môn phái nửa tháng sau lại đến thương loan sơn tập hợp vâng quảng trường bên trên chúng tu sĩ cùng nhau lên tiếng sau đó bắt đầu tán đi rời đi thương loan sơn ninh như phong gọi lại thẩm lãng nói thẩm lãng tiểu tử người tranh thủ thời gian cùng lão phu đi đại điện một chuyến lão phu còn có một số việc muốn hỏi ngươi được thẩm lãng đại khái có thể đoán được ninh như phong muốn hỏi cái gì liền lập tức đáp ứng xuống các người cũng cùng đi đi ninh như phong mắt nhìn hạ san nhi cùng ninh tiểu yêu trách móc một tiếng hai nữ khe gật đầu ba người đi theo ninh như phong đi vào cổ khí môn đại điện tiến vào đại điện về sau Ninh Như Phong tiện tay bày ra một tầng ẩn nấp cấm chế, có cách âm cùng ngăn cách thần thức dò xét năng lực. Thẩm Lãng tiểu tử, lão phu là cái ngay thẳng người, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, lúc trước Hoàng Phong lĩnh những cái kia yêu tu, đến cùng là bị người nào giết chết? Ninh Như Phong thay đổi trước đó cười đùa tí từng, trầm giọng hỏi. Thẩm Lãng do dự chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là nói ra tình hình thực tế, là ta giết. Cái gì? Câu nói này giống như kinh lôi nổ vang ninh như phong cùng ninh tiểu yêu hai người không khỏi hít vào một hơi hàn khí hạ san nhi lúc trước tại vạn thú trong rừng được chứng kiến thẩm lãng hóa thân thành bách mục thiên ma hình thái hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được là thẩm lãng diệt sát đám kia hoàng phong lĩnh yêu tu nàng cũng không phải quá kinh ngạc thẩm lãng tiểu tử ngươi cũng đừng lừa gạt lão phu thật là ngươi ninh như phong đôi mắt già nua vẩn đục gắt gao nhìn chằm chằm thẩm lãng mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin thẩm lãng coi như lợi hại hơn nữa cũng không thể nào đối phó được những cái kia hoàng phong lĩnh yêu tu mới đúng, phải biết đối phương liền địa tiên loại này cấp bậc yêu tu đều có 10 cái, đặc biệt là vị kia hoàng phong yêu vương. Mai Sơn cảnh nội, trừ thất thánh cung thái thượng lão tổ, chỉ sợ không có tu sĩ khác có thể thắng dễ dàng vị này hoàng phong yêu vương. Xác thực đến nói, vãn bối mình cũng không có bản lãnh lớn như vậy, lúc trước trận chiến kia cũng là có giúp đỡ giúp đỡ. Thẩm lãng không có che giấu, đem chuyện đã xảy ra đều nói cho Ninh Như Phong, Thuận tiện đem mình thu hoạch được Mai Sơn Thất Thánh Tàn Hồn phù hộ sự tình cùng nhau nói ra. Toàn bởi vì Ninh Như Phong cùng Ninh Tiểu Yêu hai người đáng giá tín nhiệm, cho nên Thẩm Lãng mới nguyện ý đem sự tình nói cho bọn hắn. Mai Sơn Thất Thánh Tàn Hồn, nghe xong Thẩm Lãng giải thích về sau, Ninh Như Phong cùng Ninh Tiểu Yêu đây đối với cha con khiếp sợ tột đỉnh, chỉ cảm thấy giống như nghe được một trận ly kỳ ảo mộng. Hạ San Nhi rất cảm thấy chấn động lòng người, từ Thẩm Lãng trong lời nói, nàng có thể cảm giác được ngay lúc đó tình cảnh đến cỡ nào hung hiểm thẩm lãng dạng này cũng có thể gặp giữ hóa lành, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Ninh Như Phong chậm một hồi lâu, lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, cảm khái nói, chỉ sợ không có cái thứ hai tu sĩ có thể có như ngươi loại này phúc duyên. Thẩm lãng tiểu tử, người nếu là hỗn không ra mặt, đều thật xin lỗi kia mai sơn thất thánh. Ai, lão phu lười nhác quản những cái này phá sự, người thành thật nói cho ta, thiên địa bảo giám ở nơi nào. Thẩm lãng trên thân có thể có như thế ly kỳ trải qua, Ninh Như Phong không thể không cảm thán tiểu tử này có lẽ trời sinh liền chú định trở thành cường giả. Từ nơi sâu xa, Ninh Như Phong luôn cảm giác thiên địa bảo giám biến mất cùng thẩm lãng có quan hệ, nghĩ từ trong miệng hắn hỏi ra đáp án. Thiên địa bảo giám vốn chính là cổ khí môn đồ vật, thẩm lãng không muốn tìm lý do gì qua loa tắc trách, rứt khoát toàn bộ đỡ ra, đem thiên địa bảo giám nhận chủ trải qua hết thảy nói cho Ninh Như Phong, chỉ giấu giếm thiên đạo mảnh vỡ cùng mình thân là cứu thế người chuyện này. Cái gì, kia thiên địa bảo giám nhận ngươi làm chủ nhân, ninh như phong triệt để mắt trợn tròn, miệng đều có thể nhét hạ trứng gà. một bên ninh tiểu yêu cùng hạ san nhi hai nữ gương mặt xinh đẹp cũng đầy là chấn kinh chi sắc. thẩm lãng giải thích nói, vãn bối không có lo liệu pháp tướng thiên địa bảo giám gọi ra, cho nên cũng không có cách nào chứng minh vật này thật tại trên người ta, nhưng thiên địa bảo giám xác thực dung nhập trong thân thể của ta. vãn bối lấy đi cổ khí môn bảo vật chấn phái, hơn nữa còn không cách nào trả về, thực sự là thẹn với môn phái ninh như phong cảm xúc kích động tri cực nhịn không được sổ một câu nói tục thẹn với cọng lông người mẹ nó thật là một cái quái thai thiên địa bảo giám tuy là cổ khí môn khai sơn tổ sư còn sót lại bảo vật chấn phái nhưng vật này đối cổ khí môn mà nói đó cũng không phải một kiện thiện vật ngươi là cổ khí môn đệ tử lại có biện pháp để thiên địa bảo giám nhận chủ cũng coi như vật tận kỳ dụng không tính phạm húy đừng đi xoắn suýt những cái này phá sự về sau thiên địa bảo giám chính là của ngươi chỉ hy vọng ngươi ngày sau như lên như diều gặp gió không nên quên đối cổ khí môn phật chiếu một hai ninh như phong cười hì hì vỗ vỗ thẩm lãng bả vai thấy thế nào thẩm lãng là thế nào thuận mắt đa tạ trưởng môn đây là tự nhiên thẩm lãng hai mắt tỏa sáng ôm quyền cảm kích nói ninh như phong cười hắc hắc lập tức cùng thẩm lãng kề vai sát cánh lên nháy mắt ra hiệu nói thẩm lãng tiểu tử lão phu thương lượng với ngươi chút chuyện ha ngươi nhìn tiểu yêu như thế nào ngươi nếu là thích ta đem nàng gả làm cho ngươi đạo lữ. Cái gì, thẩm lãng trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Ninh tiểu yêu càng là như như pho tượng cứng ngắc tại nguyên chỗ, qua một lúc lâu mới phản ứng được, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cảm xúc kích động yêu kiều lên tiếng, phụ thân, người đang nói cái gì ăn nói khủng điên. Ta mới không muốn gả cho thẩm lãng, chuyện này là không có khả năng. Hạ san nhi cũng mộng, nàng rụt rè cúi đầu, khẽ cắn môi mỏng, dường như muốn nói gì, nhưng lại nói không nên lời. Ninh Như Phong nhíu nhíu mày, tận tình khuyên bảo khuyên ngủ, tiểu yêu, cha thế nhưng là suy nghĩ cho người A. À. Thẩm lãng tiểu tử này, vô luận là nhân phẩm, tâm tính, trời sinh, ngươi xem một chút cái nào nam tu có thể so sánh được. Ngươi như gả cho hắn, ngày sau chờ hắn tu vi có thành tựu, là sẽ không bạc đãi ngươi. mười 3219, tất thành đại khí. Giống như không phải bản cô nương cầu hắn đồng dạng, nam nhân này không phải liền là tu vi cao hơn ta một điểm thôi, ngươi liền phải nữ nhi hạ mình với hắn. Ninh Tiểu Yêu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mặt mũi tràn đầy xấu hổ chi sắc. Thẩm Lãng cố nhiên rất ưu tú, nhưng Ninh Tiểu Yêu cũng có được cực mạnh lòng tự trọng. Đợi một thời gian, mình chưa chắc sẽ bại bởi Thẩm Lãng bao nhiêu. Huống chi, Thẩm Lãng đã có San Nhi, mình lại tham gia đi vào, đối San Nhi cũng rất không công bằng. Trường môn, vãn bối tại hạ giới đã từng có không ít thê thiếp, tiên giới cũng có San Nhi, sẽ không lại cưới người khác. Hôn sự còn mời không muốn sách, thánh nữ nên có tốt hơn thuộc về thẩm lãng huyền chuyển cự tuyệt nói, ai, xem ra ta nữ nhi này là không có cái này phúc phận đi. Ninh như phong mắt nhìn ninh tiểu yêu, lắc đầu thở dài. Hừ, ninh tiểu yêu hai tay vây quanh ở trước ngực, mặt ngoài bày ra một bộ cao lãnh bộ dáng, nhưng trong lòng mơ hồ có như vậy chút mất mát. Nàng từ nhỏ đã có trí trở thành mai sơn thất thánh cường giả như vậy, xem nhẹ thiên hạ nam tu. Tu hành đến bây giờ, chỉ có thẩm lãng có thể vào được mắt của nàng, nhưng thẩm lãng đã là hạ san nhi đạo lữ. Kỳ thật, Ninh tiểu yêu đối thẩm lãng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mang theo một tia lòng khinh thị nếu như thẩm lãng không có đạo lữ mà lại đang đuổi mình ninh tiểu yêu thật có khả năng suy xét muốn hay không gả cho hắn nhưng cũng tiếc bất kỳ cái gì một cái điều kiện đầu không thỏa mãn thẩm lãng như thế gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt mình ninh tiểu yêu tâm tình như là ngũ vị tạp trần mặc dù không phải thẩm lãng sai nhưng đây là nàng lần thứ nhất bị một cái nam tu cho cự tuyệt thật là nói không nên lời tư vị thẩm lãng tiểu tử người sau này có tính toán gì ninh như phong cười hỏi vãn bối vừa mới đột phá nhân tiên tri cảnh cho nên tạm thời sẽ tại cổ khí môn đợi một đoạn thời gian chờ tu vi đến bình cảnh về sau gặp lại rời đi môn phái ra ngoài sông sáo thẩm lãng nghiêm mặt nói tiểu tử tiên giới không thể so hạ giới bây giờ chân tiên giới rách nát không chịu nổi không có gì tốt sông sáo mai sơn cảnh nội đáng giá người đi ma luyện thâm tạo địa phương cũng chỉ có thất thánh cung chờ ngươi đến bình cảnh về sau không ngại gia nhập thất thánh cung, nếm thử học một chút mới bản lĩnh, dạng này cũng có thể khoáng đạt tầm mắt, đối người tương lai phát triển sẽ có không ít chỗ tốt. Ninh Như Phong lời lẽ thấm thiên nói, tốt, thẩm lãng nhẹ gật đầu, ghi nhớ những lời này, được rồi, lão phu muốn đi thương loan sơn xung quanh tuần tra một chút, tiểu tử ngươi muốn không có việc gì liền mau chóng rời đi cổ khí môn đi. Ngươi yên tâm, ngươi những bí mật kia, lão phu sẽ cho ngươi bảo mật. Ninh Như Phong lắc lắc tay, ra hiệu thẩm lãng rời đi. Trường môn, Thánh nữ, chúng ta liền cáo từ. Thẩm lãng hướng phía Ninh Như phong cùng Ninh Tiểu yêu ôm quyền, lập tức mang theo Hạ San nhi rời đi cổ khí môn đại điện. Nhìn xem Thẩm lãng nhẹ lướt đi, Ninh Như phong lắc đầu thở dài, ai, thật ti em đáng tiếc a. À? Ta nếu là có cái dạng này con rể, chỉ sợ đi ngủ đều muốn cười tình. Ninh Tiểu yêu nhíu nhíu mày lại, hơi có chút tức giận nói, phụ thân, người cần thiết khoa trương như vậy sao? Thẩm lãng cố nhiên lợi hại, nhưng là nữ nhi cũng không kém a. À người dựa vào cái gì nhận định ta không gả cho hắn liền ăn thiệt thòi. Người cái tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì, cổ khí môn khai sơn tổ sư từng lưu lại qua một viên tự viết ngọc giản, phía trên nói có thể để cho thiên địa bảo giám nhận chủ tu sĩ, nhất định là có thể cùng địa tổ trấn nguyên đại tiên ngang vai ngang vế tồn tại. Tự diệt thế chi chiến hậu, chân tiên giới gần như không có dạng này tu sĩ tồn tại. Thẩm lãng tiểu tử này mặc dù bây giờ tu vi xa xa không kịp, nhưng đợi một thời gian, tất thành đại khí. Dạng này con rể, mò kim đáy biển đều không vớt được a à, đáng tiếc người ta không coi trọng ngươi ninh như phong than thở nói câu nói này lại đâm đến ninh tiểu yêu chỗ đau nàng vuốt vuốt đầu đau đầu nói phụ thân có thể hay không đừng nhắc lại thẩm lãng nữ nhi hiện tại nghe tên của hắn liền phiền tốt 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 ta không đề cập tới nàng miễn cho để ngươi thương tâm khổ sở ninh như phong bất đắc dĩ nói nữ nhi mới không có khổ sở đâu ta rất tốt ninh tiểu yêu khẽ hừ một tiếng hóa thành một đạo hắc mang bay ra cổ khí môn đại điện. Chấm, không bao lâu, thẩm lãng đã mang theo hạ san nhi rời đi thương loan sơn, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi. Dọc đường, thấy hạ san nhi tâm sự nặng nề, thẩm lãng nhịn không được hỏi, san nhi, người đang suy nghĩ gì đấy? Hạ san nhi khuôn mặt đỏ lên, chỉ lắc đầu, san nhi, chúng ta đều đã là đạo lữ, có chuyện gì không thể nói với ta sao? Thẩm lãng hiếu kỳ hỏi, hạ san nhi do dự chỉ chốc lát, rốt cục vẫn là nâng lên dâng lên nói ra thẩm sư huynh nếu như yêu yêu sư tỷ thật đối ngươi có ý tứ ngươi sẽ tiếp nhận nàng sao thẩm lãng đầu tiên là sướng sờ lập tức thản nhiên nói ra sẽ không ta cùng thánh nữ ở giữa chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường bình thường nàng nếu có chỗ cần hỗ trợ ta nhất định sẽ giúp nhưng nói chuyện yêu đương vẫn là thôi đi ta đối thánh nữ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ thánh nữ cũng hẳn là đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ sàn nhìn ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều San Nhi cảm thấy, yêu yêu sư tỷ khả năng, đối sư huynh ôm lòng hào cảm, hạ San Nhi khẽ cắn môi mỏng, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hạ San Nhi từ nhỏ đã cùng Ninh Tiểu yêu quan hệ vô cùng tốt, nàng biết yêu yêu sư tỷ ở trước mặt người ngoài đều sẽ biểu hiện cao lãnh nghiêm ngặt, nhưng đối mặt mình lúc thì sẽ thể hiện ra chân thực một mặt. Vừa rồi thẩm lãng cùng Ninh Như Phong nói chuyện quá trình bên trong, Hạ San Nhi phát hiện Ninh Tiểu yêu cảm xúc phá lệ kích động, lấy nàng đối Ninh Tiểu yêu hiểu rõ, nếu như yêu yêu sư tỷ thật không thích thẩm lãng, kỳ thật cảm xúc là sẽ không kích động như vậy. Hạ San Nhi phỏng đoán, yêu yêu sư tỷ hoặc nhiều hoặc ít, cũng có chút hâm mộ thẩm lãng mới đúng. Tốt San Nhi, đừng có đoán mò, coi như giống người nói dạng này, ta cũng sẽ không đi tiếp xúc ninh tiểu yêu, có người liền đầy đủ. Thẩm lãng đầu có đau một chút, hắn thực sự là không nghĩ lại cùng những nữ nhân khác có dính dấp. Mặc dù không biết ninh tiểu yêu có phải là thật hay không đối với mình có ý tứ, nhưng về sau đụng phải nàng, vẫn là cách càng xa càng tốt sư huynh hiểu lầm san nhi, ta chẳng qua là cảm thấy. Yêu yêu sư tỷ sẽ có hay không có điểm đáng thương. Nàng thích người, bị san nhi cướp đi. Hạ san nhi nhỏ giọng lầm bầm nói. Nếu như ninh tiểu yêu trước đó đưa ra nguyện ý gả cho thẩm lãng ngôn ngữ, hạ san nhi nhưng thật ra là không ngại cùng yêu yêu sư tỷ cùng hưởng thẩm lãng. Khụ khụ, thẩm lãng cuống họng bị hạ san nhi câu nói này cho sặc ở, hắn trầm giọng nói, san nhi, ngươi phải hiểu được, tình cảm chuyện này cũng là xem duyên phận, cưỡng cầu không tới nghe thẩm lãng kiểu nói này hạ san nhi cũng thoải mái đỏ mặt nói là san nhi quá đần sư huynh đã không thích yêu yêu sư tỷ coi như san nhi không nói những lời kia đi thẩm lãng sờ sờ đầu của nàng nghiêm mặt nói san nhi ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều kỳ thật ngươi chính là quá thiện lương về sau đi lại tại tu chân giới không phải mỗi một cái cái gọi là bằng hữu đều có ninh sư tỷ đối ngươi như vậy tốt giả thiết một người không đáng ngươi đi vì hắn đánh đổi mạng sống cũng không cần quá nhiều đi quan tâm người kia cảm thụ về sau đi theo ta nhiều học tập lấy một chút đi hạ san nhi nhu thuận nhẹ ừ một tiếng khóe miệng cong thành một đạo đẹp mắt đường cong mảnh mai thân thể mềm mại đổ tựa ở thẩm lãng trong ngực cảm nhận được không gì sánh kịp cảm giác an toàn